Ngoài ra hắn ta còn đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Cảm giác này giống như có ai đó đã lột sạch y phục của hắn ta vậy. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, hóa ra hắn ta thực sự không còn mặc y phục nữa. Hắn ta không chỉ bị lột y phục bên ngoài mà bên trong cũng bị lột sạch. Đây chính là chuyện tốt mà Triệu công tử đã làm ra, ngay khi hắn bắt đầu thi triển đấu chiến thánh pháp thì hắn cũng đã đồng thời thi triển tiên thuật trộm cắp lột sạch hết những thứ có trên người của thanh niên áo đỏ, lột sạch không còn một mống. Những thứ có giá trị tất nhiên vẫn là mấy món bảo bối và túi tiền của đối phương, ngoài ra trên người của hắn ta còn có dán bùa chống nổ, tất cả đều bị Triệu Bân lột xuống không sót một lá. Hiếm khi mới bắt được một kẻ lắm tiền, ông đây không chơi chết người mới là lạ. Á! Thanh niên áo đỏ tức giận, lại bộc phát năng lượng cuồng bạo. Triệu Bân đang xông tới công kích liền bị trấn trở mình. Bay ngược về phía sau mấy trượng dài thì hắn mới rơi xuống đất, tuy nhiên cũng không có gì đáng ngại. Trông thanh niên áo đỏ lúc này vô cùng chật vật. Chính xác mà nói thì trông hắn lúc này rất mát mẻ. Triệu công tử đã lột sạch mọi thứ trên người của hắn ta đến mức không thể lấy thêm gì được nữa, khiến cho đối phương chỉ hận không thể xé xác hắn ra. Hai mắt của thanh niên áo đỏ hằn lên những tơ máu gớm ghiếc, bộ mặt dữ tợn y hệt một đại ma đầu. Không thể phủ nhận, dáng người của ngươi không tệ chút nào. Vị tiểu huynh đệ kia cũng đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi. Triệu Bân vừa nói vừa đứng kiểm đếm chiến lợi phẩm, thậm chí còn không thèm nhìn đối phương lần nữa. Trên tay của hắn là túi tiền của thanh niên áo đỏ, cái tên này đúng là kẻ có tiền, bên trong túi có không ít dược hoàn cùng đan dược, còn có bùa chú và ngân phiếu với số lượng cực kỳ lớn. Chịu khó đếm một chút thì mới thấy đây là một gia tài không hề nhỏ. Là do ngươi gây sự với ta trước. Sau khi kiểm đếm xong thì Triệu công tử liền cất tất cả vào túi trữ vật trong tay áo. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, hắn phải giết chết cái tên kia mới được. Hắn đã nghĩ ra đối sách. Đối phương đã không còn bùa chống nổ trên người cho nên dùng bùa nổ để giết hắn ta là tốt nhất, trước đó hắn chỉ lo trộm đồ, còn chưa kịp sử dụng bùa nổ thì đã bị đối phương chấn bay rồi. Không sao, bây giờ dùng tới bùa nổ cũng không muộn. Ngươi, thật đáng chết. Thanh niên áo đỏ phẫn nộ giống lên như sấm rền, làm chấn động cả vòng trời. Hắn ta vừa dứt lời thì đã bộc phát ra một nguồn năng lượng bạo ngược. Từ bên trong cơ thể của hắn ta nhảy ra một con quái vật khổng lồ như núi, cái đầu của nó không hề nhỏ hơn đầu của Thái Thượng Hung Hổ, khí huyết vô cùng cuồng bạo, khí thế kinh thiên động địa khiến cho cả rừng núi rung chuyển, có một ngọn núi thấp ở cách đó không xa còn bị khí thế của con quái vật chấn sụp đổ. Đó là thứ gì vậy? Triệu Bân há miệng thở dốc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó phải một con rắn có 8 cái đầu rất lớn, mắt rắn to như vò rượu, toàn thân đen tuyền có vảy bao phủ. Mỗi một miếng vảy đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Triệu Bân đứng trước con quái vật này chỉ giống như một con châu chấu. Rắn 8 đầu. Triệu Bân lẩm bẩm, lén nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thật sự đã đánh giá thấp đối phương, không ngờ hắn ta cũng giống như Long Phi và Ma Khôi, có phong ấn một con quái vật bên trong thân thể, đây hẳn là rắn 8 đầu trong truyền thuyết mà Thiên Thư Huyền Môn đã từng nhắc tới. 8 cái đầu khổng lồ cũng đã đủ dọa người. Thế mà ngay cả khí thế cũng không hề kém cạnh Cửu Vĩ hay Hung Hổ. Hắn không bao giờ có thể ngờ được ngoài Thánh Tử Ma Cung Ma Khôi thì trong số những nhân tài bước vào Di Chỉ Ma Vực còn có một yêu nghiệt khác phong ấn quái vật bên trong cơ thể, thậm chí còn là một con rắn 8 đầu cực kỳ hung hãn bạo ngược. Buồn cười chính là đến tận lúc này hắn mới biết. Nếu như hắn biết sớm thì có điên mới đứng lại chiến đấu. Giống. Rắn 8 đầu giống lên, chấn động thiên địa. Triệu Bân đang đứng gần đó ngay lập tức bị chấn bay ra xa. Phải nói thanh niên áo đỏ này quả thật rất thú vị, nếu không muốn nói là rảnh rỗi, trong cơ thể của hắn ta có phong ấn một con quái vật rắn 8 đầu vậy mà trước đó vẫn cùng Triệu Bân đánh qua đánh lại, trực tiếp thỉnh rắn 8 đầu ra ngoài không phải là đã xong chuyện rồi hay sao? Nếu như Triệu Bân không lột sạch y phục của hắn ta thì chẳng lẽ hắn ta còn muốn đại chiến 800 hiệp với Triệu Bân hay sao? Thật ra thì đây cũng là điều khiến cho thanh niên áo đỏ hối hận. Là do hắn ta tự nghĩ mình mạnh mẽ, có thể dễ dàng đối phó với đối thủ cho nên hắn ta mới không thỉnh ra rắn 8 đầu từ trước, hắn ta xem nó là một lá bài tẩy, không phải bất đắc dĩ thì hắn ta tuyệt đối sẽ không sử dụng đến. Không ngờ rằng hắn ta đã nhầm, tưởng rằng mình gặp phải một kẻ yếu ớt, đánh nhau một hồi thì mới phát hiện đối phương cũng là một nhân tài, hắn ta chỉ mất cảnh giác một chút mà đã bị lột sạch y phục. Tiền bạc cùng bảo bối. Chuyện này thật đáng giận.
Đã bị chọc giận đến như vậy, lúc này không trả đũa thì còn đợi tới lúc nào? Cho nên cuối cùng hắn ta mới quyết định thỉnh ra rắn tám đầu. Giao hết bảo bối ra đây. Thanh niên áo đỏ nhìn từ trên cao xuống quan sát Triệu Bân. Tiếng quát của hắn ta phối hợp với khí thế của rắn tám đầu nghe hết sức uy vũ. Nhưng bộ dạng của hắn ta lại không có chút uy vũ nào, toàn thân trần như nhộng thế mà trông hắn ta vẫn không chút xấu hổ, da mặt phải dày đến cỡ nào thì mới có thể chịu đựng được chuyện này chứ. Vèo. Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Con mợ nó, hắn cứ tưởng mình đang giả heo ăn thịt hổ. Cuối cùng không ngờ hắn chỉ là con chuột chũi. Còn muốn chạy. Thanh niên áo đỏ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu kết ấn niệm chú. Ngay lập tức con rắn tám đầu đã phun ra một luồng sáng trắng quét qua khu rừng. Ngay sau đó những nơi mà luồng sáng trắng quét qua đều đóng băng, băng lan ra đuổi theo Triệu công tử khiến cho Triệu công tử run sợ. Đây không phải là băng giá bình thường, một khi bị đuổi kịp thì hắn chắc chắn sẽ bị đông cứng thành băng. May mắn thay, hắn vẫn đủ nhanh. Trước khi bị đóng băng, hắn đã mạnh mẽ thoát ra khỏi khu rừng. Cơ ngân. Thanh niên áo đỏ thấy vậy thì nhíu mày. Đến tận lúc này hắn ta mới nhận ra thân phận của Triệu Bân. Nói cách khác hắn ta đã nhận ra thân pháp của Triệu Bân, trước đó khi Ma Khôi đuổi giết Triệu Bân thì hắn ta cũng đã chứng kiến từ xa, thảo nào hắn lại biết cách thi triển thiên cang hộ thể, thảo nào hắn lại khó nhằn đến như vậy. Là do hắn ta đã quá bất cẩn. Mặc dù trận này hắn ta đã thắng nhưng lại bị tổn thất lớn. Không còn cách nào khác, hắn ta đã lật lá bài tẩy của mình rồi. Đã thỉnh ra rắn tám đầu thì phải trả đũa cho xứng đáng, trận này hắn ta nhất định phải bắt sống được Cơ Ngân, sau đó bắt hắn nhả ra hết tất cả bảo bối trong người. Ầm. Lại có thêm một con quái vật gây chấn động khắp nơi. Triệu Bân bỏ chạy ở phía trước, vừa chạy vừa bò. Giờ phút này thể diện hay hình tượng cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn, đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, muốn không phục cũng không được. Hắn phải nhanh chân chạy trốn. Không thể để cho bản thân gục ngã vì con rắn tám đầu kia, nó là lá bài tẩy của đối phương, nếu như không phải nhất quyết muốn tiêu diệt hắn thì đối phương đã không thỉnh nó ra ngoài. Giống, thanh niên áo đỏ đuổi theo sát nút, vừa đuổi vừa đánh, không biết có bao nhiêu núi cao đã bị rắn tám đầu làm cho sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu cánh rừng đã bị rắn tám đầu san bằng, động tĩnh mà nó gây ra không hề kém cạnh so với thái thượng hung hổ. Nếu như hai con quái vật đánh nhau thì mới thật là thú vị. Nguyệt thần ngoái đầu nhìn lại, hai con quái vật mà cô ta nhắc đến tất nhiên là thái thượng hung hổ và rắn tám đầu, một con là hậu duệ của bạch hổ, một con là họ hàng của thương long, đều có mối liên hệ sâu xa với thần thú, nếu như bọn chúng đánh nhau thì chắc chắn sẽ gây nên một trận chiến khổng lồ. Nếu như tiểu kỳ lân cũng tham chiến thì lại càng náo nhiệt hơn nữa. Nhắc đến tiểu kỳ lân cô ta liền nhìn thoáng qua ký hiệu trên người của Triệu Bân, nó đang tỏa sáng rực rỡ. Hẳn là tiểu kỳ lân không muốn nằm yên, rất muốn nhảy ra trợ chiến cho Triệu Bân. Có điều nó chỉ là một con non cho nên khó có thể thi triển ra uy lực cường đại nhất. Và lại đây vẫn chưa phải là tình huống sinh tử. Nếu như bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng thì nó chắc chắn sẽ bùng nổ ra tiềm lực cực hạn. Tiềm lực của hỏa kỳ lân hoàng tộc là vô hạn, điểm này Nguyệt Thần đã từng được kinh qua, sức mạnh đó quả thật hết sức bá đạo. Con mợ nó, có chuyện gì vậy? Động tĩnh quá lớn. Bốn phía lại bị kinh động. Đám người tầm bảo đều đã nhảy lên đỉnh núi, kiễng chân nhìn ra xa. Không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia, đó là một con rắn tám đầu to như một ngọn núi đang giống lên những tiếng vang rền như sấm nổ, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Cái quái gì vậy? Rắn tám đầu. Chỗ nào cũng có nhân tài có nhãn giới cao, vừa nhìn thấy con quái vật khổng lồ thì bọn họ đều đã cảm thấy kinh hãi. Con quái vật đó tương truyền là hậu duệ của Thương Long, không hề kém cạnh thái thượng hung hổ. Ngoại trừ Ma Khôi thì trong di chỉ ma vực lại có một ký chủ khác sao, đám người đứng xem kinh hãi đến mức lạnh toát cả sống lưng, cũng may lúc trước bọn họ không gặp nó, bằng không thì chắc chắn đã bị tiêu diệt. Tên ký chủ này không ngờ lại giấu giếm quá sâu. Nhắc đến ký chủ, có rất nhiều người đã nhìn sang thanh niên áo đỏ. Vừa nhìn thấy hắn ta thì tất cả mọi người đều giật giật khóe miệng. Ký chủ của rắn tám đầu đúng là quá phóng túng, ngay cả y phục cũng không thèm mặc. Ở đây có không ít nữ nhân, ai nấy đều đỏ bừng mặt khi nhìn thấy hắn ta. Mặc dù ngươi là nhân tài nhưng cũng phải mặc y phục vào đi chứ, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?
Có biết ký chủ của rắn tám đầu là ai không? Có người thấp giọng hỏi. Thân Dung, có người đáp. Thân Dung là ai? Thái tử của Vương Triều Hắc Long. Thảo nào! Bốn phía nghe thấy vậy liền kinh hãi, Vương Triều Hắc Long thật sự quá quyết đoán, dám phái cả thái tử vào Di Chỉ Ma Vực, lại còn là ký chủ của rắn tám đầu. Nếu như Thân Dung không thỉnh nó ra ngoài thì bọn họ đến tận lúc này cũng không biết. Đó là, rắn tám đầu. Ma Khôi cũng đang quan sát, thái thượng hung hổ của hắn ta đã không còn ở bên ngoài nữa, hắn ta cau mày nhìn về phía hỗn loạn, nhận ra được lai lịch của con quái vật kia. Thế gian đúng là ngọa hổ tàng long. Hắn ta từng cho rằng chỉ có Đại Hạ Long Phi là đối thủ của mình. Bây giờ lại có thêm một con quái vật khác xuất hiện. Rắn tám đầu rất hung hãn, không hề yếu hơn thái thượng hung hổ, nguyên nhân chính là vì thế cho nên trong mắt của hắn ta mới hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đã có rắn tám đầu xuất hiện thì hắn ta hiện giờ cũng không phải là kẻ có chiến lực mạnh nhất ở đây nữa, không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không nên đối kháng với rắn tám đầu. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán thì một ngọn núi khác đã bị san bằng. Rắn tám đầu rất hung dữ, đi tới đâu cũng phá nơi đó thành một đống hỗn độn. Chủ yếu là bởi vì Thân Dung đã phát điên. Phải biết rằng lúc này hắn ta đang trần như nhộng, lại có rất nhiều người đang đứng nhìn, cho dù thực lực của hắn ta có mạnh đến đâu cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, tốt xấu gì hắn ta cũng là thái tử của một nước, ngày sau còn phải kế thừa hoàng vị, nhưng chỉ vì chuyện ở đây mà mặt mũi đều đã mất hết. Nghĩ vậy, hắn ta lại càng đuổi theo quyết liệt hơn. Trong tình huống đó, chỉ sợ hắn ta sẽ phải quát lên trước một câu, trả y phục cho ta trước. Có giỏi thì đừng thỉnh rắn tám đầu ra. Triệu Bân dùng hết sức bình sinh bỏ chạy vừa mắng. Đúng là xui xẻo. Trước đó không lâu hắn mới bị thái thượng hung hổ làm thất kinh hồn vía. Bây giờ hắn vừa mới tiến vào cảnh giới địa tạng mà đã bị rắn tám đầu đuổi giết. Chẳng lẽ trên mặt hắn còn có khắc hai chữ ngứa đòn hay sao? Người đang bị đuổi giết là Cơ Ngân sao? Đột nhiên bốn phía lại vang lên những tiếng kinh ngạc. Tới tận khi Triệu Bân nhảy ra khỏi núi thì bọn họ mới nhận ra hắn là ai. Thì ra là Cơ Ngân của Thiên Tông. Lời đồn quả không sai, Cơ Ngân là một tòa bảo tàng sống, đi tới đâu cũng sẽ gây ra náo nhiệt. Phải đánh chết hắn mới được. Kẻ thù của Cơ Ngân cũng đồng loạt nhảy ra, trong đó nhất định không thể thiếu Nguyên Thương, Tiểu Nhật Áo Đen, Tên Người Thi Tộc, Thánh Tử Huyết Y Môn, Thánh Tử Ma Điện, Vương Dương, Thánh Tử Ma Sơn. Nét mặt của kẻ nào cũng hết sức dữ tợn và cực kỳ kích động. Nhân phẩm tốt thật. Những tiếng thổn thức vang lên không ít, ai cũng cảm thấy bi thương thay cho Cơ Ngân. Cái tên đó không gây chuyện thì thôi, nhưng một khi gây chuyện thì sẽ gây ra chuyện cực lớn, hơn nữa còn động đến toàn là dân có máu mặt. Lúc trước hắn đã động phải thái thượng hung hổ, suýt chút nữa thì bị giết, bây giờ hắn lại động phải rắn tám đầu, bị đuổi giết không buông. Nhìn cục diện này thì chắc chắn nếu như không giết được hắn thì rắn tám đầu cũng sẽ không dừng lại. Nói tóm lại, tất cả những chuyện xảy ra đều là bởi vì Cơ Ngân đã động phải những kẻ không bình thường. Ta đã tìm ngươi rất lâu. Nhìn thấy Triệu Bân, hai mắt Ma Khôi liền sáng lên. Thánh tử, không nên tham chiến, người của Ma Cung đều vội vàng nói. Ma Khôi không để ý tới bọn họ, ngay lập tức nhảy xuống núi. Cơ Ngân chính là một tòa bảo tàng sống, mà tâm kính vẫn còn ở trong tay hắn, không thể để cho Thân Dung đoạt được. Tình huống tệ nhất là hai người hợp lực bắt sống Cơ Ngân, chuyện sau đó thì hai người vẫn có thể thương lượng. Hắn vẫn có thể chia chiến lợi phẩm. Giống. Một tiếng hổ gầm vang lên làm thiên địa rung chuyển. Ma Khôi đã thỉnh ra thái thượng hung hổ, nó cũng đang chạy về hướng đó, thân hình to lớn như núi, đi tới đâu cũng gây ra cảnh hỗn loạn. Không biết có bao nhiêu ngọn núi đã bị dẫm nát rồi sụp đổ. Gục rồi, lần này Cơ Ngân chắc chắn sẽ bị đánh gục. Đám người chứng kiến bốn phía đều cảm thấy tiếc thương cho hắn. Rất rõ ràng là Ma Khôi cũng muốn tham chiến, một con rắn tám đầu đã khiến cho Cơ Ngân không thể nào chịu được chứ đừng nói lại có thêm một thái thượng hung hổ nữa. Hai con quái vật khổng lồ ở bên trong Di Chỉ Ma Vực đều đã nhảy ra ngoài, Cơ Ngân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong phút chốc. Cho dù Đại Hạ Long Phi có đích thân tới đây thì cũng không thể nào thắng nổi cuộc chiến này. Ma Khôi. Hai mắt Thân Dung hơi nheo lại, hắn ta đã nhìn thấy thái thượng hung hổ đang lao về phía này. Mục đích của Ma Khôi rất rõ ràng, đang muốn cùng hắn ta tiêu diệt Cơ Ngân. Nói thật thì hành động này của Ma Khôi khiến cho hắn ta cảm thấy rất khó chịu.
Một tòa bảo tàng sống tốt như vậy, ai lại muốn chia đôi cho kẻ khác? Chỉ có điều ma khôi thật sự có năng lực tranh đoạt với hắn ta. Ông, bầu trời lại đột nhiên ông chấn động, lại có thêm một ngôi sao khác rơi xuống, vẽ nên một vòng cung trói lại trên bầu trời mờ ảo. Nhìn kỹ thì mới thấy đó không phải là một ngôi sao mà là một thanh chiến kích lớn, nó nặng nề rơi xuống từ bầu trời, khi nó rơi xuống thì vòng trời liền ông chấn động, trên thân chiến kích bộc phát ra ma sát cuồn cuộn cùng khí thế cường đại. Bất diệt chiến kích. Thấy vậy, ma khôi đột nhiên dừng lại. Hắn ta có thể nhận ra thì các dòng truyền thừa khác của ma vực cũng đều có thể nhận ra, chẳng hạn như Vương Dương, Thánh tử Ma Điện và Thánh tử Ma Sơn, mắt của ai nấy đều đang phát sáng. Thanh chiến kích này không phải là vật tầm thường, nó chính là binh khí của bất diệt ma quân. Năm xưa khi bất diệt ma quân chết và ma vực sụp đổ, bọn họ không thể tìm thấy được binh khí của ma quân. Nhiều năm qua bọn họ luôn tìm kiếm tung tích của bất diệt chiến kích, không ngờ rằng nó vẫn nằm bên trong di chỉ ma vực. Bất diệt chiến kích, bảo vật bất phàm. Ngoài mấy dòng truyền thừa của ma vực thì còn có rất nhiều người khác có nhãn giới cao. Có rất nhiều kẻ tầm bảo đã chạy đến góp vui. Toàn bộ đều xông về phía thân binh vừa rơi xuống. Binh khí của bất diệt ma quân chắc chắn phải là một món thần binh. Nó là của ta. Ma khôi quát lớn rồi phóng thẳng về hướng đó. Thân dung còn đang đuổi giết cơ ngân cũng đột nhiên đổi hướng phóng thẳng về hướng đó. Cơ ngân của thiên tông không quý giá bằng bất diệt chiến kích của bất diệt ma quân, đó chính là một bảo bối vô giá. Về phần cơ ngân, hắn ta sẽ quay lại xử lý sau. Ma khôi và thân dung đều đã biến mất cho nên người nào đó vẫn an toàn. Phụt! Triệu Bân lảo đảo hộc máu. Nói thật ra thì hắn còn đang chờ ma khôi đuổi tới, lúc đó hắn sẽ không chút do dự mà mở ra thiên kiếp đánh chết cả hai tên. Chỉ có quỷ mới hiểu được tại sao lại xảy ra dị tượng, từ trên trời lại rơi xuống một món binh khí của ma quân, nhìn thần thái điên cuồng của thân dung, ma khôi cùng những kẻ tầm bảo ở bốn phía liền có thể biết được bất diệt chiến kích kia là một món tuyệt thế thần binh. Ầm vang một tiếng, thanh chiến kích lớn đã đáp đất một cách hết sức nặng nề khiến cho cả một ngọn núi lớn ầm sụp đổ, bên trong đám hỗn độn còn có một vầng sáng màu đen lan tràn ra bốn phía, đám người chạy tới tầm bảo còn chưa kịp tới nơi thì đã bị vầng sáng kia chấn trở mình. Vèo, bỗng nhiên lại có một trận cuồng phong ập tới, một kẻ áo đen đã xông lên, hai mắt phát sáng dán chặt vào thanh chiến kích không rời. Hắn ta đã lên kế hoạch cướp lấy thanh chiến kích rồi bỏ chạy. Trong khi đang suy nghĩ thì hắn ta cũng đã nắm lấy được thanh chiến kích. Nhưng xấu hổ thay hắn ta lại không thể ngay lập tức rút được thanh chiến kích lên, hắn ta phải mạnh mẽ thúc dục chân nguyên thì mới có thể kéo thanh chiến kích ra khỏi mặt đất, nhưng chuyện còn xấu hổ hơn chính là hắn ta chỉ vừa mới xoay người còn chưa kịp bỏ chạy thì liền trúng phải một luồng kiếm quang màu đỏ được phóng ra từ tay một kẻ áo vàng. Bất diệt chiến kích lại rơi xuống đất khiến cho mặt đất rung lên dữ dội. Nó là của ta. Kẻ áo vàng phóng lên nhanh như chớp, hai mắt cũng hừng hực lửa nhìn vào món binh khí trong truyền thuyết. Tương truyền món binh khí này được đúc nên từ tiên thiết có uy lực vô song, nó đã cùng với bất diệt ma quân chinh chiến khắp thiên hạ, hung danh hiển hách, tuyệt đối chính là một món thần binh tuyệt thế. Phụt! Nhưng không ngờ tình cảnh của hắn ta còn thê thảm hơn kẻ áo đen lúc nãy. Kẻ áo đen bị tiêu diệt lúc nãy ít nhất cũng đã chạm được tay vào thanh chiến kích. Hắn ta thì khác. Còn chưa kịp vươn tay ra chạm vào thanh chiến kích là hắn ta đã bị trúng một chưởng từ bên cạnh, trong chớp mắt liền biến thành thịt nát. Nhưng kẻ vừa đánh lén hắn ta cũng không có kết cục tốt hơn bao nhiêu, vừa mới chạm vào thanh chiến kích đã liền bị một kẻ khác đâm xuyên tim. Nó là của ta. Càng ngày càng có nhiều người kéo tới, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ tham lam thèm muốn. Tất nhiên bất diệt chiến kích cũng là một củ khoai nóng bỏng tay, ai dám chạm vào, ai dám tới gần đều bị vây công tiêu diệt. Máu tươi liên tục phun ra xung quanh thanh chiến kích, mỗi một tia máu bắn lên chính là mỗi một sinh mệnh vừa nằm xuống. Nhưng đám đông vẫn không thôi đổ xô đến đó. Vì binh khí của ma quân, đám người này dường như đã không còn thiết sống nữa. Kẻ nào chạm vào chiến kích đều sẽ bị giết không tha. Tiếng quát của ma khôi phối hợp với khí thế của thái thượng hung hổ làm rung chuyển thiên địa. Hắn ta còn chưa đuổi tới mà khí thế đã làm chấn động bốn phương. Hắn ta hung hăng tiến thẳng vào trong đám người, sát khí từ thái thượng hung hổ tràn ra khắp nơi, có rất nhiều kẻ bị chấn diệt mà cũng có không ít kẻ bị dẫm chết. Khung cảnh vốn đã rất đẫm máu. Khi ma khôi đuổi tới thì còn có thêm huyết khí quay cuồng.
vật của ma quân là thứ mà các ngươi có thể tùy tiện chạm vào hay sao? Ma Khôi hừ lạnh nói, từ xa tung ra một trường, trường ấn hóa thành vuốt hổ khổng lồ chộp lấy bất diệt chiến kích. Ngay lập tức trong ánh mắt của hắn ta liền bùng lên ngọn lửa. Tất nhiên là bởi vì hắn ta rất kích động. Thanh chiến kích này có ý nghĩa không tầm thường. Năm xưa bất diệt ma quân đã cầm nó chinh chiến tứ phương, cũng có thể nói nó đã chứng kiến hình ảnh ma quân đứng trên đỉnh cao khi còn sống. Hiện giờ thanh chiến kích này đã nằm trong tay của Ma Khôi khiến cho hắn ta đột nhiên nổi lên cảm giác tự mãn giống như hắn ta chính là bất diệt ma quân vậy, một vị vua có tài trí và mưu lược kiệt xuất của ma vực. Cảm giác đứng trên đỉnh nhìn xuống thế giới thật sự rất tuyệt vời. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên lại có một tia máu từ bên ngoài bắn thẳng tới. Chỉ với một đòn, vuốt hổ đã bị chặt đứt, bất diệt chiến kích lại rơi xuống đất. Kẻ vừa ra tay tất nhiên là Thân Dung, cũng chỉ có một mình hắn ta mới dám ra tay với Ma Khôi. Thân Dung, người muốn chết, Ma Khôi phẫn nộ quát lớn. Hắn ta vừa quát vừa chộp lấy bất diệt chiến kích một lần nữa. Cho dù muốn đánh nhau thì hắn ta cũng phải cầm được bất diệt chiến kích chắc trong tay thì mới có thể tiếp tục đánh. Vật vô chủ, ai lấy được là của người đó. Thân Dung ra tay lần thứ hai, vẫn bắn ra tia máu sắc bén. Ma Khôi chẳng những không thể lấy được chiến kích mà còn bị trúng thêm một đòn nghiêm trọng. Trong chớp mắt ngắn ngủi Thân Dung đã áp sát, một tay chộp lấy bất diệt chiến kích. Ma Khôi không chịu thua, thái thượng hung hổ của hắn ta đã hạ gục rắn tám đầu chỉ bằng một đòn, vì thế bất diệt chiến kích lại bật về phía hắn ta một lần nữa. Giống. Ma Khôi phớt lờ Thân Dung, ngay lập tức đuổi theo thanh chiến kích. Thân Dung hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức có một cái đuôi rắn phóng ra ngoài. Ma Khôi chưa kịp bắt được thanh chiến kích thì đã bị đuôi rắn đánh chúng bay ngược ra phía sau. Bất diệt chiến kích vừa đáp xuống lại bị Thân Dung lấy đi, nhưng hắn ta cầm còn chưa nóng tay thì lại bị thái thượng hung hổ đánh gục khiến cho bất diệt chiến kích lại bật ra một lần nữa. Con rắn tám đầu cũng không phải là vật trang trí, nó lao lên quấn lấy thái thượng hung hổ rồi siết chặt trong đó có một cái đầu rắn đã ngậm lấy được bất diệt chiến kích. Thanh chiến kích này thật không dễ dàng cầm được. Thái thượng hung hổ giãy giụa. Cắn nứt một đầu rắn. Ầm, ầm, ầm. Hai con quái vật đang đánh nhau, cảnh tượng không phải chuyện đùa, vì muốn đoạt được chiến kích mà cả hai đã lao vào nhau chiến đấu kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều khiến cho những vầng sáng đen lan tràn ra khiến cho người đứng xem bốn phía đều bị chấn trở mình, những kẻ có tu vi yếu kém đều bị tiêu diệt tại chỗ. Được rồi, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa. Đám người chạy tới tầm bảo đều rút lui, cảnh tượng hết sức lúng túng. Đám người này vào di chỉ ma vực đều vì muốn tầm bảo. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã trở thành khán giả, không ai dám xông lên chính là tự tìm đường chết, nếu như dám chạm tay vào bất diệt chiến kích thì chắc chắn sẽ bị Ma Khôi cùng Thân Dung vây công, trên đời này ngoại trừ Đại Hạ Long Phi thì còn có ai dám đứng giữa trận chiến của hai kẻ này. Cho nên mới nói, đứng xem vẫn an toàn hơn. Bởi vì trận chiến đang diễn ra rất hấp dẫn cho nên không có ai để ý đến việc có người đang mò tới. Tất nhiên kẻ đang mò tới chính là Triệu Công Tử, hắn đang ngó nghiêng quan sát địa hình. Hắn đang quan sát xem lúc này có thích hợp để mở ra thiên kiếp và độ kiếp tại đây hay không. Xem ra kẻ thù của hắn đều có mặt ở đây. Nhưng hắn không nhìn thấy Thiên Vũ và Sở Vô Xương. Có lẽ cả Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng đều có mặt ở đây. Ở đây có quá nhiều người, hắn cũng không thể xem xét kỹ lưỡng. Ầm, ầm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trận chiến giữa Ma Khôi và Thân Dung đang càng lúc càng khốc liệt hơn. Từ khi tu luyện võ đạo cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai ký chủ đánh nhau, quả nhiên là gây ra động tĩnh khổng lồ. Ma Khôi cùng Thân Dung cũng không quá lợi hại, thứ lợi hại chính là rắn tám đầu cùng hung hổ, hai con quái vật này có hình thể quá lớn. Chỉ cần nhúc nhích một cái liền có thể khiến cho đất trời sụp đổ. Bất diệt chiến kích, binh khí tốt. Triệu Bân lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào thanh chiến kích. Thanh chiến kích đang bị Ma Khôi cùng Thân Dung tranh đoạt, mặc dù đang đứng cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nó đúng là một thanh tuyệt thế thần binh, ngay cả ma văn khắc trên chiến kích cũng tự bộc phát ra khí tức bá liệt. Mà đây chỉ là một món binh khí. Không thể tưởng tượng nổi bất diệt ma quân năm xưa còn cường đại đến cỡ nào. Nó có văng tới đây nữa không nhỉ, Triệu Bân sờ cằm lẩm bẩm. Trước đó ma tâm kính đã tự văng tới chỗ của hắn rồi bị hắn lấy đi. Lần này nếu như thanh chiến kích thật sự văng tới chỗ của hắn thì hắn cũng sẽ không khách sáo,
Trước khi tới đây hắn đã biến ra rất nhiều phân thân ở khắp mọi nơi, sau khi hắn cầm được bất diệt chiến kích liền có thể sử dụng thuật triệu hoán ngược để thoát ra khỏi chỗ này, như thế thì có thể tránh được thái thượng hung hổ cùng rắn tám đầu. Người xưa đã có câu, muốn cầu phú quý thì phải lao được vào chỗ hiểm nguy. Nhưng tiền đề là bất diệt chiến kích phải văng tới chỗ của hắn mới được. Đáng tiếc, lần này hắn không gặp may mắn đến vậy. Xem thái độ của Ma Khôi và Thân Dung, lần này bọn chúng nhất định vì bất diệt chiến kích mà đấu đá nhau tới cùng, đại chiến nguy hiểm như vậy Triệu Bân cũng không dám nhảy vào, trong khi đó bất diệt chiến kích cũng không thể nào văng tới chỗ hắn. Không còn cách nào khác. Triệu Bân hít sâu một hơi, hai mắt lóe lên. Hôm nay là một ngày tốt, chẳng những sắc trời đẹp mà ở đây còn có rất nhiều người, người nên tới người không nên tới cũng đều đã tới rồi. Nếu như có thể khiến cho hai con quái vật kia bị thiên lôi đánh chết thì cảm giác chắc chắn sẽ rất thoải mái. Ông! Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp mở ra thiên kiếp thì thiên địa đã bắt đầu biến hóa. Đại chiến diễn ra lâu như vậy, sao thiên địa có thể không biến hóa lần nào được chứ? Ông! Bất diệt chiến kích trùng hợp lại đang bay lên trời. Cũng chính vào lúc này thiên địa đã biến hóa trong chớp mắt, tất cả những kẻ có mặt đều đứng không vững, Ma Khôi cùng hung hổ. Thân Dung cùng rắn tám đầu còn chưa kịp đợi bất diệt chiến kích rơi xuống thì đã bị chuyển đi nơi khác. Chết tiệt! Thiên địa đột ngột biến hóa khiến cho Ma Khôi hết sức phẫn nộ. Thân Dung cũng quát lớn, thiên địa biến hóa không có gì lạ, cho dù có bị chuyển đi nơi khác cũng không quan trọng, nhưng vấn đề chính là ngay cả bất diệt chiến kích cũng đã bị thiên địa biến hóa chuyển đi nơi khác, nếu như hôm nay không lấy được nó thì có thể nó sẽ biến mất mãi mãi. Di chỉ ma vực lớn như vậy. Chỉ có quỷ mới biết nó sẽ bị chuyển đi đâu. Bên trong di chỉ ma vực có nhiều người như vậy, chỉ có quỷ mới biết được nó sẽ rơi vào tay ai. Nếu như muốn tìm lại nó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thân Dung, Ma Khôi phẫn nộ giống lên, vang vọng khắp di chỉ ma vực. Nếu như không có Thân Dung phá rối thì hắn ta đã sớm có được bất diệt chiến kích. Bây giờ thì hay rồi, người tính không bằng trời tính. Ma Khôi. Thân Dung cũng giống lên, khí thế không hề kém cạnh Ma Khôi. Hắn ta cũng có suy nghĩ tương tự, nếu như không có Ma Khôi gây rối thì chiến kích đã nằm trong tay hắn ta rồi. Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Cơ hội tốt. Khác với hai người bọn họ, ánh mắt của đám người tầm bảo đều sáng lên. Chiến kích đã văng ra ngoài cho nên nghiễm nhiên trở thành vật vô chủ, ai lấy được là của người đó. Bất cứ kẻ nào đang ở trong di chỉ ma vực cùng đều có thể cướp được cơ duyên này cho nên không có kẻ nào là không nhanh chân đuổi theo. Tiểu kích kích. Có rất nhiều kẻ khác đang quát lớn đầy phấn khích. Tất nhiên là Triệu công tử cũng đang chạy đi tìm bất diệt chiến kích. Những phân thân mà hắn biến ra đều đang chạy đi bốn phương tám hướng tìm chiến kích. Đám phân thân này cũng rất thú vị giống y như chân thân, vừa chạy đi tìm vừa kêu lên một tiếng tiểu kích kích rất thân thiết. Kẻ không biết có khi còn tưởng rằng bọn họ không phải đang đi tìm chiến kích mà đang đi tìm tiểu đệ bị lạc mất của mình. Đêm nay, ở khắp các ngọn núi bên trong di chỉ ma vực đều đầy ắp người. Tất cả đều đang tìm kiếm bảo bối, chính là bất diệt chiến kích. Có rất nhiều kẻ đều nghĩ nếu như đoạt được bất diệt chiến kích rồi thì sẽ ngay lập tức chạy ra khỏi ma vực, đã cầm được binh khí của bất diệt ma quân trong tay rồi mà còn không mau chạy thì chẳng lẽ còn đứng đây chờ người đến giết hay sao? Có được món bảo bối này trong tay là đủ rồi, xem như chuyến đi vào di chỉ ma vực lần này cũng đã rất đáng giá. Ôi trời, Thân Dung đã lấy được chiến kích rồi. Hơn nữa đêm lại có những tiếng gào vang vọng khắp ma vực. Đây chính là kiệt tác của Triệu công tử, hắn đã điều khiển tất cả các phân thân gào to lên như vậy, chỉ sợ thế nhân không nghe thấy. Hành động này tất nhiên là để hại người. Nếu như Ma Khôi biết được chiến kích đã nằm trong tay Thân Dung thì không chạy tới tìm hắn ta liều mạng mới là lạ. Thân Dung đã lấy được rồi sao? Đám người đang tìm kiếm chiến kích đều nhướng mày. Trong số đó có không ít người đã nhảy lên các đỉnh núi cao quan sát khắp nơi. Đáng tiếc, di chỉ ma vực quá lớn, bọn họ không thể nào nhìn thấy Thân Dung. Tìm cho ta. Ma Khôi nhận được tin tức liền hạ lệnh xuống. Không cần hắn ta nói thì người của ma cung cũng đều đã tản ra, bọn chúng cũng không muốn tìm Thân Dung liều mạng, chỉ cần tìm ra được thanh chiến kích thì liền có thể giao lại mọi việc cho thánh tử, để hung hổ cùng rắn tám đầu quyết định kết quả cuối cùng. Chết tiệt! Thân Dung nghe thấy những tiếng gào đó liền nổi trận lôi đình. Ta đánh nhau với Ma Khôi lần nữa, ta không lấy, ta không tin, Thân Dung cũng gầm lên truyền lời khắp bốn phương.
nhưng những lời phản hồi lại hắn ta đều nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Đặc biệt là Ma Khôi, hắn ta đã nhận định chắc chắn Thân Dung đã đoạt được bất diệt chiến kích. Lúc này cả ma vực đều đang tìm kiếm Thân Dung, một khi tìm được thì chắc chắn hắn ta sẽ bị vây công để đoạt lấy thanh chiến kích. Trời không phụ người có lông. Rõ ràng là có kẻ đang muốn hãm hại hắn ta, muốn hắn. Thân Dung đã bị người của Ma Cung tìm được. Chính xác mà nói thì đám người Ma Cung đã tìm được con rắn tám đầu, con quái vật đó có kích thước khổng lồ cho nên rất dễ thu hút sự chú ý, đứng ở rất xa cũng có thể nhìn thấy tám cái đầu lớn vươn lên trên không trung. Vốn dĩ Thân Dung không muốn thỉnh rắn tám đầu ra ngoài. Nhưng vì để tìm được bất diệt chiến kích cho nên hắn ta vẫn để nguyên rắn tám đầu ở bên ngoài, như vậy thì mới có thể phát huy tối đa khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Mặc dù có ưu điểm này nhưng cũng có nhược điểm là rất dễ bị kẻ khác phát hiện. Giống. Không lâu sau hắn ta liền nghe thấy một tiếng hổ gầm. Ma Khôi đã tới, thái thượng hung hổ của hắn ta vẫn đang ở bên ngoài phi nước đại giữa thiên địa gây ra động tĩnh hết sức ghê gớm, nó đi tới đâu cũng để lại sau lưng một đống đổ nát. Giao bất diệt chiến kích ra đây. Bản vương không lấy. Muốn chết. Hai người đối thoại hết sức đơn giản dễ hiểu. Ma Khôi mang theo sự phẫn nộ tột cùng đánh tới, không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào mà đã liên tục thi triển công pháp, bất kể là ngươi có lấy được chiến kích hay không thì ta cứ đánh ngươi chết trước rồi tính sau, cho ngươi chừa thói đánh lén, nếu như không phải vì ngươi xen ngang thì chuyện rắc rối này cũng đã không xảy ra. Đây là kế ly gián. Thân Dung quát lớn, lùi lại từng bước. Đáp lại hắn ta, chỉ thấy thái thượng hung hổ xông tới. Giống. Lúc này Ma Khôi đã phẫn nộ đến mức mất đi lý trí, chỉ muốn tìm người để phát hỏa. Chiến lực của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thái thượng hung hổ còn rất hung hãn, người bình thường chắc chắn không thể gánh nổi một đòn của hắn ta, nhưng trùng hợp thay ở đây lại có thêm một con quái vật khác có thể làm được điều đó, hắn ta tất nhiên sẽ tóm lấy nó mà phát hỏa. Đừng nói gì nữa, chỉ nhìn ngươi là ta đã muốn đánh rồi. Ma vực âm u lại bắt đầu vang lên những tiếng nổ vang trời. Hai yêu nghiệt lại xông vào đánh nhau. Chính xác mà nói thì là do Ma Khôi muốn khai chiến, trong khi Thân Dung phải bị động nghênh chiến. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì cả hai cũng đã xông vào đánh nhau, gây nên động tĩnh khổng lồ ở trong di chỉ ma vực. Những kẻ đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy trời đất như sụp đổ, cả một cánh rừng đã bị hai người san bằng. Tú Nhi đã nói, ra ngoài phải mang não theo. Triệu Bân ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chiêu gắp lửa bỏ tay người này của hắn thật sự quá hiệu quả, chỉ trách hắn đã nắm bắt tâm lý của người khác quá tốt, hay nói trắng ra phương pháp này của hắn chính là một phương pháp hại người tinh vi. Thật sự là Thân Dung đang giữ chiến kích sao? Có lẽ là có người đang hãm hại Thân Dung. Chuyện này cũng khó nói lắm. Đám người đứng xem trận chiến đều đang bàn tán xôn xao. Khung cảnh hỗn loạn đến mức không ai có thể tìm được câu trả lời xác đáng. Dù sao cũng không có ai tận mắt nhìn thấy. Trong những tiếng bàn tán xôn xao, đại chiến của Ma Khôi cùng Thân Dung càng lúc càng diễn ra ác liệt, chiến lực của Thái Thượng Hung Hổ cùng Ma Khôi quả nhiên không tầm thường, liên tục khiến cho rắn tám đầu cùng Thân Dung đứng không vững. Thân Dung bị đánh đến tối tăm mặt mày, hắn ta có nói thế nào thì đối phương cũng không nghe, đêm nay xem ra đối phương đã nhất định muốn sống chết với hắn ta. Tiểu Kích Kích. Bên trong một khu rừng, Triệu Bân vẫn đang thong thả tìm kiếm. Tối nay hắn vẫn là kẻ chuyên nghiệp nhất, ở bên kia đại chiến đang diễn ra với khí thế ngất trời, người ở bốn phía đều tập trung lại xem, chỉ có một mình hắn là vẫn đi khắp nơi tìm bất diệt chiến kích. Một tiếng Tiểu Kích Kích mà hắn gọi khiến cho ngay cả Nguyệt Thần cũng phải nheo mắt, đồ nhi của cô ta quả nhiên có khiếu hài hước, cần được bồi dưỡng thêm. Lão đại, ở đây. Trong lúc hắn đang tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy phân thân gào to. Triệu Bân ngay lập tức liên kết với tầm mắt của phân thân, hắn liền nhìn thấy bất diệt chiến kích đang cắm ở một vực thẳm, ở nơi đó đã có mấy phân thân của hắn đang canh chừng. Bảo bối, ta đến đây. Triệu Bân nhanh như chớp phóng thẳng về hướng đó. Những mỗi một lần hắn sắp có được cơ duyên tốt thì sẽ luôn có biến cố xảy ra. Lần này cũng không ngoại lệ. Kẻ tìm thấy bất diệt chiến kích đang ở vực thẳm cũng không chỉ có phân thân của Triệu Bân mà còn có một kẻ khác, kẻ này không để lộ gương mặt, toàn thân khoác hắc bào che kín người, ngay cả khí tức cũng không lộ ra cho nên không thể biết được hắn ta là nhân tài của nhà nào. Giết! Phân thân gào to một tiếng rồi lại hóa ra một phân thân khác.
sau đó các phân thân ngay lập tức xông về phía kẻ khoác hắc bào. Nhưng ngay lập tức tất cả phân thân đều đã bị một trường quét sạch. Các phân thân của Triệu Bân xông lên là hành động tự sát, nhưng hành động tự sát này cũng không vô ích, bọn họ đã khắc dấu hiệu lên trên thân thể của kẻ khoác hắc bào để chân thân có thể tìm thấy hắn ta. Kẻ khoác hắc bào đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bất diệt chiến kích là một củ khoai nóng bỏng tay, cầm được nó là chuyện hết sức nguy hiểm. Chính vì quá vội vàng cho nên hắn ta mới không để ý rằng thân thể của mình đã bị đánh dấu. Chạy đi đâu? Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức đuổi theo. Có dấu hiệu của các phân thân để lại cho nên hắn có thể truy đuổi theo vị trí chính xác. Ầm, ầm. Thanh âm của trận đại chiến truyền khắp ma vực. Trận chiến giữa ma khôi và thân dung vẫn đang diễn ra, hai con quái vật tung hoành giữa trời đất, đi tới đâu cũng để lại phế tích hỗn độn, đất trời sụp đổ. Chiến lực ngang nhau. Cuối cùng hắn ta có lấy được hay không? Chỉ có quỷ mới biết. Đám đông tụ tập càng lúc càng nhiều, tiếng bàn tán cũng vang lên không ngớt. Đại chiến diễn ra rất ác liệt nhưng vẫn không có ai biết được rằng liệu thân dung có thật sự cầm được chiến kích hay không. Tất cả những gì mà bọn họ có thể biết được chính là hai con quái vật ở trên kia càng đánh càng hăng, không thể phân cao thấp. Cơ Ngân. Thân dung nghiến răng nghiến lợi, như thể biết ai đã hãm hại mình. Trên thực tế hắn ta cũng chỉ phỏng đoán, nhưng một khi người ta đã nảy ra một phỏng đoán thì sẽ nhất nhất tin vào phỏng đoán của mình, cũng giống như ma khôi vậy. Hắn đã nhận định thân dung là người cầm bất diệt chiến kích cho nên mới bất chấp lý lẽ mà xông vào khai chiến. Vèo. Ở bên kia Triệu Bân vẫn đang phóng xuyên qua khu rừng truy đuổi kẻ khoác hắc bào. Những dấu vết mà phân thân để lại từ nãy đến giờ vẫn luôn chuyển động, chắc chắn kẻ khoác hắc bào đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, rất muốn nhảy ra khỏi ma vực. Hắn ta đã cầm được bất diệt chiến kích trong tay, còn không mau chạy thì chẳng lẽ lại đứng đây chờ chết. Vèo. Sau khi rời khỏi khu rừng, Triệu Bân liền biến mất. Hắn đã thi triển thuật triệu hoán ngược, liên tục truyền tống tới vị trí của các phân thân gần đó. Trên đường truy đuổi hắn liên tục thi triển thuật này giống như khi giải cứu Sở Vô Xương vậy, truyền tống với tốc độ cực nhanh. Chủ yếu là bởi vì không thể trì hoãn thêm. Nếu còn không nhanh lên thì kẻ khoác hắc bào sẽ trốn được ra khỏi ma vực. Triệu Bân đoán không sai, kẻ khoác hắc bào thật sự đang muốn chạy ra khỏi ma vực. Chuyến đi này cũng không vô ích. Triệu Bân còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của kẻ khoác hắc bào. Kẻ khoác hắc bào đang rất vui sướng, hắn ta đã lấy được binh khí của ma quân, đây là một món thần binh cái thế, càng nghĩ hắn ta lại càng cảm thấy không chân thật, quãng đời còn lại của hắn ta chắc chắn sẽ còn có thể bay cao hơn nữa. Phía trước lại có thêm một khu rừng khác. Kẻ đó không dừng lại, ngay lập tức nhảy vào trong khu rừng. Đập vào mắt là cảnh một người mình đầy máu, đang vịn vào một cái cây cổ lệch và thở hổn hển, thở một lúc thì lại thổ huyết, khắp cơ thể đều là vết máu, nhìn hình dạng của các vết thương thì thật sự không biết là bị đao chém hay là bị kiếm đâm, trông chúng rất kỳ lạ. Cộng thêm việc đang ở chốn núi rừng âm u nữa, dù là ai nhìn thấy một người đầy máu me như thế thì cũng sẽ tưởng rằng đó là một con ma quỷ, hơn nữa còn là một con ma quỷ đã bị đánh tàn phế. Đấy không phải là ma quỷ đâu. Mà đấy là Triệu công tử. Vì đuổi theo tên áo đen, phải dịch chuyển qua lại giữa các không gian trên phần lớn quãng đường, đụng chúng không gian chia cắt nên mới bị thương đến mức như thế. Nhưng so với lần cứu Sở Vô Xương thì lần này vẫn đỡ hơn, chủ yếu là hắn đã đuổi kịp. Không phải ma quỷ. Tên áo đen bất giác dừng lại, nheo hai mắt. Giao ra đây. Triệu Bân vừa vịn cây, khom lưng ho khù khụ, vừa đưa tay ra. Thứ gì, tên áo đen lạnh lùng hỏi. Bất diệt chiến kích, Triệu Bân cũng không muốn vòng vo. Hắn vừa thốt lên thì tên áo đen lập tức lùi về sau một bước, mắt híp dữ dội. Chỉ có mấy phân thân đó biết hắn ta đã lấy được bất diệt chiến kích, lẽ nào đây chính là bản thể chủ của mấy phân thân đó sao? Nhưng sao lại có thể tìm ra được vị trí của hắn ta một cách chính xác như thế? Hắn ta nghĩ đến đây thì ánh mắt liền sáng lên, vội vã nhìn xung quanh. Và cuối cùng tên này đã tìm thấy một dấu ấn, đối phương đã dựa vào dấu ấn đó để tìm ra hắn ta. Buồn cười là đến bây giờ hắn ta mới biết, là do mình đã sơ suất. Lá gan cũng to đấy, đồ của ta mà cũng dám cướp. Cuối cùng thì Triệu Bân cũng đứng thẳng lên. Có ngon thì qua là lấy. Tên áo đen thản nhiên đáp, không hề hèn nhát. Hắn ta xông thẳng về phía Triệu Bân, đối phương đã bị thương nặng đến thế rồi,
sức chiến đấu còn được bao nhiêu nữa, xét về tu vi thì cũng không cao bằng, dù cho có tìm được hắn ta thì đã sao. Cùng lắm là đánh một trận thôi, hắn ta đang trong trạng thái tốt nhất thì có lý do gì để thua sao. Keng! Cách đó ba trượng, tên áo đen đột ngột rút kiếm ra. Triệu Bân cười lạnh lùng, cứ thế nhào đến, không hề phòng ngự. Ọc! Huyết quang đột ngột xuất hiện, vai hắn bị kiếm xuyên thủng. Nhưng hắn không để mình vô duyên vô cớ nhận kiếm đó. Hắn nhận kiếm đó chỉ là để thu hẹp khoảng cách với tên áo đen, tiện bề thi triển tiên thuật trộm cắp. Hắn vung tay lên, trộm từ trên người đối phương một lá bùa, đấy là lá bùa chữ vật đặc biệt, bất diệt chiến kích đang được phong ấn ở bên trong, hắn đã biết hết những chuyện này từ lâu rồi. Soạt! Hắn lấy được bùa chữ vật thì bỏ trốn ngay. Trả lại đây, tên áo đen lạnh giọng quá, vung kiếm và chém tới. Vốn dĩ là của ta mà, Triệu Bân đột ngột đứng lại, cố dùng thiên cang hộ thể. Keng! Thanh kiếm của tên áo đen giống như chém trúng đá hay trên sắt, cả người bị chấn đến mức liên tục lùi về sau, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ta nhận ra được đấy là bí pháp gì, đấy là thiên cang hộ thể chân chính, là bí kíp không truyền ra ngoài của Dương Thiên Thế Gia. Người này là người của Dương Thiên Thế Gia sao? Chỉ trong tích tắc, Triệu Bân đã đánh đến và cũng đã tiếp cận hắn ta. Khi bị hắn tiếp cận thì chỉ có hai khả năng, một là bị đánh, hai là sẽ bị trộm. Trạng thái của Triệu công tử rất tệ, không thể chịu nổi chiến ý bá đạo của đấu chiến thánh pháp. Vì vậy, hắn đã chọn phương án 2, trộm trước rồi đánh sau, cướp bùa chống nổ trước đã. Sau đó sẽ dùng bùa nổ để kích nổ. Bù! Một trận gió mạnh thổi qua, hắn lột áo khoác đen của đối phương xuống. Đó là một thanh niên và cũng có một khuôn mặt phổ thông. Xoẹt! Sau áo khoác đen thì tấm áo ngoài cũng bị lột ra trong tích tắc. Bị lột cùng với chiếc áo ngoài còn có cả túi tiền. Lột áo quần, cướp bảo bối, một công đôi việc. Ngươi! Tên áo đen nổi giận, mặt đỏ bừng lên. Hai mắt như nổi lửa. Rèn rẹt! Cảnh tượng sau tiếng vang đó rất khiếm nhã. Đi đêm quá thì cũng sẽ có ngày gặp ma. Chẳng hạn như tiên thuật trộm cắp của Triệu công tử, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc nhỡ tay. Lần này không quá thành công, vốn dĩ là lột quần áo lại thành ra xé quần áo. Tấm áo ngoài cùng của tên áo đen bị xé rách hết một nửa, không trộm được cũng không nói làm gì, nhưng nếu còn trộm nữa thì chắc nửa bên còn lại cũng sẽ bị hắn xé xuống luôn. Vì áo ngoài bị xé xuống nên lộ ra một thứ màu đỏ. Triệu Bân thấy thế thì lập tức ngây người, yếm hả? Không sai. Là một cái yếm, còn được thêu hai đóa hoa hải đường nữa. Triệu Bân giật khóe môi, quan sát tên áo đen từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kỳ lạ. Người biến thái à, đàn ông mạnh mẽ mà sao lại mặc áo yếm thế kia? Hắn nhìn một hồi rồi lại ngây ra. Vì trạng thái của tên áo đen đang từ từ thay đổi, vốn dĩ là người đàn cao 1m8 nhưng giờ thu nhỏ còn 1m7, trước ngực vốn dĩ bằng phẳng giờ lại nhô lên hai cái bánh bao, đúng chuẩn ngực tấn công mông phòng thủ. Lúc này khuôn mặt phổ thông lúc nãy cũng không còn phổ thông nữa, mà đã trở thành một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế. Xinh đẹp nhất là mái tóc mượt mà của cô ta, không ngờ lại có màu xanh da trời, lấp lánh dưới ánh trăng. Con gái sao? Triệu Bân thấy vậy thì nhìn sững. Hèn gì lại mặc yếm, thì ra là một cô gái, thuật biến thân của cô ta chắc phải cao lắm, không ngờ đến thiên nhãn của hắn cũng không hề phát hiện ra, nếu không thì ai lại đi lột đồ của cô ta ra làm gì? Thân hình cũng khá quyến rũ, rất trắng. Ngươi! Cô gái tóc xanh đưa một tay lên che cơ thể lại, còn một tay thì cầm kiếm chĩa về phía Triệu Bân, đến cánh tay cầm kiếm cũng run lên, ánh mắt tóe lửa, không biết là đang xấu hổ hay là đang tức giận mà khuôn mặt xinh đẹp đó lại đỏ bừng lên. Được mở rộng tầm mắt rồi. Hôm nay cô ta đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cô ta lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người đánh nhau mà mới xông lên là lột đồ ngay. Học thuật biến thân này từ đâu thế? Triệu Bân lau máu mũi rồi hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Nguyệt thần nghe xong cũng phải liếc mắt, đấy là điểm mấu chốt sao? Ngươi đáng chết! Tiếng phụ nữ chói tai vang khắp núi rừng. Cô gái tóc xanh phát điên, đôi mắt xinh đẹp trong veo đó bỗng lóe lên tia sáng chết chóc. Giữa hai trán xuất hiện một hoa văn cổ, mái tóc xanh mượt mà biến dần thành màu đỏ, chắc là sức mạnh của huyết mạch tiềm tàng, hoặc cũng có thể là một loại cấm thuật bá đạo nào đó. Khí thế của cô ta lập tức tăng thêm một cấp, cây cối trong phạm vi 100 trượng đều bị chấn ngã dạp xuống.
mắt kém thật đấy. Nguyệt thần thấy thế thì lẩm bẩm, nhìn cô gái tóc xanh với ánh mắt vô cùng xa xăm, nguyên nhân là vì hoa văn cổ trên trán của cô gái kia. Đó là một loại biểu tượng và cũng là một loại huyết thống đáng sợ, nhưng trong ký ức của cô ta thì huyết thống đó phải diệt vong từ lâu rồi mới phải, không ngờ vẫn còn có truyền nhân trên đời này. Trả quần áo cho cô này. Triệu Bân ném quần áo qua rồi quay đầu bỏ chạy. Có thể là vì hắn đã bị thương quá nặng, ngay cả bước đi cũng đã không vững, hắn đang cố gắng gượng bằng chút hơi sức còn sót lại trong lồng ngực. Với trạng thái hiện giờ của hắn thì rõ ràng không thể đánh lại được cô gái đó, đừng nói gì đến khai chiến, đến cả bỏ chạy cũng phải tốn mất sức. Hắn mới gặp cô gái tóc xanh lần đầu tiên, không biết cô ta thuộc huyết mạch gì mà lại mạnh đến mức kỳ lạ như thế. Trực diện đỡ đòn cũng không phải là không được. Chẳng qua là sẽ bị ăn đòn một trận thôi. Nhưng chỉ sợ khi đánh đã đời thì đối phương lại đột nhiên lên tiếng, chiến kích ở đây. Vậy thì phía hắn sẽ náo nhiệt lắm, nhất định sẽ bị bốn bể vây công. Hắn bị không gian cắt làm bị thương nhiều đến vậy rồi, chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu còn dùng phép triệu hồi ngược hướng thêm lần nữa thì sẽ là tự sát mất. Với cục diện như thế này, dù thiên kiếp của cảnh giới địa tạng có đến thì hắn cũng chưa chắc vượt qua được, đó sẽ là một cục diện chết. Vậy nên chạy là thượng sách. Cực pháp, băng thiên tuyết địa. Giọng nói lạnh lùng của cô gái tóc xanh vang lên từ phía sau. Trời đất bỗng rung chuyển, bầu trời vốn tối mịt cũng đông cứng lại thành băng từng tấc một, trong suốt, cảm giác buốt lạnh tràn ngập khắp nơi mang theo cả sức mạnh hủy diệt. Mặt đất tối tăm xuất hiện những bông tuyết trắng, bay từ dưới đất lên, chạm vào người thì sẽ ăn vào trong da thịt, biến thành một loại phong ấn vô hình. Phép thuật này chính là chiêu tấn công toàn diện. Triệu Bân nắm kiếm khí trong tay, vung lên trời và chém ra. Ngặt nỗi không có tác dụng gì, cái rét thấu xương biến kiếm khí của hắn thành hư vô, đến cả khí huyết của bản thân hắn cũng bị giảm đi một nửa. Còn những bông tuyết ăn vào trong cơ thể thì đang từ từ phong ấn cơ thể, chân và bàn chân đã bị đông cứng thành băng, hơn nữa, băng còn đang tiếp tục tràn lên trên. Phá! Triệu Bân hét lên một tiếng lạnh lùng, cố sử dụng thiên cang. Kỳ lạ là băng trên chân không hề bị nát mà ngược lại, khi bị thiên cang kích thích thì tốc độ đóng băng lại càng nhanh hơn. Cái lạnh thấu xương thấm vào trong cơ thể hắn, cảm giác buốt đến tận tim tràn thẳng vào linh hồn, đến cả hơi thở cũng vụn vỡ thành những mẫu băng nhỏ xíu. Không phải độn băng. Triệu Bân thấy thế thì hai mắt hơi nheo lại. Đúng vậy, đấy không phải là phép độn băng mà là một loại sức mạnh huyết mạch cực kỳ bá đạo. Nếu như hắn đoán không nhầm thì đó chính là thiên phú thần thông được thừa hưởng từ huyết mạch, còn hắn thì đang bị nhốt trong thế giới đầy băng tuyết. Giao chiến kích ra đây, cô gái tóc xanh lạnh lùng nói. Không đưa, đấy là của ta, Triệu Bân chạy khắp nơi. Câu đó của hắn là sự thật. Vốn dĩ là do phân thân của hắn tìm được trước, sau đó mới bị cô gái tóc xanh cướp mất. Ù, bầu trời lại rung chuyển, mảnh băng chém xuống dập trời. Những mảnh băng đó có thể xem là phép độn băng, nhưng khi Triệu công tử nhìn thấy thì lại chau mày. Có một vài loại phép thuật vốn dĩ không mạnh nhưng cũng phải coi là do ai dùng đã, chẳng hạn như cô gái tóc xanh lúc này. Cô ta dùng đến sức mạnh huyết mạch, sức chiến đấu mạnh đến mức khiến Triệu Bân phải giật mình, hắn có lý do để tin rằng, với phép độn băng được sử dụng kèm theo huyết mạch thì khi những mảnh băng đó chém xuống sẽ có thể chém hắn ra thành tám khúc được ngay. Ép ta phải liều mạng à? Ánh mắt Triệu Bân nổi loạn, hắn đã thật sự dùng đến phép triệu hồi ngược hướng. Hắn vừa đi, cô gái tóc xanh liền đến, cô ta chau mày, nhìn quanh bốn phía, người đâu rồi? Người đâu rồi? Mấy phân thân của Triệu Bân đang ở bên ngoài cũng ngây mặt ra. Đúng là đã triệu hồi bản thể, nhưng bản thể lại không đến giống như kiểu bị lạc đường giữa chừng vậy. Hai chữ lạc đường này dùng rất chuẩn xác. Đúng thật là Triệu công tử đã lạc đường. Nói chính xác hơn là trong lúc dịch chuyển, gặp phải trời đất biến đổi, thế nên việc dịch chuyển và biến đổi va chạm nhau, hắn đã bị đẩy đến một chỗ không rõ, tạm thời đứt liên lạc với phân thân của mình. Mấy phân thân nhìn nhau rồi lần lượt biến mất. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Cô gái tóc xanh hừ một tiếng lạnh lùng rồi trở về lại trạng thái bình thường, trời đất cũng không còn băng tuyết nữa nhưng khuôn mặt của cô ta vẫn đỏ ửng, không sao xóa hết được. Chắc chắn cả đời cô ta cũng không thể nào quên được tối hôm nay vì đã gặp phải một tên không biết xấu hổ như thế. Đánh thì đánh chứ vừa nhào lên là lột đồ thế kia thì rất quá đáng. Mất một cây kích nhưng lại gặp được tạo hóa. Cô gái lẩm bẩm, chỉ có mình cô ta có thể nghe thấy.
Cô ta đang tự nhìn vào cơ thể mình, lúc nãy là vì quá xấu hổ và quá tức giận nên tiềm lực đã được khơi thông, kích thích sức mạnh huyết mạch, đấy là một kiểu giới hạn trên người cô ta, bao lần cố phá nhưng vẫn không được, không ngờ tối nay đã thành công, vậy chẳng phải là tạo hóa rồi còn gì nữa. Có được tạo hóa thế này thì dù có mất bất diệt chiến kích thì cũng không đến nỗi buồn nữa. Nhưng cô ta phải tìm được cái người đã lột đồ của cô ta, phải tính sổ với hắn mới được. Nhắc đến người đó thì đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, cô ta cố hồi tưởng lại cảnh trước đó, đối phương thông thạo thiên cang hộ thể, còn có khả năng tái sinh, cộng thêm cả khả năng bỏ trốn nữa. Cô gái này nghĩ một lúc rồi hai mắt bỗng sáng lên, có vẻ như đã đoán ra được đó là ai, cơ ngân của thiên tông. Học! Bên này, Triệu Bân đã đáp đất và nôn ra cả vũng máu. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy vô cùng tăm tối, không ngờ là một địa cung. Có đuốc cắm trên tường nhưng lửa cháy bên trên lại không phải là lửa thật, cũng không biết đã giữ nguyên như thế bao nhiêu năm rồi, chỉ biết ngọn lửa đó rất ma mị và hư ảo, nhìn lâu thêm một lúc thì sẽ cảm thấy tinh thần rối bời. Triệu Bân ngất xỉu, toàn thân đều là vết máu, hắn đã bị không gian cắt hành xác đến mức tàn tạ. Giống như những gì hắn đã đoán trước đó, nếu còn dùng thêm một lần phép triệu hồi ngược hướng nữa thì chẳng khác gì là tự sát, mà trạng thái của hắn lúc này có vẻ cũng đã cách cái chết không xa nữa. Vì một cây bất diệt chiến kích, hắn thật sự đã liều cả mạng của mình. Tiểu Kỳ Lân chạy ra, liên tục liếm vết thương cho Triệu Bân, thỉnh thoảng còn húc nhẹ cái đầu nhỏ của mình lên người hắn, muốn đánh thức đối phương. Đáng tiếc là Triệu Bân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Kỳ Lân có vẻ hơi hoang mang, ánh mắt đầy lo lắng. Vì hơi thở của Triệu Bân đang dần yếu đi, đúng là hắn có khả năng tái sinh nhưng cũng phải xem là loại thương tích thế nào nữa. Lần này, Triệu Bân không chỉ bị không gian cắt bị thương mà còn bị trúng phong ấn băng kỳ lạ của cô gái tóc xanh đó nữa, hay cũng có thể nói là sức mạnh huyết mạch kỳ lạ kia. Đáng sợ nhất là trời đất biến đổi đụng phải triệu hồi ngược hướng, vết thương đó đã vượt quá phạm vi tái sinh của trường sinh quyết giới. Cũng phải trách Triệu Bân chưa am hiểu sâu về phép thuật này nên không phải vết thương nào cũng có thể hồi phục được như cũ. Tất cả những lý do đó đã khiến Triệu Bân rơi vào trạng thái như lúc này. Tất cả đều đến một cách quá trùng hợp. Tiểu Kỳ Lân kêu lên, cắn rách ra trên người, để phụt ra một tia máu Kỳ Lân rồi cố truyền vào cơ thể Triệu Bân. Triệu Bân đang hôn mê bỗng rên lên một tiếng khó chịu, máu không ngờ chảy ra từ khóe miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế nhưng, máu của Kỳ Lân quả thực đủ dùng, chí ít thì nó chấn định được sức mạnh huyết mạch của cô gái tóc xanh còn sót lại trong cơ thể Triệu Bân. Chỉ cần nó không làm loạn, tình hình sẽ khá hơn rất nhiều. Răng rắc, răng rắc. Giữa những âm thanh răng rắc, xương cốt trong cơ thể Triệu Bân đang đắp nặn lại, kinh mạch được nối liền, vết thương bình thường cũng liên tục khép miệng nhờ vận hành trường sinh quyết tự động, nhưng vết thương do vết cắt của không gian tạo ra, vết thương do đất trời biến hóa và va đập từ triệu hồi ngược chiều thì không thể lành lại trong thời gian ngắn. Bởi lẽ hiện giờ Triệu Bân đang ở trong trạng thái vô thức, nếu hắn tỉnh táo, nếu chủ động vận dụng trường sinh quyết, tình hình sẽ khác hẳn. Phù! Thấy Triệu Bân có chuyển biến tốt, bấy giờ Tiểu Kỳ Lân mới thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc ấy, nó mới nhìn xung quanh. Đây là một địa cung, vô cùng tăm tối, còn có một số ngọn đuốc đang cháy, ánh đuốc rất có ma tính, nó chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm trí hoảng hốt. Nó vội vàng thu hồi ánh mắt rồi ngồi xổm bên cạnh Triệu Bân, lặng lẽ canh chừng. Đùng! Binh! Trong này yên tĩnh chứ bên ngoài náo nhiệt lắm. Ma Khôi và Thân Dung vẫn đang đánh nhau, càng đánh càng hăng. Hai tên này đánh trận tạo ra động tĩnh rất lớn, đến cả người hóng chuyện xung quanh cũng không dám tới gần quá mức, sợ hứng chịu phải dư chấn, lơ đễnh một lát là bị tiêu diệt thành cho ngay. Dù sao cũng phải khẳng định rằng, thứ đáng sợ không phải Ma Khôi hay Thân Dung, mà là rắn tám đầu và hung hổ, chúng quá mạnh, so với con người thì chúng ở một lượng cấp khác. Soạt. Tại một đỉnh núi ở phía đông, cô gái tóc xanh xuất hiện, cũng đưa mắt nhìn về bên ấy, thấy Ma Khôi và Thân Dung đang đánh nhau rất hăng say mà muốn bật cười. Nhân tài nào đang chơi xỏ Thân Dung thế, tên đó không cầm chiến kích bất diệt, bởi thứ binh khí của ma quân này đã bị cơ ngân của Thiên Tông lấy đi rồi. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ rằng người chơi đều Thân Dung chính là cơ ngân. Hắn là kẻ cực kỳ vô liêm sỉ, cũng chẳng quan tâm võ đức gì hết, có chuyện gì mà không dám làm. Chẳng trách khi truy sát cơ ngân, Thân Dung không mặc thứ gì, cô gái tóc xanh lầm bầm trong lòng,
trông có vẻ là thân dung đã bị Triệu Bân lột sạch rồi. Thật kỳ lạ, đường đường là đệ tử Thiên Tông mà có cái tật xấu ghê, hễ đánh nhau là lột đồ của người ta. Thói quen này không tốt, ra ngoài rất dễ bị người ta đánh chết. Đợi khi thu hồi tầm mắt, cô ta xuống núi. Sau đó, trên từng ngọn núi đều in dấu chân của cô ta, người xung quanh đang hóng hớt, còn cô ta thì nhìn ngắm họ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì thế? Tất nhiên là tìm Triệu công tử. Chắc chắn cô ta không tìm được đâu. Không biết đến lúc nào, trận đại chiến giữa Ma Khôi và Thân Dung mới hạ màn. Giống như thiên hạ nhìn thấy, cũng giống như thiên hạ dự đoán, hai kẻ này đánh nhau không phân cao thấp, sở dĩ đình chiến là bởi vì thời gian hạn chế của Bát Thủ Thương Xà và Thái Thượng Hung Hổ đã đến rồi. Đánh nhau mấy trăm hiệp, tiêu hao kha khá, không thể đánh thêm được nữa, nếu đánh thêm sẽ có người ngồi không mà hưởng lợi. Dù sao thì trong thời gian ngắn họ không thể sử dụng thương xà và hung hổ, không có hai thứ đó, họ không dám quá vênh váo, có trời mới biết trong ma vực này còn bao nhiêu nhân tài đang ẩn nấp. Nếu như có thêm một túc chủ khác xuất hiện, kẻ đó có thể dễ dàng hạ gục cả hai. Ắt phải có thêm trận nữa. Trước khi đi, Ma Khôi nghiến răng nghiến lợi nói. Thân Dung cũng không sợ, muốn đánh thì cứ đến. Ma Khôi bỏ đi mà tức nghẹn trong lòng. Khi ở trạng thái hung hổ hóa, sức mạnh của hắn ta quá mạnh, lòng tự tin bùng nổ, cộng thêm cơn tức giận dẫn đến bản thân mất đi lý trí. Nay hung hổ đi rồi, hắn ta dần dần bình tĩnh lại. Thân Dung nói không sai, họ đã bị bẫy một vố, dường như chiến kích bất diệt không ở chỗ Thân Dung. Là ai hả? Mặt mũi Ma Khôi vặn vẹo, suy nghĩ không ngừng thay đổi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta nghĩ tới một kẻ tên là Cơ Ngân, kẻ thù của hắn ta đồng thời là kẻ thù của Thân Dung. Tên này có lý do để làm vậy, chỉ cần một câu bâng quơ là đủ cho hắn ta và Thân Dung đánh nhau đến nghiêng trời lệch đất. Phải chém chết ngươi. Xác định rõ là Cơ Ngân, Ma Khôi lại nghiến răng nghiến lợi. Phải chém chết ngươi. Cùng một câu nói được lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần trong lòng Thân Dung. Phải chém chết ngươi. Người hỏi thăm Triệu Bân ở đâu cũng có, ví dụ như Nguyên Thương, Tiểu Nhật, dòng thừa kế ma vực, tộc người xác chết thứ nhất hay thánh tử huyết hy môn. Đi đến đâu cũng không quên chửi thầm, chỉ muốn băm Cơ Ngân ra hàng trăm mảnh. Hắt xì. Bên trong địa cung u ám, Triệu Bân vốn ngất xỉu đột ngột ngồi bật dậy, hắt xì một tiếng rõ to. Có trời mới biết bao nhiêu người đang nhung nhớ hắn, ngủ cũng không yên. Thế nhưng, hắn quen rồi. Kẻ thù quá nhiều, thế nào cũng có vài kẻ không chịu ngồi yên, nhằm lúc rảnh rỗi tới thăm hỏi hắn. A à, Tiểu Kỳ Lân kêu lên rồi ghé tới gần. Triệu Bân mỉm cười xoa đầu nó. Đợi khi đưa mắt nhìn ra bốn phía, ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ. Đây là chỗ nào? Sao hắn lại chạy tới đây? Hắn cố gắng nhớ lại, nhanh chóng tìm ra manh mối. Hắn bị cô gái tóc xanh truy sát, bị vây giữa băng tuyết trắng trời, khi sắp chết mới mạo hiểm dùng tới thuật triệu hồi ngược hướng. Vấn đề nằm ở đây. Hắn nhớ rất rõ, trong lúc triệu hồi, hắn đột nhiên gặp phải một luồng sức mạnh khó lòng đảo chiều. Theo hắn thấy, có lẽ trời đất biến thiên, trùng hợp thế nào gặp ngay phải triệu hồi ngược hướng, khiến không gian sai lệch, hắn mới bị đưa đến đây. Suy đoán của hắn nhanh chóng được chứng minh, nhìn những vết thương trong và ngoài thể phách, có cả sức mạnh từ huyết mạch của cô gái tóc xanh còn sót lại, có vết cắt từ không gian, có thêm một loại vết thương kỳ dị khác, chắc hẳn là vì triệu hồi ngược hướng và trời đất biến đổi va chạm với nhau khiến không gian nứt ra nhiều hơn. Máu Kỳ Lân. Nhìn tới nhìn lui. Hai mắt hắn lóe sáng, bởi hắn nhìn thấy sức mạnh Kỳ Lân trong cơ thể mình. Hắn nhìn Tiểu Kỳ Lân, chắc hẳn là anh bạn này đã dùng máu Kỳ Lân, cũng chính là sức mạnh Kỳ Lân chấn định sức mạnh huyết mạch của cô gái tóc xanh còn sót lại trong cơ thể hắn, khi hắn đang hôn mê. Đa tạ, Triệu Bân cảm kích từ tận đáy lòng. Tiểu Kỳ Bân phát ra âm thanh rất vui vẻ. Triệu Bân lại rơi vào trầm tư, ánh mắt thâm sâu khó lường. Trước khi sử dụng thuật triệu hồi ngược hướng, hắn không hề phát hiện ra trời đất sắp biến đổi, nếu biết trước, có điên mới mạo hiểm như thế, suýt nữa thì mất mạng. Vì thế có thể thấy, càn khôn của ma vực, tiên trận của ma vực ngày càng không ổn định, biến hóa đất trời cũng hỗn loạn theo, lúc trước vẫn có thể mơ hồ phát hiện được manh mối trước khi mọi thứ biến đổi, nhưng nay hoàn toàn không còn chút dấu hiệu nào cả. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là nay hắn vẫn còn sống. Hắn khoanh chân ngồi đó. Cố sử dụng trường sinh quyết, vết thương cả trong và ngoài đều thong thả khép miệng lại. Trong lúc chữa thương,
hắn còn lấy ra bất diệt chiến kích. Tại sao lại gọi nó là vũ khí của bất diệt ma quân? Là bởi vì nó bá đạo không sao tả được, chỉ tính sức nặng thôi đã hơn vạn cân, cầm nó đi đánh nhau, nếu không dồn hết chân nguyên trong người sẽ không nhấc nó lên nổi, nhưng một khi đã dùng được rồi, dùng nó đi đánh người thì tất nhiên là tuyệt vời. Ầm, ầm. Chiến kích nằm trong tay cứ run lên ong ong. Triệu Bân cảm nhận được ý niệm cực kỳ bá đạo, cả máu tươi trong người hắn cũng đang sôi trào cả lên, có một thứ gì đó đang lay chuyển tinh thần hắn, đó chính là thứ uy thế bế nghĩa thiên hạ. Dường như hắn có thể nhìn thấy bất diệt ma quân năm đó trên chiến kích, dáng vẻ anh tuấn, bóng lưng cao lớn như một tấm bia khổng lồ, tay cầm chiến kích hát chiến với cả bát hoang, khí thế nuốt chửng cả núi sông. Kích tốt! Triệu Bân trầm trồ khen ngợi, hà hơi vào chiến kích, sau đó còn dùng ống tay áo lau lau, cảm thấy không thật cho lắm, bất diệt chiến kích đó. Vũ khí của ma quân lại rơi vào trong tay hắn, nếu luyện hóa nó, mang nó đi đánh trận thì không biết lực chiến sẽ khủng bố đến mức nào. Cất chiến kích đi, hắn tập trung dưỡng thương. Một lần ngồi xuống đã ngồi hết 3 ngày, hắn không hề mở mắt. Nhìn lại thế giới bên ngoài, vẫn náo nhiệt như thế, ai cũng ở đây tìm bảo bối, hơn phân nửa người hóa ra phân thân, đồi núi nhìn đâu cũng thấy người là người, có người tìm bảo bối, cũng có người tìm bất diệt chiến kích, có thể thấy, ai cũng biết ma khôi và thân dung đánh nhau và là một trò hề. Nói cách khác nữa, có lẽ chiến kích vẫn còn lẳng lặng nằm ở nơi nào đó. 3 ngày nay, Ma Khôi và Thân Dung cũng khá là ngoan ngoãn, đều hành động lặng lẽ hơn rất nhiều, làm màu cũng phải làm lúc mạnh mẽ, hung hổ và thương xà vẫn chưa hồi phục lại, không cúi đầu cũng không được. Thậm chí có một số người còn muốn tranh thủ lúc họ yếu đi để giết chết cả hai. Nhưng ngẫm lại vẫn thôi. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, thuyền nát vẫn còn nửa cân đinh mà. Bất cần một giây thôi sẽ bị giết ngược như chơi. Xoẹt. Đêm thứ tư, lại có ngôi sao rơi xuống. Đó là một hạt châu màu đen, người ngoài không biết lai lịch của nó, nhưng truyền thừa ma vực thì lại biết rõ mười mươi. Đó là một thứ tốt, dù không bằng ma tâm kính và bất diệt chiến kích nhưng nó là bảo bối vô giá. Ầm, rầm. Hiện trường tranh giành bảo bối vẫn khá là máu me. Ma Khôi mạnh mẽ tranh giành, cố gắng triệu hồi hung hổ, một mình đánh lui tất cả. Giành lấy ma châu đen, lần này, Thân Dung không chạy ra tranh giành, ma châu không thể so với bất diệt chiến kích, không đáng để hắn ta phải đối đầu với Ma Khôi, chỉ cần hắn ta không giành thì chẳng còn ai dám giành với Ma Khôi. Thứ tốt, nắm ma châu trong tay, sau đó, vẻ hoảng hốt chợt hiện lên trong mắt hắn ta. Tiêu rồi, tên này đã bị nổ bay. Ma châu là một hạt châu tốt, nhưng nó có cấm chú, trông có vẻ lộn xộn. Tất nhiên đó là cấm chú do ma quân đặt ra, để đề phòng người ngoài vào trộm, không may, lại bị ma khôi đụng chúng, nếu không có trạng thái hung hổ hóa thì chắc hắn ta đã bị nổ thành một đống máu loãng. Cũng vì đang ở trạng thái hung hổ, thái thượng hung hổ cũng cực kỳ khó chịu, thể hung hổ hư hóa cũng bị nổ tan tành, nó vẫn còn chưa khỏi hẳn, vì vụ nổ này mà nó lại rơi vào trạng thái suy yếu. A, à, ma khôi la hét, đầy tức tối. Hắn ta tức cũng đúng. Vốn là thánh tử ma cung, dù sao cũng là truyền thừa của ma vực nhưng lại bị nổ tận 2 lần, đầu tiên là ma tâm kính, bị nổ văng, lần trước là mất ma tâm kính, lần này thảm hại hơn, ma châu còn vỡ nát ngay tại chỗ, ma quân tiền bối của ma vực đã đào ra 2 cái hố, chẳng bẫy được người ngoài nào, lại khiến người trong nhà như hắn ta phải chịu tận 2 lần. Có lẽ là quá giận nên trong lòng hắn ta đang ân cần thăm hỏi ma quân một phen. Cái gọi là ân cần thăm hỏi đó chính là chửi mẹ nó, không bẫy người ngoài, bẫy thế hệ sau của mình, chửi suốt một đường. Nhân phẩm đúng là một thứ tốt. Thấy ma khôi bị nổ, người xung quanh đều cảm thấy khá là thoải mái, này thì làm màu, thích thì cứ ra vẻ tiếp đi, gặp cái gì cũng dành, ăn thịt cũng không chịu chừa cho người ta miếng canh, bị nổ là đáng đời, 2 cái bẫy của bất diệt ma quân. Đúng là tuyệt vời. Đến đêm thứ 5 Triệu Bân mới tỉnh lại. Lực huyết mạch của nữ tử tóc xanh vẫn còn sót lại trong cơ thể hắn đã bị tiêu diệt, vết thương không gian xé rách cũng đã hồi phục như cũ, còn vết thương do triệu hồi ngược hay biến hóa thiên địa thì không thể khỏi ngay trong phút chốc được. Cũng không sao cả, những thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Đến tận lúc này hắn mới duỗi lưng đứng dậy, giãn cơ thật mạnh, sức mạnh của máu kỳ lân đã sáp nhập vào khí lực của hắn, hắn có thể dùng nó để dùng thể kỳ lân một lần nữa. Chỉ cần một suy nghĩ là có thể tiến vào trạng thái kỳ lân, lực chiến tăng thêm, còn mạnh hơn cả lúc bỏ thêm ma đạo bên ngoài thể kỳ lân, đúng là máu kỳ lân vẫn tốt hơn.
Thoát khỏi thể kỳ lân, hắn lại nhìn quanh. Đây hẳn là một địa cung, nhưng trên tường lại cắm cây đuốc trông cực kỳ quái dị, nhìn lại vài lần, đầu lại trở nên choáng váng, ngọn lửa bập bùng mang theo ma lực khiến tinh thần trở nên mơ hồ, rất muốn ngủ. Phá! Trong lòng khẽ hừ một tiếng, niệm tĩnh tâm quyết để vứt bỏ tạp niệm. Sau đó, hắn giẫm chân khiến cây đuốc tắt ngóm, lấy một viên linh châu giơ lên giữa không trung để chiếu sáng, bấy giờ mới thấy rõ khung cảnh bên dưới, cũng không tính là quá nhỏ, khoảng mấy trăm mét, trông cực kỳ giống kim loan điện của hoàng đế. Hắn nhìn lại, đối diện là 10 bậc thang, trên cùng là một bệ đá, trên bệ đá là một cái ngai vua. Có điều đó chỉ là một ngai vua bằng đá, bám đầy cho bụi, hay có thể nói là cả địa cung này đều bám đầy cho bụi, có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian khá dài, mấy ngàn năm cũng nên. Hoàng cung dưới lòng đất hả? Triệu Bân nghĩ thầm, vừa đi vừa quan sát. Tiểu Kỳ Lân theo sau lưng hắn, nhìn trái ngó phải trông cái gì cũng thấy tò mò. Đừng đi, Nguyệt Thần nói. Đây không phải là hoàng cung dưới lòng đất, đây là một cái bẫy khổng lồ, ẩn giấu sát trận, có thể giết chết Triệu Bân trong giây lát, dù Hồng Uyên có đến, đụng phải sát trận cũng chưa chắc thoát ra được. Đáng tiếc, những lời cô ta nói Triệu Bân không thể nghe được. Ma vực cũng lâm triều nữa hả? Triệu Bân vẫn còn đang xem, liên tục thì thào. Nhưng thấy cũng không giống, với thân phận của bất diệt ma quân, dù muốn lâm triều cũng sẽ tạo ra một kim loan điện thật rộng rãi và khí thế, nơi này chỉ rộng chừng trăm mét, có thể thấy nó không xứng với khí thế của ma quân, xây dựng kim loan điện dưới đất thế này thì phải che giấu bí mật gì đó không thể để lộ. Hắn lại cởi giày, tĩnh tâm cảm nhận. Dưới nền đất của hoàng cung này không có gì đặc biệt. Ít nhất là hắn không cảm nhận được điều kỳ khác thường, so với những vật trang trí khác thì hắn tò mò cái ngai vua bằng đá kia, cả địa cung này chỉ có nó là cao nhất, ngồi trên đó chắc cảm giác cũng tuyệt. Nghĩ thế, hắn đi lên bậc thang đá. Đứng trước ngai vua, hắn mới giơ tay ra khẽ vuốt ve thử, ngai vua lạnh như băng, cảm giác tang thương, không biết là chất liệu gì nhưng chắc hẳn phải rất cứng, dùng vạn kiếm quy nhất cũng chưa chắc đã phá được. Đi, Nguyệt Thần mắng một tiếng. Mắng thì cũng vậy mà thôi, Triệu Bân đâu có nghe thấy. Chẳng những không nghe thấy mà cái tên đó còn đi lên ngai vua, mỗi tay vịn một bên, còn định ngồi lên cảm nhận thử xem sao, nói không ngừng còn có ý cảnh bí pháp nào đó còn sót lại, hắn mà có được thì lại là may mắn. Khoảnh khắc đó, Nguyệt Thần đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lao ra ngoài, cô ta phải nhắc nhở Triệu Bân, cái ngai vua đó không phải ai cũng có thể ngồi được, người như Triệu Bân có lẽ sẽ bị giết trong nháy mắt. Hả? Đang định ngồi xuống thì Triệu Bân chợt khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng, cái ngai vua bằng đá này khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh, thấy lạnh lẽo như băng giá, lạnh thấu tim, chắc chắn ngồi lên sẽ có chuyện xui rủi kéo đến. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đứng dậy, vội vàng đi xuống. Phù! Thấy thế, Nguyệt Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàng cung dưới lòng đất này thật sự có cất giấu bảo bối, nhưng nó không phải là thứ bảo bối tầm thường. Với cặp mắt của Triệu Bân thì không thể tìm ra được, nếu muốn lấy thì phải có cô ta hướng dẫn, vấn đề là cô ta đang chống lại nguyền rủa của thần, không rảnh để ý tới hắn. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Bân nhìn lại thật lâu mới hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đi ra ngoài, hắn đi rất xa rồi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cái ngai vua kia, trong một giây hoảng hốt, hắn cứ thấy trên đó đang có một người ngồi, hơn nữa còn nhìn hắn, ánh mắt đó như cái nhìn của tử vong, khiến cả người hắn lạnh như băng. Lạnh thấu xương. Làm phiền rồi. Triệu Bân ho khan một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Không biết là vô tình hay cố ý, hắn vừa mới ra khỏi địa cung thì vòm trời lại run lên, bầu trời tăm tối lại có ngôi sao rơi xuống, tạo thành một đường cong duyên dáng, đó không phải là ngôi sao, lại là một thứ dị bảo, nói chính xác hơn là một đóa hoa, lại lấp lánh Phật quang, tia sáng kỳ lạ hiện lên, còn kéo theo dị tượng. Hoa Bồ Đề. Triệu Bân thấy thế thì con người bỗng chốc sáng rỡ. Bảo bối. Người đang ở trong ma vực đều ngửa đầu lên nhìn. Trong lúc tìm bảo bối thì họ luôn ngước lên trời nhìn để xem coi có ngôi sao nào rơi xuống không. Lần này thì thấy có một ngôi sao rơi xuống thật, có lẽ là một đóa hoa, chưa từng gặp bao giờ, còn lấp lánh Phật quang, còn tạo thành dị tượng cổ xưa, tuy không biết là gì nhưng chắc chắn là bảo bối. Trời giáng dị bảo, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Quan sát thiên địa, bóng người như một dòng suối đổ hết về một phía. Trong đó có rất nhiều người vẫn còn ngước lên nhìn trời, ánh mắt sâu thăm thẳm, trước là ma tâm kính,
sau là bất diệt chiến kích, bảo bối rơi xuống liên tục, nếu nói vòm trời không cất giấu huyền cơ thì có quỷ mới tin, nói không chừng ma quân đã giấu tất cả bảo vật trên trời ma vực. Chẳng qua, năm tháng xoay vần, cấm chú và huyền cơ xuất hiện lỗ hổng. Thế nên mới có bảo vật rơi xuống, chắc hẳn là thế. Nếu có thể tìm được cửa vào thì đó mới là may mắn nghịch thiên, rất nhiều người nghĩ như thế. Vấn đề là không ai có thể nhìn thấy huyền cơ bên trong, lại càng không biết cách vào, vòm trời ma vực không tầm thường, cũng chẳng có người dám chạy lên đó, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị cấm chú chém thành bụi. Điều này đã có minh chứng rõ rành rành. Lúc mới vào ma vực, có một số người tự nhận là mạnh mẽ dùng thú cưỡi bay lướt qua lướt lại trên không trung, khi xuống mặt đất thì chỉ còn một đống thịt nát xương tan, cấm kỵ bất thành văn cũng từ đó xuất hiện, đi bên dưới thì được, dám lên trời thì sống chết do trời. Mau mau mau, nhìn đâu cũng thấy người vội vàng đi giành bảo bối. Với đa số người mà nói, tối nay chính là một cơ hội rất tốt, bởi vì thân dung và ma khôi đều ở trạng thái suy yếu. Nói chính xác hơn là thương xà và hung hổ vẫn còn ở trạng thái suy yếu, trước đó hai người đánh quá dữ dội nên đến nay vẫn chưa hồi phục, nhất là thái thượng hung hổ, bị ma châu nổ nên bây giờ vẫn còn tĩnh dưỡng, trạng thái này mà còn muốn triệu hồi nó thì chắc chắn sẽ tổn hại căn cơ. Thân dung và ma khôi cũng biết rõ điều này. Hai người đã tính toán hết rồi, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không đụng đến thương xà và hung hổ. Hoa bồ đề. Triệu Bân như một tia chớp lướt qua khu rừng. Hắn sống chết nhìn chằm chằm hoa bồ đề, nhìn mòn mắt, hắn đến di chỉ ma vực này cũng chỉ vì hoa bồ đề. Dù chỉ có một phần vạn khả năng thì hắn cũng phải liều chết mang hoa bồ đề về. Xoạt, xoạt. Trong lúc lao đi, hắn hóa ra rất nhiều phân thân. Từ lúc chữa thương trong địa cung hắn đã bắt đầu hóa phân thân, đều tản ra bốn phía, tìm Thiên Vũ và Sở Vô Xương, cũng là để khắc triệu hồi trận. Dù sao cũng phải tìm cho mình một đường lui. Lão đại, tìm thấy rồi. Không bao lâu sau đã có phân thân truyền lời. Triệu Bân chuyển tầm mắt. Lọt vào mắt hắn chính là Sở Vô Xương đã tìm đến chỗ phân thân. Đáng tiếc là không thấy Thiên Vũ. Đến địa cung trước mặt chờ ta, Triệu Bân dùng phân thân nói, hắn muốn đi giành hoa bồ đề, trận chiến này ắt hẳn sẽ rất thảm thiết, thật sự không thể phân tâm ra bảo vệ Sở Vô Xương được. Cẩn thận. Sở Vô Xương vội vàng nói. Biết rồi. Triệu Bân nói xong bèn dán bùa tốc hành lên người. Sau Sở Vô Xương thì Thiên Vũ cũng được tìm thấy. Hai người đã trốn tránh suốt nhiều ngày nay, thấy có ngôi sao rơi xuống mới dám ló đầu ra, đúng lúc gặp phải phân thân của Triệu Bân. Triệu Bân cũng nói với hắn ta như thế. Thiên Vũ cũng hiểu, không đi làm tảng đá kéo chân Triệu Bân. Âm, dâm, sâu trong ma vách xuất hiện tiếng ẩm vang. Lại là một động tĩnh lớn. Những người tới trước đã bắt đầu đánh nhau để giành hoa bề đề. Tình hình rất thảm thiết, cũng rất máu me. Triệu Bân có thể dõi mắt tới nhìn thấy màu máu bắn tung tê, mây máu đa quay cuống trên bầu trời. Nó là của ta, người là cái thá gì, bảo vật thế này là thứ người có thể vấy bẩn được u. Muốn chết. Trong tiếng ầm ầm đó cũng xen lẫn những tiếng hét đầy tức giận. Vì bảo bối, ai cũng giết chóc đỏ cả mắt rồi. Phụt. Lại là màu máu bắn ra, một người áo đen bị chém chết. Hoa bồ đề thành vật vô chủ, văng lên trời. Nó là của ta. Hoa bồ đề còn chưa rơi xuống thì đã bị một bàn tay chân nguyên lấy đi, đó là một thanh niên huyết bào, động tác rất nhanh nhẹn nhưng may mắn thì không, xoay người định bỏ chạy thì thấy một tia máu, không biết người nào đã ra tay giết kẻ đó trong nháy mắt, thuận tay cướp lấy hoa bồ đề, nhưng người này cũng chẳng khá hơn là bao, vừa cầm được hoa đã bị người chém chết. Hoa bồ đề nhuộm máu bay tứ tung. Triệu Bân như một tia sét lao vào, lấy đi hoa bồ đề. Để bảo bối xuống. Một thanh niên kim vào sau lưng giơ kiếm chém tới. Triệu Bân nhanh chóng dùng thiên cang hất tên đó ra xa, cũng vì thế mà hắn phải trả cái giá rát, bị một người đánh lén, đó là một thanh niên áo đen, dù đã che mặt đi nhưng vẫn không thể che được mắt Triệu Bân, rất quen mặt, cẩn thận nhìn lại, cũng khá giống Nguyên Thương, nhìn lại khí huyết và công pháp hắn ta dùng. Cũng giống với Nguyên Thương, hơn nữa lực chiến còn cao hơn hắn ta. Tam Hoàng tử Đại Nguyên, Nguyên Kinh, Triệu Bân thầm nghĩ. Giao bảo bối ra đây, Nguyên Kinh lạnh lùng nói, trở tay chém thêm một kiếm. Cút, Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, dùng thiên cang hất Nguyên Kinh ra xa. Thiên cang hộ thể, Nguyên Kinh khẽ híp mắt, ngươi là cơ ngân. Đáp lại hắn ta một kiếm khí từ Triệu Bân,
khiến hắn ta phải lùi về phía sau mấy bước. Soạt. Triệu Bân không ham chiến, xoay người lập tức trốn. Chạy đi đâu? Một đám người trước mặt cùng lao tới tấn công. Quyền ảnh, đao mang, bóng kiếm đầy trời. Triệu Bân chẳng màng tới, chỉ ngoái đầu lại nhìn Nguyên Kinh. Sau đó, hắn soạt một tiếng biến mất, khoảnh khắc hắn biến mất thì Nguyên Kinh cũng xuất hiện. Đúng vậy, hắn dùng hoán đổi nghịch thiên, đổi vị trí với Nguyên Kinh. Gì? Nguyên Kinh chẳng hiểu mô tê gì, mặt ngơ ngác. Đòn tấn công đầy trời cũng sẽ không dừng lại vì hắn ta bận ngơ ngác, từng cái đánh tới, giết chết hộ thể huyết thai, cũng khiến cơ thể hắn ta đẫm máu, chết hay sống thì chưa biết, chỉ biết là chẳng còn hình người, lần đầu tiên gặp được cơ ngân lại con mẹ nó mất mặt như thế. Ầm, rầm. Người xung quanh không để ý tới hắn ta, chỉ lo đuổi giết Triệu Bân. Triệu Bân có thể đánh có thể trốn, liều mạng chạy trốn, hắn không phải ma khôi, cũng không phải thân dung, có thứ khổng lồ kia bảo vệ, chống lại nhiều yêu nghiệt như thế, đưa đầu ra đánh chỉ có nước chết, bàn đến ma khôi và thân dung thì họ cũng đến, cùng chia ra đánh, dù không dùng đến thương xà và hung hổ nhưng khí huyết cũng khá dồi dào, đều dùng để giết hắn, Nguyên Thương, Thánh tử huyết Hy Môn, Tiểu Nhật áo đen, Vương Dương, Thánh tử Ma Sơn và Ma Điện cũng đánh giết, thấy Triệu Bân, chẳng cần nhìn rõ cũng biết hắn là ai. Nhìn cái thân pháp kìa, nhìn bí thuật kìa, nhìn phong thái đó kìa. Ngoài cơ ngân thiên tông ra chắc chẳng còn người nào nữa, cũng vì thế nên họ mới hào hứng hơn hẳn, tìm hắn mấy ngày nay, hôm nay lại gặp được, còn dám giành bảo bối, đúng là đến để bị đánh. Cơ ngân, giao ma tâm kính ra đây. Cơ ngân, giao bất diệt chiến kích ra đây. Cơ ngân, giao ô kim tiên võng ra đây. Cơ ngân, giao. Đông người, không sợ chuyện bé xé ra to. Tiếng la hét cứ vang lên khắp nơi, hết lời này đến lời khác, đều là những kẻ có thủ với Triệu Bân, sợ người đời không biết trong người hắn là tài bảo nên mới nhắc nhở, mục đích rất rõ ràng, tập trung sức mạnh giết chết cơ ngân. Còn chiến lợi phẩm phải chia thế nào thì mình tính sau. Giết. Để lại bảo bối, có thể tha chết cho ngươi. Cần gì kẻ thù nào phải nhắc nhở, mọi người cũng không có ý định tha cho Triệu Bân. Cơ ngân thiên tông, tiềm lực cực lớn, để tên này còn sống, cho hắn đủ thời gian chắc chắn sẽ tạo thành mối họa lớn, thiên tài ấy mà. Tốt nhất là bóp chết từ trong trứng nước, đỡ phải dây dưa về sau. Không ổn. Một ngọn núi ở phương xa, Thiên Vũ cầm kính viễn vọng nhìn, ánh mắt đầy lo lắng, hắn ta không quay về địa cung, hay có thể nói là sau khi Sở Vô Xương về đó lại chạy ra ngoài, hắn ta cũng đi theo. Sở Vô Xương không nói gì, tay siết trắng bệch. Trận thế quá lớn, người vây giết cũng quá nhiều. Yêu nghiệt ở ma vực đều chạy đến đó cả. Họ đang chặn đường bao vây cơ ngân, còn lại chưa đến 20% chắc do khoảng cách quá xa nhưng cũng đang trên đường tới. Đội hình đó dù có là ma khôi trong trạng thái hung hổ, thân dung trong trạng thái thương xà cũng không thể đánh nổi. Giết! Hai người nhìn tới, âm thanh ngày càng vang dội. Đó không phải là một hai người nữa, mà là một đám đông nghìn nghịt, khí thế cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Còn có cả sát ý, cũng lạnh như băng, cơn gió thổi qua cũng lạnh đến thấu xương. Ầm, rầm, ầm. Cả người Triệu Bân như ngọn lửa thiêu đốt, nhưng một con sư tử đang va chạm lung tung trên núi, hết lần này đến lần khác đánh ra ngoài, nhiều người cũng chẳng làm được gì, không thể bao vây hoàn toàn thì rất khó bắt được hắn. Tên này là cá trạch hay gì á? Đó là lời những người đánh giết muốn nói. Nhiều người như thế bao vây đánh giết mà hắn cứ thấy lỗ hổng là chui vào. Bản thân bấm tay tính toán, đám nhóc này sẽ bị sét đánh đây, Nguyệt Thần nói thầm, tại sao cô ta lại có thể thành sư phụ Triệu Bân, bởi vì người ta hiểu đồ đệ của mình, tên này có thể chạy, nhưng cứ đi qua đi lại đụng khắp nơi như thế thì chắc hẳn là đang muốn dẫn người ma vực đến chỗ mình, tụ tập mọi người lại một chỗ thì độ kiếp mới náo nhiệt. Sẽ là một vụ rất lớn đây. Cô ta đoán không sai. Triệu Bân cũng tính như thế. Khi đến giành hoa bồ đề hắn đã tính toán đến bước này. Thiên kiếp bị kiềm nén quá lâu cũng không phải là chuyện tốt lành gì, thiên kiếp của cảnh giới địa tạng không giống với cảnh giới huyền dương, thời gian áp chế không thể so sánh với cảnh giới huyền dương được. Đáng chết! Đáng chết! Sau hai tiếng gầm rú đó, vòng trời lại rung động. Ma khôi dùng hung hổ, thân dung dùng thương xà. Cơ ngân chạy quá nhanh, nhiều yêu nghiệt như thế cũng không thể tóm được hắn, thế thì để hai con thú khổng lồ này chơi. Chủ yếu là sợ xảy ra biến cố nên họ muốn giết cơ ngân trong thời gian ngắn nhất, đỡ bị thiên địa biến hóa quấy rầy,
từ đó, hai người họ cũng không hao tổn căn cơ. Chờ các ngươi đấy. Triệu Bân cười lạnh, nhanh chóng chui vào một khu núi rừng. Sau lưng hắn, đoàn người đen kịt như kiến cũng lao vào dãy núi, chặn hết bốn phương tám hướng, khí thế mạnh mẽ khiến dãy núi như rung lên bần bật. Lần này chúng vây bắt rất nghiêm ngặt, bịt kín mọi lối ra, nhân tài yêu nghiệt từ khắp nơi tề tựu, đồng thời còn có hai kẻ nổi bật nhất, Cơ Ngân dù mọc cánh cũng khó thoát. Cơ Ngân, vẫn còn định hướng đến hơi thở cuối cùng à? Ma Khôi quát ầm lên, âm thanh như sấm dậy vang vọng cả vùng trời. Thân dung từ phía đông lao tới, khí thế áp đảo hơn cả hắn ta, ánh mắt nóng rực, phe này chia chắc bảo vật hắn ta muốn phần lớn hơn, nếu Ma Khôi không chịu thì đánh thêm trận nữa, lần này hung hổ yếu hơn Thương Xà rồi. Giao bảo vật ra đây. Tiếng gào thét của người truy đuổi cũng rung chuyển trời đất. Ví dụ như đám người Vương Dương và Thương Nguyên, lấy bảo bối gì gì đó không quan trọng, họ chỉ cần Cơ Ngân chết. Đa số những người khác cũng nghĩ như vậy, có hai kẻ yêu nghiệt như Ma Khôi với Thân Dung ở đây, cướp được bảo bối mới là lạ. Đùng! Hàng ngàn tiếng gào như làm bầu trời nổ tung. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm sét đi đùng giữa các đụn mây, uy lực đàn áp bao phủ cả một khoảng trời. Đó là một thứ ý chí cực kỳ đáng sợ, vì nó đến từ bầu trời. Người đã đông đủ, thiên kiếp cũng nên đến thôi. Đùng! Đùng uỳnh uỳnh, chỉ trong thoáng chốc, sấm sét nổ vang trời. Triệu Bân không hề giấu giếm, hắn giải trừ hết cấm thuật của mình, bùng tỏa thiên kiếp của cảnh giới địa tạng. Đêm nay sắc trời đẹp đấy, người kéo đến cũng nhiều, khung cảnh hoành tráng thế này rất phù hợp cho một trận sét đánh tập thể. Cảm giác sợ hãi quá nhỉ. Đám đông vây quanh run rẩy, vô thức ngẩng đầu lên. Có không ít người tự hỏi trong lòng, sắp có mưa à? Nhưng câu hỏi này cũng chỉ vang lên trong lòng thôi, bởi động tĩnh trên đầu không phải dấu hiệu trời mưa mà giống như thiên kiếp của võ tu hơn. Là thiên kiếp đấy. Cũng không biết kẻ nào thét lên một tiếng. Lời này vừa vang lên, đám đông lập tức khiếp sợ. Thiên kiếp không đáng sợ, nhưng phải xem bản thân độ kiếp ở đâu. Một người chạy tới vùng núi hẻo lánh thì không có gì, nhưng nếu cả đống người cùng độ kiếp ở đó thì cực kỳ náo nhiệt luôn. Trong phạm vi thiên kiếp thì có ai dính người đấy, tất cả sẽ ứng kiếp một cách bị động, bây giờ người tụ tập ở đây rất nhiều, chất chồng chất đống luôn. Là ai thế hả? Tiếng mắng chửi lập tức vang lên, họ vừa chửi vừa lùi ra sau. Chủ yếu vì không biết đây là thiên kiếp của nhân tài nào, nếu đã không biết thì phải tranh thủ lùi ra ngay, chưa biết chừng kẻ độ kiếp đứng ngay bên cạnh, sấm sét giáng xuống thì không lệch phát nào. Để lâu phân châu hóa bùn. Tất cả mọi người đang lùi ra, chỉ có Ma Khôi vẫn lao vào núi. Mục đích của hắn ta rất rõ ràng, hắn ta muốn tiêu diệt Cơ Ngân khi thiên kiếp giáng xuống. Tiện thể cướp hết các báu vật của hắn, xong việc sẽ quay người chuồn luôn. Thân Dung cũng có suy nghĩ này. Tốc độ của hắn ta chẳng hề chậm hơn Ma Khôi. Các cụ dạy rất phải, chim bay đầu đàn dễ gặp súng săn, rất đúng với hai tên này. Cả hai vừa chạy tới khu vực này. Chưa kịp ra tay đã bị sét đánh. Thương Xà và Hung Hổ bị sét đánh đến lảo đảo, chưa kịp đứng vững đã bị đánh thêm lần nữa dữ dội hơn, hai tên này dính trưởng không trượt phát nào. Hóa thân hư ảo của Thương Xà và Hung Hổ chỉ còn một nửa vì sét đánh, tình thế cực kỳ khủng khiếp. Đùng, binh, đùng. Khung trời chấn động, sấm sét liên miên. Người dính phải sấm sét không chỉ có Ma Khôi và Thân Dung mà còn cả Triệu Bân nữa, hắn mới là kẻ độ kiếp. Bị sét đánh đến mức da thịt nở tung, nếu không thì làm sao gọi là thiên kiếp của cấp địa tạng, cấp huyền dương còn lâu mới bị được. Hắn cũng không dễ chịu gì, đứng giữa đám nhân tài này, hắn cũng hứng đủ. Á, thiên kiếp của ai thế? Mẹ kiếp nó chứ? Đám đông nháo nhào lên, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng chửi mắng, tiếng rủa xả liên tiếp vang lên, tình cảnh rất hỗn loạn. Đám người trước đó hùng hùng hổ hổ xông vào dãy núi bây giờ ai nấy ôm đầu chạy trối chết. Thiên kiếp rất công bằng, người ở tu vi nào cũng thì hứng thiên kiếp ở tu vi ấy, đã vậy còn đánh rất chuẩn, hiện trường máu me văng tứ tung, kẻ nào căn cơ không vững thì bị đánh thành cho luôn. Đó là, thiên kiếp à? Sở Vô Xương và Thiên Vũ ở ngoài vòng vây nhìn thấy cảnh ấy mà sững sờ. Ngay khoảnh khắc trước đó thôi, họ đã rất tuyệt vọng, bởi cho dù liều mạng cũng không cứu nổi Cơ Ngân. Bây giờ thì hay rồi, tự dưng có một trận thiên kiếp, bao nhiêu người cùng nhau bị sét đánh. Đừng đi, lão đại đang làm màu đấy. Bên cạnh họ,
một phân thân của Triệu Bân khoanh tay nói. Nghe thấy câu này, Sở Vô Xương và Thiên Vũ cùng liếc mắt nhìn sang. Sững sờ trong thoáng chốc, thần thái của hai người bỗng trở nên rất đặc sắc. Hóa ra bấy lâu nay là thiên kiếp của Cơ Ngân, chẳng trách tên này không cho họ theo vào, thứ nhất vì vướng víu, thứ hai vì nếu đến quá gần thì họ cũng sẽ gặp thiên kiếp, cũng sẽ bị sét đánh, đây mới là trọng điểm. Ngẩng đầu nhìn mà xem, bây giờ đám cao thủ yêu nghiệt kia chính là ví dụ tốt nhất, ai cũng chật vật, máu me be bét, không có người thê thảm nhất chỉ có người thê thảm hơn. Không phải vì căn cơ của họ không đủ, mà là vì thiên kiếp quá đáng sợ. Từ đó có thể thấy Triệu Bân yêu nghiệt cỡ nào. Hắn càng lợi hại thì thiên kiếp càng mạnh mẽ. Cơ sư đệ đúng là đa tài đa nghệ. Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, tỏ ra thâm thúy. Sở Vô Xương thần sắc mơ màng, nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Cứ ngỡ lừa bịp là nghề của tên đó rồi, bây giờ nhìn lại, tên đó bẫy người ta còn có nghề hơn. Bao nhiêu con người, bao nhiêu cao thủ dồn đống ở đó, chẳng khác nào một vụ. Xét đánh tập thể. Dưới tác động của thiên kiếp, ai nấy la hét thảm thiết. Nhất là Ma Khôi và Thân Dung, hai kẻ này bị đánh nặng nhất. Bởi cả hai quá le là, trước kia người ta lùi ra hết, chỉ có hai tên này sống chết đôi tới gần, cứ nghĩ có thể hạ đi Triệu Bân trong một đòn đánh, mà không hay biết rằng đó là thiên kiếp của Triệu Bân. Thế nên ai nấy bị đánh cho trở tay không kịp, Hung Hồ và Thương Xà đều tan hết, Thương Xà rơi vào trạng thái yếu ớt. Hung Hồ còn khổ hơn. Trong thời gian ngắn rất khó xuất hiện lần nữa. Chúng via nghi tay thì tới lượt Ma Khôi và Thân Dung chịu trận. Quả thật, hai tên này đúng là nhân tài vạn người không có một. Khí thế của bọn họ vẫn rất chói mắt, nhưng lúc này cho dù khí thế có chói mắt cỡ nào cũng vô ích, tất cả đều bị thiên lôi đánh tới đen cả mặt, cả người bốc khói đen, mùi thịt nướng tràn ngập không gian, không ai có thể đứng vững trước thiên kiếp đột nhiên ập tới. Thiên kiếp đánh xuống phá hủy cả một không gian rộng lớn. Đám người không nằm trong tầm đánh của thiên lôi đều bỏ chạy tán loạn, vừa bỏ chạy vừa kêu la thảm thiết, có người còn kích động mắng to, không lâu sau đã lôi hết 18 đời tổ tông của kẻ độ kiếp lên mà mắng. Ở đây có nhiều người như vậy mà ngươi còn dám độ kiếp ở đây sao? Con mợ ngươi! Ha, hắt xì hơi! Triệu Bân hắt hơi cực mạnh. Ai bảo hắn lại là người độ kiếp chứ? Nhất cử nhất động của hắn đều tác động lên thiên kiếp, cho dù chỉ là một cái hắt hơi cũng tự mang theo sự bá đạo của thiên lôi, mà những đòn công kích của hắn cũng sẽ có thêm uy lực của thiên kiếp trợ oai. Từ đầu đến cuối hắn vẫn tiêu sái như không. Độ kiếp đối với hắn chỉ có một quy tắc duy nhất, độ ở nơi có nhiều người. Giờ phút này hắn đang thực hiện rất tốt quy tắc của mình, chân đạp bước phong thần lướt qua lướt lại, gặp chỗ đông người liền xà vào. Hắn đi tới đâu thiên kiếp đi theo tới đó. Cảnh tượng tiếp theo thì hết sức đẫm máu, người nào bị đánh chúng cũng đều máu me đầm đìa, xương thịt văng tứ tung, cả ngọn núi phút chốc trở nên hỗn loạn không chịu nổi, bầu trời tối đen nhuộm đỏ máu tươi, lại có thêm xương máu cuồn cuộn trên bầu trời bị thiên lôi đánh xuống hóa thành cho tàn. Lần đầu tiên ta mới thấy có nhiều người bị thiên lôi đánh như vậy. Thiên Vũ cầm kính viễn vọng nhìn về phía đó rồi nói. Đây là một sự kiện cực kỳ lớn, đừng nói là người bị đánh. Ngay cả người đứng nhìn cũng cảm thấy rất đau, chỉ có điều cũng cảm thấy rất thoải mái. Triệu Bân lần này mở ra thiên kiếp thật sự rất khí phách, hắn đã làm rất tốt, khiến cho người ít nói như Thiên Vũ cũng muốn khen ngợi không thôi. Sở Vô Xương thì bình tĩnh hơn một chút. Cô ta đã từng nhìn thấy thiên kiếp trước đó rồi. Ở cổng đế đô cô ta đã từng nhìn thấy một trận thiên kiếp quy mô lớn. Lần này nhìn thấy Triệu Bân độ kiếp thì cô ta liền đoán rằng ngày đó ở cổng đế đô người độ kiếp cũng chính là Triệu Bân, nếu đúng thật là như vậy thì rất thú vị. Phải biết rằng, khi đó, Triệu Bân chỉ mới đạt cảnh giới huyền dương tầng 2. Cảnh giới huyền dương tầng 2 mà có thể độ kiếp, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Nếu như có thời gian thì cô ta nhất định phải tìm Triệu Bân kiểm chứng, chủ yếu là bởi vì cô ta rất tò mò, bọn họ đều là người phàm mắt thịt. Tại sao chỉ có hắn lại xuất chúng đến như vậy, đã không làm thì thôi, một khi làm chuyện gì thì luôn tạo ra động tĩnh cực lớn. Trong khi hai người đang quan sát thì lại có thêm một ngọn núi bị thiên lôi đánh sụp đổ, đất đá văng tung tóe trong không trung, bên trong đống hỗn loạn có rất nhiều bóng người vừa bò vừa lăn ra ngoài, tất cả đều bị khói đen bao phủ, tóc tai xoăn tít, máu thịt be bét giống như lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Phía sau chính là Triệu Bân. Hắn đứng trên đỉnh thiên kiếp với màn thiên lôi bao quanh người, có rất nhiều người ngước nhìn lên đều cảm thấy chấn động,
Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương cũng giật giật khóe miệng, hắn đang bị thiên lôi đánh vậy mà trông vẫn vui vẻ, có thể thấy hắn chịu đòn giỏi đến mức nào. Trong lúc bị thiên lôi đánh hắn còn không quên hãm hại người khác một cách rất chuyên nghiệp, trên đời này người có tài năng giống như hắn thật sự không có nhiều. Là Cơ Ngân đang độ kiếp. Có một nữ tử tóc xanh cũng đang quan sát. Cô ta đang đứng ngoài phạm vi độ kiếp, trước đó khi Triệu Bân bị vây sát thì cô ta cũng đã xông đến nhưng khi thấy có quá nhiều người đuổi giết Cơ Ngân thì cô ta lại cảm thấy chỉ có những kẻ không biết xấu hổ mới tham chiến. Bây giờ xem ra quyết định không tham chiến của cô ta rất là đúng đắn, nếu như lúc nãy cô ta xông vào đám đông thì chắc chắn cũng đã bị thiên lôi đánh, cho dù có chết hay không thì cũng sẽ mất nửa cái mạng. Về phần thiên kiếp, cô ta chắc chắn là do Cơ Ngân đã mở ra độ kiếp để hãm hại người khác. Đừng hỏi tại sao cô ta có thể biết được, cô ta có thiên phú riêng của mình. Nguyên nhân là bởi vì biết cho nên cô ta mới cảm thấy khiếp sợ. Cái tên đó làm sao có thể mở ra một thiên kiếp khủng bố đến như vậy, thật là quá sức chịu đựng của người thường. Cô ta thổn thức tặc lưỡi, cảm thán về khả năng của Triệu Bân, cũng cảm thán về sự quyết đoán của Triệu Bân. Hắn rõ ràng đã tính toán chuyện này từ khi nắm được hoa bồ đề trong tay, đúng là hãm hại người khác thật chuyên nghiệp. Sự thật đã chứng minh mọi chuyện mà cô ta nghĩ đều chính xác. Ngày thường thì hắn trốn chui trốn lủi, lúc mở ra thiên kiếp thì lại chạy qua chạy lại trước mặt người khác, rõ ràng là muốn chia tai họa cho tất cả mọi người. Không biết có bao nhiêu yêu nghiệt đã bị thiên lôi đánh thành cho bụi nhưng vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào đang độ kiếp ở trong di chỉ ma vực, chỉ có thể cùng nhau nắm tay xuống suối vàng. Ta hy vọng ngươi còn sống, nữ tử tóc xanh thầm nghĩ. Cô ta vẫn còn phải giải quyết chuyện y phục với hắn nữa. Chính là hắn, là Cơ Ngân đang độ kiếp. Đám yêu nghiệt tụ tập lại với nhau, tất nhiên trong số đó cũng có không ít nhân tài. Không chỉ có nữ tử tóc xanh nhìn ra manh mối mà còn có người bị đang thiên lôi đánh cũng đã nhìn ra manh mối. Vừa mới quát lên xong thì người đó liền bị thiên lôi đánh tiếp. Điều này chính là do Triệu Bân đã đặc biệt chiếu cố hắn ta, trước đó người này đã đuổi giết Triệu Bân rất hăng hái. Cơ Ngân, người đáng chết. Những tiếng mắng chửi liên tục vang lên, ánh mắt của người nào cũng hằn đỏ lên dữ tợn y hệt lệ quỷ, bọn họ vừa quát vừa hộc máu, không biết là hộc máu do bị thương hay là do quá tức giận. Đã nói mà, làm gì có chuyện tai họa tự nhiên ập đến. Hóa ra chuyện này là do Cơ Ngân đã lên kế hoạch từ trước đợi bọn họ chui đầu vào giỏ. Điều buồn cười chính là bọn họ đã tỉnh ngộ quá muộn, bị Cơ Ngân dắt mũi cả một đoạn đường. Có rất ít người đã từng gặp qua thiên kiếp, cũng có rất ít người có thể vượt qua thiên kiếp, hôm nay lần đầu gặp phải thiên kiếp lại liền bị thiên lôi đánh, phải bị động gánh chịu, chuyện này khiến cho tất cả bọn đều vô cùng phẫn nộ, không thể chịu đựng nổi. Triệu công tử không thèm trả lời, mà thật ra hắn cũng lười trả lời, hắn đã có trong tay công phu này thì tất nhiên phải đứng ở chỗ đông người thi triển rồi. Thuận tiện còn có thể khiến cho những kẻ đã từng đuổi giết mình phải trả giá đắt. Cái giá này đúng là quá đắt. Triệu Bân thì không sao, nhưng còn Thiên Vũ và Sở Vô Xương thì tính sao? Nói thật thì sau chuyện này bọn họ cũng không biết tính sao, bên trong đám người chạy không thoát đang liên tục mắng chửi rồi bị thiên lôi đánh chết kia đều là yêu nghiệt không tầm thường, đã có thể tiến vào di chỉ ma vực nếu không phải là thiếu chủ tộc lớn hay thánh tử truyền thừa của đại hạ thì cũng là hoàng tử hoặc vương tử ở các phương triều khác. Cho nên mới nói, công lao lần này của Triệu Bân đúng là quá lớn. Ma vực đêm nay hết sức náo nhiệt. Tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi vang lên đầy trời, đi cùng với tiếng thiên lôi rền vang. Nhìn từ xa, lôi điện tiếp nối nhau đánh xuống, ở đâu có lôi điện thì ở đó có người bị đánh chết, ngoài ra còn có một tụ lôi điện lớn cứ lướt qua lướt lại, rõ ràng là kẻ độ kiếp đang liên tục di chuyển khiến cho thiên kiếp của mình cũng không đứng yên một chỗ. Thiên kiếp lướt qua lướt lại, lướt tới đâu chết người tới đó. Không chỉ người mà ngay cả quỷ cũng bị thiên lôi đánh. Chính xác mà nói thì chính là ma quỷ. Thiên kiếp rất công bằng, bất kể là người hay ma quỷ, chỉ cần ở trong phạm vi của thiên kiếp thì đều bị đánh chết. Trùng hợp thay, bên trong ma vực có rất nhiều ma quỷ. Chỉ là ma quỷ không đi trên mặt đất, đa số đều đang ngủ yên dưới lòng đất, ai ngờ đang ngủ say thì lại bị thiên lôi đánh. Đây rõ ràng chính là nằm không cũng trúng trưởng trong truyền thuyết. Đúng vậy, tuy rằng ma quỷ được hình thành bởi tà niệm và huyết dịch cô đọng lại, nhưng ở một khía cạnh nào đó, bọn chúng cũng là một loại sinh linh. Đã là sinh linh vậy thì vẫn có thể bị thiên lôi đánh. Đây là điều mà Triệu công tử không ngờ tới.
Đám người mà hắn muốn hãm hại chính là đám yêu nghiệt thiên tài đã tiến vào bên trong di chỉ ma vực, đặc biệt là đám kẻ thù của mình, hắn không ngờ động tĩnh này lại cũng có thể hại tới ma quỷ, lại càng không ngờ ma quỷ cũng có thể bị thiên lôi đánh, lúc này đã có không ít ma quỷ bị thiên lôi đánh gầm rú mắng chửi không thôi. Quỷ mà ngươi cũng đánh, con mợ nó ngươi muốn gì đây? Sau khi mắng chửi, có không ít ma quỷ đã bị ép phải chạy ra ngoài, có ma quỷ hình người, hình chim muông, hình dã thú. Thần chí không hề thấp, con nào cũng bỏ chạy trối chết. Cũng bởi vì có quá nhiều ma quỷ ứng kiếp cho nên phạm vi của thiên kiếp cũng được mở rộng vô hạn. Có thể thấy, lôi điện của thiên kiếp đã nhấn chìm gần một nửa ma vực. Quy mô của thiên kiếp đã càng lúc càng lớn hơn. Bên trong ma vực đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ do động tĩnh bên trong ma vực quá lớn cho nên thế giới bên ngoài cũng bị kinh động. Ở bên ngoài ma vực, quân trấn Ma Ti đang sẵn sàng đón địch đều đồng loạt ngước mắt nhìn lên, không biết bên trong ma vực đã xảy ra chuyện gì mà bầu trời lại tràn đầy lôi điện, chẳng lẽ lại sắp có một cơn giông bão lớn sắp xảy ra? Không phải giông bão, là thiên kiếp. Đao Vô Ngân thấy vậy thì nheo mắt lại. Thân phận của ông ta không hề đơn giản, trước đó ông ta đã từng gặp qua thiên kiếp. Đứng cách xa như vậy cũng cảm thấy tim đập chân run, đây chắc chắn là thiên kiếp, hơn nữa còn là một thiên kiếp khổng lồ. Nếu như ông ta đoán không sai thì người bị thiên kiếp đánh chúng chắc chắn là không hề ít. Tin tức này rất nhanh đã lọt vào trong tai của Thiên Tông cùng Hoàng Tộc. Không cần đưa tin, Dương Huyền Tông cùng Linh Lung cũng đều đã mơ hồ trông thấy cho nên cũng đã đồng loạt chạy tới đó. Ngoài ra còn có không ít cường giả cảnh giới chuẩn thiên như Tử Y Hầu, lão tổ của các gia tộc lớn, đám người Quỷ Minh. Cũng đã chạy tới, chỉ có điều không ai có thể tiến vào bên trong ma vực. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào bên trong, ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ thâm thúy. Thiên kiếp của ai, Dương Huyền Tông nhíu mày. Thiên kiếp của ai, Linh Lung cũng tự hỏi. Tất cả những người vừa chạy tới đều có chung một nghi hoặc. Người có thể dẫn tới thiên kiếp nhất định là yêu nghiệt nghịch thiên, tuy nhiên bọn họ cũng không biết đó là người nào, chỉ biết trận thiên kiếp này cực kỳ lớn giống như không chỉ có một người độ kiếp. Hoặc nói chính xác hơn là một người độ kiếp nhưng trăm người ứng kiếp cho nên mới gây ra động tĩnh khổng lồ. Thiên kiếp của ai? Người nghi hoặc còn có cao thủ của các nước khác đang đứng bên ngoài ma vực chờ tiếp ứng người nhà, ví dụ như người của Thi tộc, người của Huyết Hy Môn, người của nước Tiểu Nhật, Vương Triều Hắc Long, Vương Triều Đại Nguyên, Ma Điện, Ma Cung, Ma Sơn, Ma Quật. Tất cả đều có mặt đầy đủ, vừa nhìn thấy thiên kiếp thì trong lòng cũng hỗn loạn. Phải có bao nhiêu người độ kiếp thì mới có thể tạo ra động tĩnh lớn đến như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố, tam trưởng lão ma cung thì thào nói. Không sao đâu, thánh tử có thái thượng hung hổ, nhị trưởng lão ma cung cười nói. Không sao, thái tử có rắn tám đầu, người của Vương Triều Hắc Long cũng đều nói ra những lời tương tự. Bọn họ không hề biết trong số những kẻ bị thiên lôi đánh thì ma khôi cùng thân dung là bị đánh nhiều nhất. Đây đều là do Triệu công tử đã đặc biệt chiếu cố bọn họ, cái gì là hung hổ, cái gì là rắn tám đầu, khi đứng trước thiên kiếp thì đều phải quỳ gối, cho dù là càn khôn ma vực, huyền cơ trên bầu trời hay tiên trận bên trong di chỉ cũng đều không thể nào chống lại được thiên kiếp. Phải biết rằng thiên kiếp là đại diện cho quy tắc cùng trật tự của thế gian này. Nói đến tiên trận bên trong di chỉ, lúc này nó đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Nói đến càn khôn bên trong ma vực. Lúc này nó cũng đã lệch lạc không chịu nổi. Mà bắt mắt nhất lúc này vẫn là huyền cơ trên bầu trời. Nguyệt thần nói không sai, thiên kiếp có thể chính là chìa khóa mở ra huyền cơ trên bầu trời, hoặc cũng có thể nói nó là một cái búa, ổ khóa có thể mở bằng chìa khóa mà cũng có thể dùng búa để đập nát, đây chính là đạo lý đó. Thiên kiếp của Triệu Bân hiện tại đang làm náo loạn cả càn khôn ma vực, tiên trận bên trong di chỉ cùng huyền cơ trên bầu trời. Tất cả đều có sự liên kết với nhau cho nên huyền cơ mới bị mở ra. Bầu trời chấn động không thôi. Huyền cơ đã bị thiên kiếp mở ra từng chút một. Thật lâu sau lại có thêm một ngôi sao rơi xuống, đó chính là một tòa tháp Linh Lung từ trên trời rơi xuống bị lôi điện bao quanh. Có rất ít người nhìn thấy nó bởi vì phần lớn những người bên trong ma vực lúc này đều đang bị thiên lôi đánh, không còn ai rảnh để ngẩng đầu lên nhìn xem có thứ gì đang rơi xuống. Nhưng ít người thấy cũng không có nghĩa là không có ai nhìn thấy. Nữ tử tóc xanh là một trong số những người nhìn thấy nó, cô ta cũng đứng gần vị trí tháp Linh Lung rơi xuống nhất, lại tránh được phạm vi của thiên kiếp cho nên đã ngay lập tức phóng về phía tháp Linh Lung. Đáng tiếc, khi cô ta cầm được tháp Linh Lung trong tay thì nó đã bị lôi điện đánh nát chỉ còn lại một nửa thân tháp.
Bảo bối tốt thế này mà, nữ tử tóc xanh thở dài nói. Vật của ma quân đều không phải là phàm phẩm, chưa nói đến công năng, chỉ cần nhìn vào vật liệu tạo ra chúng thì cũng đều là những vật liệu hiếm có trên thế gian, nhưng bây giờ tòa tháp này đã bị phá hủy một nửa, thế gian này sợ là trừ bất diệt ma quân thì cũng không còn người thứ hai có thể sửa chữa được tòa tháp này. Bảo bối tốt thế này mà. Ở một nơi khác, Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ cũng đang rất tiếc nuối. Không sai, trên bầu trời lại rơi xuống một thanh đao vàng nhưng số phận của nó cũng giống như tòa tháp linh lung kia, đều bị thiên lôi đánh hỏng chỉ còn lại phân nửa. Cả hai đã cố gắng thu thập các mảnh vỡ. Chất liệu tạo nên thanh đao vàng này không tầm thường, không thể lãng phí được. Mang về nấu chảy ra, luyện thành những loại binh khí khác cũng có thể gia tăng uy lực. Thiên kiếp càng đánh xuống lại càng mãnh liệt khiến cho bầu trời cũng bị chấn động hết sức mãnh liệt. Sương mù ma trên không trung bị lôi điện của thiên kiếp xua tan làm lộ ra biển sao trời, cùng với tiếng lôi điện rền vang, từng ngôi sao trên bầu trời cũng lần lượt rơi xuống, đó đều là bảo bối mà ma quân cất giữ, có ma kiếm, linh châu, con dấu, đan dược, bùa chú. Đủ mọi hình dáng kích cỡ, lóe ra đủ mọi màu sắc xuyên qua màn lôi điện rồi ầm ầm rơi xuống mặt đất. Có nhiều bảo bối như vậy sao? Ánh mắt của những người bên ngoài đều sáng lên. Ngay cả những kẻ đang bị thiên lôi đánh phải lẫn trốn bên dưới cũng đã bớt thời gian quay đầu nhìn lại những ngôi sao đủ màu sáng chói đang rơi xuống từ trên bầu trời khiến cho ai cũng phải lóa mắt. Bảo bối, đó đều là bảo bối. Đáng tiếc bọn họ không có cách nào để đoạt lấy, thiên kiếp vẫn còn đang lướt qua lướt lại, sợ là chưa kịp phóng tới chỗ bảo bối thì bọn họ đã bị đánh thành cho bụi. Chỉ có thể trách bảo bối đã rơi xuống không đúng lúc. Hơn nữa lại còn rơi nhiều như vậy chỉ trong một lần. Trên thực tế nếu như không có thiên kiếp này thì bảo bối cũng không rơi xuống nhiều như vậy. Thiên kiếp chính là nguyên nhân khiến cho cả một kho tàng từ trên trời rơi xuống vào lúc này. Thiên kiếp vẫn đang tiếp tục nhấn chìm ma vực. Huyền cơ trên bầu trời dần dần bị thiên kiếp tiếp tục mở rộng ra. Lại có thêm càng nhiều bảo bối rơi xuống. Răng rác, keng. Trên đường bảo bối rơi xuống có rất nhiều thanh âm như vậy vang lên. Thiên kiếp quá mạnh mẽ, lôi điện cũng đánh xuống quá nhiều. Bảo bối và lôi điện đều từ trên trời rớt xuống, làm sao có thể không va chạm với nhau. Mỗi một lần va chạm thì bảo bối đều bị đánh hư hỏng hoặc là bị đánh nát bấy, chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đa số đều đã bị đánh thành một đống đồng nát, nhưng cũng còn có một số không quá rách nát, nếu như nhặt được thì vẫn dùng tốt. Cơ ngân, người đáng chết. Những tiếng mắng chửi vang vọng khắp không gian. Bảo bối tốt như vậy mà đều bị lôi điện của hắn đánh nát, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng. Đau lòng, Triệu công tử cũng rất đau lòng. Chỉ có quỷ mới biết một trận thiên kiếp lại có thể phá nát càn khôn, huyền cơ trên bầu trời vừa mở ra thì bảo vật bị phong ấn đều rơi xuống rồi bị lôi điện đánh nát, phần lớn đều hư hỏng tan tành. Lần này hắn đã tạo nghiệp quá lớn rồi. Cũng may là ma quân đã chết, nếu như ma quân còn sống mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ tức giận tới hộc máu. Lão tử cực khổ lắm mới gom góp được chừng này bảo bối đợi người hữu duyên đến nhận thế mà lại bị ngươi phá hủy hết. Nghiệp chướng. Triệu Bân đau đớn đến nhe răng trợn mắt, cũng không biết là đau đớn do bị thiên lôi đánh hay là do đau khổ trong lòng. Hắn cũng không còn cách nào khác. Kể từ khi thiên kiếp đánh xuống, có rất nhiều chuyện hắn đã không thể nào kiểm soát được nữa. Ví dụ như chuyên ma quỷ cũng bị ứng kiếp. Hoặc là chuyện thiên kiếp làm nhiễu loạn càn khôn, phá hoại tiên trận. Rạch nát huyền cơ. Mà lúc này hắn cũng không nhàn rỗi, vừa độ kiếp vừa hại người, trong khi hại người còn không quên thu thập bảo bối. Bảo bối mặc dù đã bị lôi điện đánh hỏng nhưng những mảnh vỡ vẫn rất quý giá, nếu có thể thì hắn sẽ cố gắng sửa chữa chúng hoặc là dung hợp vào bên trong binh khí của mình. Có một số bảo bối mặc dù có thể sửa chữa tốt nhưng chắc chắn cũng sẽ tốn rất nhiều tinh lực. Bảo bối. Cũng có rất nhiều nhân tài không nhận thức được tình hình, chỉ chăm chăm phóng về phía bảo bối. Mặc dù mỗi lần chạm tay vào bảo bối thì đều bị thiên kiếp truy đuổi phải chạy bàn mạng mới có thể trốn được vậy mà bọn họ vẫn không sợ chuyện trong một chớp mắt đều có thể bị đánh thành cho bụi. Có rất nhiều kẻ như vậy, chỗ nào cũng có. Những kẻ nguyện chết vì bảo bối. Mặc dù cũng có những kẻ nhặt được bảo bối và vẫn còn sống nhưng con đường dẫn đến cái chết cũng không còn xa. Chủ yếu là bởi vì ở sau lưng bọn họ còn có một nhân tài chuyên thừa nước đục thả câu. Người đó cũng chính là Triệu công tử, lôi điện đánh không chết người ta liền khiến nó đáng ngươi thêm một lần nữa.
Hóa ra thừa nước đục thả câu lại vui đến như vậy. Nữ tử tóc xanh thản nhiên cười nói, cô ta cũng đang lướt qua lướt lại dưới bầu trời. Có rất nhiều kỳ chân dị bảo đang từ trên bầu trời rơi xuống, Triệu Bân chỉ lấy đi một phần lớn, vẫn còn có rất nhiều bảo bối rải rác ở khắp những nơi không có lôi điện bao phủ, đó là những bảo bối mà cô ta đang nhanh chân chạy đến thu thập, tuy rằng phần lớn bảo bối đều bị phá hỏng nhưng những mảnh vỡ của chúng đều rất đáng giá. Trên đường cô ta nhặt được không ít những bảo bối như vậy. Tất cả đều là nhờ cơ ngân. Nếu không có thiên kiếp của hắn thì cô ta cũng sẽ không có cơ hội này. Nữ tử tóc xanh còn bất giác thầm nghĩ hắn chính là quý nhân của mình, mặc dù hắn đã cướp đoạt bất diệt chiến kích nhưng cũng đã giúp cho cô ta nhặt được không ít bảo bối, mặc dù hắn chấn lột đồ của cô ta nhưng cũng đã vô tình giúp cho cô ta giải được phong ấn huyết mạch. Bây giờ nghĩ lại cô ta cũng không còn cảm thấy quá căm tức hắn nữa. Kẻ thừa nước đục thả câu cũng không chỉ có một mình cô ta. Không phải ai cũng đang bị thiên lôi đánh, những người không bị thiên lôi đánh đều đang tranh thủ cơ hội thu thập bảo bối. Trong khi thu thập bảo bối bọn họ cũng không quên nhớ ơn cơ ngân. Cái tên đó khá lắm, có thịt ăn cũng không quên để lại cho bọn họ chút cháo để húp. Thật ra thì Triệu Bân không muốn để lại thứ gì cả. Chỉ có điều sức người có hạn. Có quá nhiều bảo bối đang rơi xuống, một mình hắn không thể nào lấy hết được. Bên dưới lại còn có một đám kẻ thù đang chờ hắn đuổi giết cho nên hắn cũng chỉ có thể vừa điều khiển thiên kiếp đuổi giết người vừa tranh thủ thời gian thu thập bảo bối nhiều nhất có thể để làm lợi cho mình. Nhặt càng nhiều càng tốt. Giết càng nhiều càng tốt. Hơn nữa còn phải chắc chắn rằng sau chuyện này bản thân mình vẫn còn sống. Dù sao thì hắn cũng là người độ kiếp, cũng đang chịu nỗi đau đớn bị thiên lôi đánh. Còn Đan Bất Lão đâu? Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương đang chạy khắp nơi. Một người phụ trách thu thập bảo bối, một người phụ trách quan sát bầu trời, nếu như Đan Bất Lão từ trên trời rơi xuống thì bọn họ phải đảm bảo là nó sẽ không bị thiên lôi đánh hỏng. Đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy nó. Thời gian càng trôi qua, họ càng ít hy vọng. Hay nói đúng hơn là ngay từ đầu hy vọng đã quá mỏng manh. Đan Bất Lão có thật hay không đã là một vấn đề, ngay cả khi nó có thật thì nó cũng là thứ được Bất Diệt Ma Quân luyện chế ra để cứu Ma Hậu. Nói không chừng từ rất nhiều năm trước Đan Bất Lão đã bị Ma Hậu dùng hết rồi, cũng giống như lời đại đầu quỷ đã nói, dị tượng mà Hoàng Phi Vũ Linh chứng kiến chẳng qua chỉ là chút ý niệm còn sót lại khi Bất Diệt Ma Quân luyện chế Đan Bất Lão mà thôi. Mồ âm, trong tiếng nổ ầm ầm, làm sóng lôi điện đánh xuống lại càng thêm mạnh mê. Sau khi huyền cơ trên bầu trời bị mở ra thì tiên trận đã trở nên hỗn loạn không thể sửa chữa, cần khôn bị quấy nhiễu liên tục tạo ra thêm vô số như ứng tai họa khác. Thiên địa lại liên tục biến hóa, có người đang chạy thì đột nhiên không thấy tăm hơi, hoặc là đã bị lôi điện đánh chết hoặc là đã bị thiên địa biến hóa chuyển đến nơi khác. Những người bị chuyển đến nơi khác có thể nói là tạm thời được siêu nhưng cũng chi là tạm thời, nói không chinh chỉ trong chớp mắt thiên địa lại biến hóa đưa bọn họ trở về nơi cũ để bọn họ lại tiếp tục bị thiên lôi đánh lần nữa. Ngoài trừ việc thiên địa biến hóa thì không gian còn bị sụp đổ, không gian liên tục bị xé ra khiến cho người ta không thể nào đề phòng được. Có rất nhiều người bị cuốn vào trong những vết cắt không gian, không bị thiên lôi đánh chết thì cũng bị vết cắt không gian cắt chết. Ngoài ra, bên trong tiên trận còn có sát trận ẩn không có ai kích hoạt mà cũng tự hoạt động khiến cho đao mang chém ra, kiếm quang phóng tới, biển lửa dữ dội phun trào, thủy triều cuồn cuộn cuốn bay tất cả. Đám yêu nghiệt thiên tài bên trong ma vực lại gặp đại nạn. Bây giờ bọn họ chẳng những phải chạy trốn thiên kiếp mà còn phải đề phòng không gian bên cạnh đột nhiên bị xé ra. Hơn nữa lại còn phải đề phòng sát trận đột nhiên hoạt động đâu đó xung quanh mình. Con đường trốn chạy thật quá khó khăn gian khổ. Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người đã chết. Cũng bởi vì vậy mà những tiếng mắng chửi cũng càng lúc càng vang dội. Kẻ thù của Triệu Bân như Ma Khôi, Thần Dung, đều đã bị thiên lôi đánh không còn ra hình người. Kẻ còn sống đều đang nghiến răng nghiến lợi lộ ra bộ mặt hết sức dữ tợn, chỉ hận không thể xé xác cơ ngân ra. Thành thật mà nói. Ý tưởng này rất nguy hiểm. Sợ rằng bọn họ còn chưa kịp xé xác cơ ngân thì đã bị thiên lôi đánh chết. Cho nên mới nói, hành động thiết thực nhất lúc này chính là chạy trốn vì mạng sống của mình, nếu như chậm chân thì sau này cũng không cần phải chạy nữa. Cái tên đang độ kiếp đó vẫn đang một đường truy đuổi bọn họ. Lộn xộn, cả ma vực đều đã trở nên lộn xộn. Nếu như ma quân vẫn còn sống thì không biết sẽ hài lòng đến mức nào. Chắc chắn sẽ còn vui mừng đến mức lớn tiếng nguyền rủa. Ma vực đã sừng sững ở đây mấy ngàn năm,
cho dù toàn quân ma vực đều đã bị diệt nhưng nó vẫn luôn là nơi nguy hiểm đối với ngay cả các cường giả thiên võ. Bây giờ thì hay rồi, ma vực lại đang bị một tên tiểu võ tu khiến cho hỗn loạn không thôi, vô số bảo bối đã bị hư hỏng, tiên trận bị quấy nhiễu, càn khôn đại loạn, địa bàn của ma quân lúc này dường như đã sắp bị phá hủy hoàn toàn. Lôi điện lại ập đến, Triệu Bân đã hộc máu. Thiên kiếp giáng xuống càng lúc càng mạnh mẽ, hắn dường như còn cảm thấy mỗi một luồng lôi điện đánh xuống đều đang róc ra xẻ thịt hắn. Nhưng cũng có thể nói đây chính là quá trình luyện thể cực hạn, thiên kiếp cũng giống như cây búa lớn đang đập thẳng lên thân thể của hắn, đúc hắn thành một tuyệt thế thần binh. Thiên kiếp cũng chính là tạo hóa của hắn. Người đã sống sót qua hai đợt thiên kiếp như hắn tất nhiên là có thể hiểu được điều này. Khi lôi điện xâm nhập khí lực cũng chính là lúc lôi điện tôi luyện tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn. Thậm chí mỗi một giọt máu bên trong cơ thể của hắn dường như cũng đã được thiên lôi gột rửa, tống đi hết tàn dư dơ bẩn. Sau khi thiên kiếp kết thúc thì hắn mới có thể niết bàn lột xác. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải sống sót sau trận thiên kiếp này. Đến đây, Triệu Bân gầm lên một tiếng, khí huyết bốc lên. Được thiên kiếp tẩy luyện có rất nhiều lợi ích, khiến cho ý chí chiến đấu của hắn được đẩy lên cao vô hạn, máu tươi bên trong cơ thể như sôi lên sùng sục, trong ánh mắt của hắn cũng hừng hực lửa, toàn thân bùng nổ sức mạnh. Hắn thì đang rất phấn khởi trong khi những kẻ khác thì đang rất thê thảm. Những kẻ khác chính là đám yêu nghiệt đang ra sức chạy trốn bên dưới. Đặc biệt là kẻ thù của Triệu Bân, đám kẻ thù này luôn được Triệu Bân đặc biệt chiếu cố, lúc trước bọn chúng ra sức đuổi giết hãm hại hắn, bây giờ thì hay rồi, kẻ may mắn lắm thì bị cụt tay cụt chân, còn những kẻ không may mắn thì đều bị đánh chết, có kẻ thậm chí còn không giữ được xác, bị thiên kiếp đánh thành cho bụi. Nhưng vẫn chưa xong, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bọn chúng đã bị Triệu Bân ghi hận, có thể sống bình yên được mới là lạ. Chậc chậc, cảnh tượng đó, người ngoài nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi không thôi. Bọn chúng đều là nhân tài, đều là yêu nghiệt, hơn nữa số lượng còn đông nghìn nghịt, thế mà lại bị một cơ ngân đuổi giết không tha. Bọn chúng không sợ cơ ngân mà là sợ thiên kiếp của hắn, cơ ngân đi tới đâu, thiên kiếp liền theo tới đó. Phẫn nộ. Những kẻ bị thiên lôi đánh đều hết sức phẫn nộ. Nhưng cho dù phẫn nộ thì bọn chúng còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại chạy đi liều mạng với cơ ngân? Cái tên đó bây giờ toàn thân đều được lôi điện bao quanh, còn chưa chạm vào được người hắn thì đã bị đánh chết, bọn chúng lúc này chỉ có thể bỏ chạy, hơn nữa còn phải chạy thật nhanh, nếu chậm chân thì sẽ bị cái tên đó đuổi kịp. Mau độ kiếp xong đi. Ta không thể chịu đựng được nữa. Nguyệt thần cũng đang nghiến răng nghiến lợi mắng. Không chỉ có cô ta không chịu nổi mà lời chúc phúc chín đời chín kiếp của thần cũng không chịu nổi. Đây đều là tai họa của Triệu Bân. Là tai họa mà cũng chính là tạo hóa. Tai họa luôn tới trước tạo hóa. Chỉ có vượt qua tai họa thì mới có thể đạt được tạo hóa. Nhưng giờ phút này tai họa mà Triệu Bân phải trải qua còn nặng nề hơn tạo hóa mà hắn sẽ đạt được. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế cho nên lời nguyền của thần mới càng thêm uy lực, đánh nặng lên đầu của Nguyệt thần. Nếu như còn tiếp tục kéo dài thời gian độ kiếp thì con đường dẫn đến cái chết của Triệu Bân cũng không còn xa nữa, nhìn ảnh hưởng của lời nguyền rủa lúc này thì rất có thể cả hai sẽ không thể nào trụ được cho đến khi Triệu Bân hoàn thành độ kiếp. Những điều này, Triệu Bân tất nhiên không biết. Không biết từ lúc nào, tốc độ đuổi giết kẻ thù của hắn đã trở nên chậm hơn. Thiên kiếp càng lúc càng mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không gánh nổi, hắn không dám lướt qua lướt lại tán loạn nữa. Lúc này phải toàn tâm toàn ý đối kháng thiên kiếp, chỉ cần hắn sơ sẩy một chút thì đều có thể bị thiên kiếp đánh thành cho bụi. Việc hắn không đuổi giết nữa đã khiến cho đám yêu nghiệt có cơ hội dừng lại thở dốc. Phải mau chóng trị thương. Câu nói này vang lên ở khắp mọi nơi. Mục đích của đám người này cũng rất rõ ràng, chính là trong thời gian ngắn phải khôi phục được chiến lực, chờ cơ ngân độ kiếp xong thân thể lâm vào cảnh suy yếu thì đám người này nhất định sẽ đồng loạt xông lên hợp lực tru diệt hắn. Bọn họ đã bị thiên lôi đánh thảm như vậy, suýt chút nữa còn mất mạng. Lửa giận của bọn họ chỉ có thể được dập tắt bằng máu của cơ ngân. Phụt, phụt. Sâu trong màn lôi điện, Triệu Bân đổ máu không ngừng. Hắn trông hết sức thảm thương, bị thiên lôi đánh đến mức không còn ra hình người, cũng may hắn còn có trường sinh quyết chống đỡ, bằng không thì đã sớm thịt nát xương tan rồi. Ý chí của hắn vô cùng kiên định. Mặc dù da thịt đều đã bị thiên lôi đánh nát nhưng ý chí vẫn cứng rắn như thép tập trung đối kháng thiên kiếp.
Trong lúc đối kháng thiên kiếp hắn còn không quên luyện khí, luyện thể, luyện hồn. Thiên kiếp này không phải là thứ mà bí thuật có thể so sánh, cũng không phải là thứ mà thiên lôi bình thường có thể so sánh. Nguyệt thần đã từng nói, trên thế gian này bất kỳ loại bí pháp luyện thể luyện khí luyện hồn nào cũng không thể vượt qua được thiên kiếp chính là điều kiện cực hạn để tôi luyện, cho dù ngươi là một cục sắt gì cũng có thể được thiên kiếp đúc thành một món tuyệt thế thần binh. Giờ phút này có thể nói Triệu Bân đang tiến hóa, hắn vừa luyện thể vừa luyện hồn, đẩy ra bên ngoài hết tất cả tạp chất khiến cho cơ thể càng lúc càng cứng rắn, khí tức bộc phát ra tràn ngập lôi uy đáng sợ mà võ hồn cũng trở nên tinh túy hơn trước rất nhiều. Thậm chí, tâm tình của hắn lúc này cũng không chút dao động. Đối kháng thiên kiếp chính là một chuyện nghịch thiên. Có thể nói đây chính là quá trình tôi luyện vô thượng, không phải ai cũng có thể nhận được vinh quang này. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân cũng cùng bị tẩy luyện. Nó biến thành biểu tượng và khắc lên trên người Triệu Bân. Triệu Bân bị sét đánh, nó cũng bị sét đánh, chỉ có điều là không hiện nguyên hình mà thôi. Đại nạn thiên kiếp cũng là tạo hóa của nó, tiềm lực được khơi thông, sức mạnh huyết mạch được kích thích, nó cũng đang được trải qua quá trình lột xác. Có lẽ người ta không biết, nhưng Nguyệt Thần thì lại thấy rất rõ. Biểu tượng Tiểu Kỳ Lân đang từ từ in sâu vào người Triệu Bân. Có lẽ bọn họ có thể hợp thành một, kiểu như có thể phân tách ra và cũng có thể hợp nhất. Kỳ Lân có thể mượn sức mạnh của Triệu Bân cũng có thể mượn sức mạnh của Kỳ Lân. Việc này không giống như chủ và mãnh thú. Như Long Phi và cửu vĩ bị phong ấn trong cơ thể của Long Phi, chỉ có thể bộc phát sức mạnh nhưng bản thể thì không ra ngoài được, hơn nữa, bọn họ đều bị phong ấn giới hạn. Nhưng Triệu Bân và Tiểu Kỳ Lân thì lại khác, Kỳ Lân không chỉ có thể ra ngoài mà cũng có thể hợp nhất với Triệu Bân, trở thành thể sức mạnh Kỳ Lân, còn về việc phối hợp như thế nào thì tùy ý bọn họ rồi. Điểm quan trọng nhất là bọn họ không bị phong ấn hạn chế. Cũng tức là, nếu như thời cơ chín mùi, Triệu Bân có thể Kỳ Lân hóa, giống như cửu vĩ hóa của Long Phi. Chuyện này đối với Tiểu Kỳ Lân và Triệu Bân mà nói thì chẳng khác nào là một cơ duyên có lợi cho cả hai. Lào xào, lào xào. Nghe kỹ trong đan hải của Triệu Bân lại có âm thanh như lá cây xào xạc. Đấy là cây thần tạo hóa, chuyện tốt như bị sét đánh thì sao có thể thiếu được phần của nó. Nó không thể hấp thụ được lôi điện nhưng có thể mượn dùng lôi điện để lột xác, vốn chỉ là một cái cây to bằng bàn tay nhưng lại có thể cao lên thêm mấy tấc trong sấm sét, lá cây càng long lanh hơn và xuất hiện thêm cả dị tượng hình ảnh một cái cây to chọc trời nữa. Ngoài ra, tinh nguyên và khí sinh linh cũng tràn ngập, phủ trọn hết lên người Triệu Bân. Tuyệt! Triệu Bân hét lớn rồi lấy kiếm Long Uyên ra, nó cũng cần được tẩy luyện. Hắn tắm mình trong lôi điện, cố hết sức múa kiếm giữa thiên kiếp. Tiếng kiếm và lôi điện va vào nhau vang lên lanh lảnh, những tia lửa bắn ra vô cùng chói mắt. Thậm chí dù người đời nhìn thấy hắn cũng cảm thấy thần. Cảm giác như Triệu Bân đã không còn là một con người nữa, mà đã thành một vị thần đắm mình trong sấm sét, tinh thần anh dũng, cơ thể phi phàm, ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tràn ngập khắp trời đất. Cơ ngân của Thiên Tông đúng là danh bất hư truyền. Những nhân tài khác ở bên ngoài đều không ngừng suýt xoa, tất cả đều giữ thái độ trung lập. Bọn họ chỉ đến ma vực để tìm báu vật, không phải là để tham gia tranh chấp với bất cứ phe nào. Khi thấy Triệu Bân độ kiếp thì ai cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy hắn là người tài hiếm có. Nếu như cho hắn đủ thời gian thì có lẽ tên này còn có thể vượt mặt được Đại Hạ Hồng Uyên, thậm chí là Bất Diệt Ma Quân. Sau này sẽ là thiên hạ của hắn. Còn về mấy người bọn họ thì chắc có lẽ đều chỉ làm nền mà thôi. Sinh cùng thời với người tài giỏi thì phải chịu xấu hổ thế thôi. E rằng ta sẽ không thể đánh lại hắn mất. Cô gái tóc xanh thầm nghĩ, phải vùi mình trong thiên kiếp mà vẫn mạnh mẽ đến thế, nếu như độ kiếp thành công thì Triệu Bân phải mạnh đến chừng nào. Dù cho cô ta có hóa giải được sự trói buộc trong huyết mạch thì có vẻ như cũng không phải là đối thủ của Triệu Bân. Không chừng còn bị lột áo thêm lần nữa, tên đó đâu có nói võ đức, cũng đâu có biết xấu hổ là gì. Cô, con yêu hắn mất rồi. Sở Vô Xương cười khổ, dường như trong đôi mắt mông lung đã không còn trời đất, không còn lôi điện nữa mà chỉ có bóng hình đầy máu đó. Hắn tràn đầy sự lôi cuốn khiến cô ta không nỡ rời mắt, hắn giống như một dấu ấn, đã khắc sâu vào trong linh hồn của cô ta rồi. Cô nói đúng. Ngày xưa cô ta cao ngạo bao nhiêu. Vì đứng ở vị trí quá cao nên mới không biết thế gian đầy khói lửa có bao điều kỳ diệu. Giống như mối lương duyên đã nảy mầm này, dường như những lúc có hắn thì thế giới đều trở nên rất tươi đẹp,
khiến cô ta bất giác muốn có một mối tình bền chặt với hắn. Không ổn rồi. Giọng của Thiên Vũ kéo cô ta ra khỏi cơn mơ. Đúng thật là không ổn. Nhìn quanh bốn phía, những người bị sét đánh, đám kẻ thù của Cơ Ngân, tất cả đều đang vây quanh, ai cũng máu me đầm đìa, mặt mày hầm hầm giống như những con ác quỷ mới mò lên từ địa ngục, họ muốn kéo Cơ Ngân xuống đáy địa ngục. Bọn họ đang đợi, đợi Triệu Bân độ kiếp xong. Sau đó thì hợp sức giết chết hắn. Không thể không thừa nhận, trận thiên kiếp này của Triệu Bân thật sự rất đáng sợ. Trong số những người vào Di Chỉ Ma Vực có một phần là trung lập, phần khác lại chết trong tay ma quỷ, phần nữa là vì tàn sát lẫn nhau mà chết, thêm một phần bị tiên trận hại mất mạng, nhưng có đến 4 phần trong số đó đã bị thiên kiếp của Triệu Bân đánh ngã. Phần còn lại là đám kẻ thù đám ma khôi và thân dung. Dù chỉ là một phần nhưng số lượng người cũng rất đông, mỗi người đạp Triệu Bân một cái thì cũng đủ đạp hắn thành cho rồi. Ngon đấy! Các nhân tài phe trung lập đều suýt xoa chật lưỡi. Khoảng 40% số yêu nghiệt chết bởi thiên kiếp của Cơ Ngân, con số đó phải lớn đến chừng nào. Phải biết rằng, bất cứ ai trong số họ cũng đều là người tài giỏi cả, không phải là thiếu chủ của gia tộc thì cũng là thánh tử thừa kế, hay hoàng tử, thái tử của một vương triều nào đó, đều là nhân vật đình đám của các quốc gia, nhưng lại bị một mình Cơ Ngân giải quyết hết. Lần này, dù Cơ Ngân có sống sót ra khỏi được ma vực thì phần đời còn lại cũng đừng mong được sống yên. Hắn sẽ trở thành đối tượng truy sát hàng đầu của các nước. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, những âm thanh vang vọng của thiên kiếp đã dừng lại. Khi sương mù tan hết thì mới nhìn thấy bóng người màu đỏ đó đứng sừng sững trên bầu trời, xõa tóc, mình mẩy đầy máu me, loạng choạng, đứng không vững. Máu của hắn không ngừng chảy từ trên mặt xuống. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đều sẽ không khỏi nhăn mặt, dù là cô gái tóc xanh có thù oán với hắn thì cũng muốn bụng miệng. Thảm, Cơ Ngân thật sự quá thê thảm. Giết! Giết cho ta! Thiên kiếp qua đi thì đám ma khôi lại vây đến, nhìn từ trên trời xuống cứ như một làn sóng đen. Nhưng, mảnh đất nơi bọn họ vừa mới đặt chân lên lại có sấm sét đánh từ trên trời xuống. Tên nào xung phong lên trước thì đều bị đánh thành cho ngay. Vẫn chưa hết thiên kiếp sao? Những kẻ thù đó lập tức đi ang lại và nhanh chóng lùi về sau, đồng loạt ngưng đầu. Không chỉ có bọn họ. Đến những người trung lập ở bên ngoài, bao gồm cả Thiên Vũ, Sở Vô Xương, cô gái tóc xanh cũng đều nhìn lên trời. Bầu trời tối đen đã không còn sấm sét rằng xé nữa, thiên kiếp đã chấm dứt, sao vẫn còn có thiên lôi? Vẫn chưa hết. Triệu Bân ho ra máu, cố đứng vững, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đấy là kiếp nạn của mình nên hắn là người biết rõ nhất, trận thiên kiếp này vẫn chưa hết, đừng thấy trên trời không còn gì mà lầm, hắn có thể cảm nhận được rất rõ. Có một kiếp nạn càng đáng sợ hơn nữa đang ấp ủ, sắp sửa giáng xuống. Nhà dột lại cứ gặp mưa đêm dai dẳng. Nguyệt thần liếc nhìn có vẻ đã biết là thiên kiếp gì. Chính vì biết nên vẻ mặt cô ta mới thay đổi. Cô ta không sợ thiên kiếp đó mà sợ trạng thái hiện tại của Triệu Bân không chịu nổi. Cô ta không biết Triệu Bân có thể chịu đựng được không, nếu bọn họ thật sự không vượt qua được thì thêm vào lời nguyền chẳng khác nào như thêm thuốc súng, chắc chắn sẽ bị thúc đẩy tới cực hạn. Nói quá một chút thôi thì có thể tiến thẳng họ về với tổ tiên chứ đùa. Thiên kiếp đã dừng rồi sao? Bên ngoài ma vực, tiếng xì xầm không ngừng vang lên. Nhìn kỹ về phía ma vực thì không còn nhìn thấy lôi điện nữa. Nhưng tinh thần của tất cả mọi người, dù là người của đại hạ hay người của những vương triều khác thì cũng đều rất mơ hồ. Thiên kiếp diễn ra trước đó quá dữ dội. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy được người độ kiếp nhưng tai vẫn nghe mang máng tiếng nổ lớn và tiếng hét thảm. Ai mà biết có bao nhiêu người đã gặp kiếp nạn trong bị động, nếu như có người nhà của bọn họ thì e rằng khó lòng mà giữ được mạng. Lúc này, những đối tượng vô cùng tự tin như Ma Cung hay Vương Triều Hắc Long cũng có một dự cảm cực kỳ không lành. Tuy thương xà và hung hổ mạnh đó nhưng khi gặp thiên kiếp thì chúng cũng phải ngoan ngoãn bỏ xuống thôi. Lúc bọn họ nhìn thì ma vực lại có tiếng nổ vang lên. Trước sự chứng kiến của mọi người, trên bầu trời của ma vực lại có sấm chớp xuất hiện, uy lực của đợt này còn mạnh hơn cả lần trước, dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy được mùi uy áp đáng sợ, đấy là ý chí của trời cao. Vẫn chưa xong sao? Tất cả mọi người đều bất ngờ, trận thiên kiếp này kéo dài cũng lâu thật, vậy thì thú vị đấy, độ kiếp còn có nghỉ giữa giờ nữa sao? Nghỉ chưa đến mười mấy giây thì lại tiếp tục bị bổ, người độ kiếp phải siêu phàm đến thế nào mà thiên kiếp lại kỳ lạ và bá đạo đến như vậy.
không có ai trả lời bọn họ, rốt cuộc tình hình là như thế nào thì cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Đấy là gì? Các nhân tài trong ma vực, bao gồm cả Triệu Bân đều ngẩng mặt lên nhìn trời, thiên kiếp đáng sợ hơn đã bắt đầu, sấm chớp dập trời nhưng lại không thấy giáng xuống mà các tia chớp chỉ đan xen vào nhau như cùng nhảy múa, tập hợp lại thành một tên khổng lồ to lớn như một ngọn núi. Thánh thú kỳ lân sao, Thiên Vũ há hốc mồm. Không sai, thứ khổng lồ mà sấm chớp tụ thành là một con kỳ lân, nói chính xác hơn là sấm chớp hình kỳ lân, chỉ nhìn không thôi cũng thấy rợn người, cứ như đó là một thánh thú kỳ lân thật sự. Đấy là, thiên kiếp sao, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ra. Thiên kiếp mà bọn họ biết là sấm sét, là bị sét đánh, còn kiểu thiên kiếp kỳ lạ thế này thì thật sự mới gặp lần đầu tiên. Không ngờ sấm sét lại tụ lại, tạo thành một thánh thú kỳ lân. Đâu chỉ có bọn họ mới nhìn thấy lần đầu, đến Triệu Bân cũng vậy, dù trong huyền môn thiên thư thì cũng có rất ít ghi chép về điều này, chỉ biết thiên kiếp cũng có phân cấp bậc, chia ra thành rất nhiều loại. Nếu như hắn đoán không nhầm thì thiên kiếp của hắn chính là kiếp thánh thú kỳ lân trong truyền thuyết. Gào! Kỳ lân bằng sấm sét gào lên, rung chuyển cả trời đất. Sau đó, tiếng ho ra máu không ngừng vang lên, tất cả đều vì bị sốc bởi tiếng gầm của kỳ lân. Những ai ở gần hoặc có nội lực yếu thì đều bị sốc đến u tai, tinh thần bấn loạn. Sợ rồi, bọn họ đều sợ hết rồi. Vì sợ nên mới liên tục lùi về sau. Những khuôn mặt bê bết máu đầy vẻ kinh sợ, còn có cả uy áp ý chí đáng sợ nữa, khiến bọn họ cảm thấy đau đớn về tinh thần. Nếu như họ dám tiến về trước thì nhất định sẽ bị chấn đến mức biến thành cho bụi, dù cho không bị biến thành cho bụi thì cũng vẫn sẽ thành cho vì bị sét bổ. Thiên kiếp lôi điện trước đó so với thiên kiếp lúc này vốn dĩ không thuộc cùng một đẳng cấp, với lôi điện trước đó thì bọn họ còn chịu được vài đòn, còn lần này thì chỉ cần một đòn thôi cũng có thể tiến họ về quê rồi. Vậy thì chẳng phải cần phải lùi ra sao, và còn phải lùi thật xa nữa. Nếu như cơ ngân đột ngột tấn công thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt hết mất. Trên thực tế, lúc này Triệu Bân không có tâm trạng gài hàng kẻ khác, kiếp thánh thú kỳ lân không phải chuyện chơi, hắn phải tập trung tinh thần cao độ, tuyệt đối không thể phân tâm, nếu không thì sẽ bị hồn bay phách tán ngay. Hai người cũng thông minh đấy. Nguyệt Thần liếc nhìn từ xa, cô ta đang nhìn cây thần tạo hóa và tiểu kỳ lân. Có vài thiên kiếp có thể tẩy luyện bọn chúng, giúp bọn chúng lột xác, nhưng có vài thiên kiếp bọn chúng không nên trải qua vào lúc này. Tiểu kỳ lân đã trốn vào trong đan hải của Triệu Bân, còn cây thần tạo hóa thì cũng có ánh sáng mở bao phủ. Gào! Lại một tiếng gầm nữa vang lên, kỳ lân sấm sét gào thét, phóng từ trên trời xuống, nó không có thần thức nên đương nhiên cũng không để tâm đến bất cứ ai, chỉ nhằm vào người độ kiếp, và cũng chính là Triệu Bân. Nó đại diện cho ý chí của trời xanh. Tiêu diệt người độ kiếp, đấy là sứ mệnh của nó. Triệu Bân loạng choạng, suýt chút bị hạ gục, kỳ lân bằng sấm sét quá mạnh, nó lao từ trên trời xuống, giống như ngọn núi Thái Sơn áp xuống, khí thế ngùn ngụt, sấm sét mang sức mạnh hủy diệt. Nó vẫn chưa phóng đến nơi thì cơ thể hắn đã bị dồn ép đến mức kêu lên răng rắc, da thịt rách nát, võ hồn có dấu hiệu sắp nổ tung. Ầm, ầm. Vẫn chưa đánh đến thì kỳ lân sét đã phun ra lôi điện. Triệu Bân cố đứng vững, lấy hết sức phung Long Uyên, chống lại lôi điện. Mặc dù đỡ được nhưng cũng bị đánh đến mức loạng choạng, tay cầm kiếm rách toác, máu tươi nhuộm đỏ lôi điện, rất đáng sợ. Gào! Hắn vẫn chưa kịp thở thì kỳ lân sấm sét đã đáp xuống đất, một tiếng ầm vang lên, mặt đất nứt ra, những ngọn núi xung quanh đều bị rung chuyển và đổ sập, rất nhiều nhân tài bị chấn động, bay ngược ra xa. Lúc mọi người nhìn lại thì Triệu Bân đã bị kỳ lân sấm sét nuốt chửng rồi. Cơ ngân, Sở Vô Xương hét lên, muốn tiến về trước. Quay lại đây, Thiên Vũ tiến tới, kéo cô ta về lại. Thế này, thì đánh làm sao, cô gái tóc xanh tái mặt, hoảng sợ bởi kỳ lân sấm sét. Những người phe trung lập cũng đều thầm nuốt nước bọt, giỏi như cơ ngân của Thiên Tông mà còn bị nuốt, nếu như đổi lại là bọn họ thì e rằng vừa gặp đã bị đánh thành cho mất thôi. Chết đi! Sắc mặt của đám kẻ thù thì lại vô cùng đáng sợ. Bọn họ cười bất chấp tất cả, chỉ cần cơ ngân chết thôi, còn việc hắn chết như thế nào nào có quan trọng, nếu như chết trong thiên kiếp thì bọn họ cũng là người chứng kiến, đỡ phải tốn sức. Gào, gào. Kỳ lân sấm sét nuốt được Triệu Bân bèn bay về trời, cơ thể ngạo nghễ thỏa sức tung bay, chân dẫm lên không trung tạo ra tiếng nổ đi đùng, chút huyền cơ cuối cùng của bầu trời ma vực cũng vì thế mà bị hủy hoại. Có thêm cả mảng sao trời rơi xuống, mỗi vì sao là một bảo vật, Linh Châu.
bảo kiếm, đại đao, lư đồng. Món gì cũng có, nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã bị sấm sét đánh thành cho tàn, mảnh vụn cũng không còn. Triệu Bân vẫn chưa chết. Nhưng lúc này đây, hắn cách cái chết không xa nữa, thân mình ở trong bụng Kỳ Lân sấm sét, mỗi giây đều bị sét đánh, muốn tránh cũng không tránh được. Những đòn tấn công này không phân biệt đẳng cấp, một lần chúng phải là suýt bị tiêu diệt ngay. Nếu đã không tránh được, vậy thì phải đánh. Triệu Bân cắn chặt khớp hàm, cố gắng giữ vững thể phách, chân nguyên cuồn cuộn rót vào Long Uyên khiến thanh kiếm rung lên bần bật, ngay lập tức dài thêm mười mấy trượng. Nhìn từ đằng xa, ai mà không biết còn tưởng là một thanh kiếm bằng ánh sáng ấy chứ. Đánh! Triệu Bân hô lên đầy kiên định, cố gắng vung kiếm Long Uyên chém loạn xạ trong bụng Kỳ Lân sấm sét. Không thể sợ thiên kiếp được, người càng sợ thì nó càng bắt nạt ngươi, người càng sợ thì nó càng mạnh. Nếu muốn sống, chỉ có một con đường, đánh. Growl. Đòn phản kháng của hắn đã chọc giận sấm sét. Hay nói cách khác, đòn phản kháng của hắn đã chọc giận ý chí thiên kiếp, sấm chớp mạnh thêm, Kỳ Lân sấm sét cũng đáng sợ hơn, trong bụng nó tia điện và tia sét giao thoa, tụ thành một biển sấm sét, chỉ thoáng chốc đã nuốt chửng Triệu Bân. Khoảnh khắc đó làm không biết bao người run rẩy. Không ít thiếu nữ ôm miệng, trong đó có cả Sở Vô Xương và cô gái tóc xanh. Lòng ta không chết thì thân này bất diệt. Tiếng gào thét của Triệu Bân mang theo uy lực của sấm sét dội vang khắp ma vực, ai nấy tưởng rằng hắn sắp gục rồi, thế mà rồi hắn gắng gượng mở đường trong biển sấm sét, lại đâm chém loạn xạ. Kỳ Lân sấm sét không biết đau, nó càng bay nhảy hăng hái hơn. Nó càng hăng hái thì thiên kiếp càng mạnh. Biển sấm sét trong bụng bị tách ra lại tích tụ thêm lần nữa, Triệu Bân chưa kịp đứng vững đã bị nhấn chìm, chịu đựng vạn kiếp đánh vào thân, đâu còn hình người nữa. Tiếng gào ở đâu thế? Bên ngoài đất ma cũng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ai nấy nhìn về phía ma vực cũng thấy được sấm sét đầy trời, nhưng ngoài tiếng sấm rền còn có một thứ tiếng gào khác chấn động lòng người khác. Họ cứ cảm thấy như bên trong ma vực đang ẩn chứa một con mãnh thú hồng hoang đang điên cuồng làm loạn. Đến mức tiếng gào lan truyền khắp nơi, ai nghe thấy cũng phải run bần bật. Nếu có thể, họ cũng muốn vào đó xem thử. Tiếc rằng tuổi tác có hạn, không thể vào được. Họ ở bên này chỉ biết sốt ruột, chứ bên trong ma vực cực kỳ náo nhiệt. Kỳ Lân sấm sét không hề yên tĩnh, nó bay nhảy khắp bầu trời, đi đến đâu cũng là một đống hỗn độn, gặp núi thì núi lở, gặp nước thì nước dâng, từng tòa cung điện nối tiếp nhau mà đổ sập, đá vụn, gạch xanh, ngói đỏ. Bay khắp trời, không kịp rơi xuống đất đã bị nghiền nát thành tro. Vì nó mà tiên trận của Di chỉ bị ảnh hưởng. Vì nó mà càn khôn của ma vực lại hỗn loạn. Càn khôn và tiên trận cũng không ổn, rối ren lắm đấy, trời đất thay đổi, không gian nứt vỡ, tiên trận sát phạt đồng loạt xuất hiện. Người đứng xem thiên kiếp còn chưa biết đâu vào đâu là đã bị tách ra, bị dịch chuyển đi khắp nơi, không phân đông tây nam bắc. Có người bị khe nứt cắn nuốt rồi tiêu diệt. Có người bị tiên trận chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang dậy, máu xương vọt thẳng lên trời, ma vực rơi vào loạn lạc. Phụt, phụt. Trong bụng Kỳ Lân sấm sét, Triệu Bân không ngừng phun máu. Bây giờ hắn giống như một miếng thịt béo bị một con sói hung ác nuốt chửng, đang bị nó tiêu hóa đến tận cùng. Từng luồng sấm sét gào thét kia giống như dịch vị dạ dày, chém nứt cơ thể hắn hết lần này đến lần khác, ăn mòn cơ thể hắn hết lần này đến lần khác, thậm chí muốn biến hắn thành tro mới thôi. Trụ vững. Nguyệt Thần thét lên, cũng không biết đang nói với Chúc Phúc hay nói với Triệu Bân, nói với ai thì lời này cũng không sai. Họ phải chống lại được lời nguyền rủa, Triệu Bân cũng phải chống chọi lại thiên kiếp, bất kỳ bên nào tuột xích cũng mất mạng cả. Triệu Bân không nghe được câu nói của cô ta. Cũng không cần cô ta nhắc nhở, Triệu Bân đang liều mạng rồi. Không phải sống thì là chết. Ở trong tuyệt cảnh, tiềm lực của con người được bộc phát ra ngoài, vô cùng vô tận. Giống như Triệu Bân nói, trái tim không chết thì tấm thân bất tử, khả năng vận hành của trường sinh quyết nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn, tái tạo thể phách giúp hắn hết lần này đến lần khác. Quan trọng nhất vẫn là ý chí và chấp niệm. Hắn không thể sợ, cho dù chỉ có một chút co cụm thôi thì cũng sẽ hồn bay phách tán ngay lập tức. Sống sót chính là chấp niệm của hắn. Chỉ có liều mình bạt mạng mới niết bàn giữa tuyệt cảnh. Đánh giá thấp ngươi rồi. Mặt quỷ tà niệm kia hừ một tiếng, không biết chui ra từ chỗ nào. Ánh mắt nhìn Kỳ Lân sấm sét cũng tràn ngập nỗi sợ. Kiếp thánh thú Kỳ Lân là vũ khí hủy diệt, thứ tà ác gì đứng trước mặt nó cũng chỉ là vật trang trí.
hắn ta mà đến gần thêm chút nữa cũng bị nó chém chết mấy hồi. Hắn ta đã đánh giá thấp Triệu Bân rồi. Bao nhiêu người như thế, vậy mà trước kia cứ chọn phải tên võ tu này. Ý chí kiên cường như thép, chẳng trách hắn ta đoạt xá thất bại. Khi hắn ta nhìn thì Kỳ Lân Sấm Sét cũng nhìn về phía hắn ta. Không phải cố ý đâu, chỉ là trùng hợp thôi, nhưng hắn ta thấy rồi cũng co giò chạy ngay, chẳng dám quay đầu, chạy một lèo ra khỏi ma vực. Không thể ở lại cái chỗ quái quỷ này nữa, thôi thì tìm nơi nào đó phát triển cho đàng hoàng, sau này tìm cơ ngân tính sổ sau. Rào, đùng. Kỳ Lân Sấm Sét không đuổi theo, nó vẫn đang điên cuồng nhảy nhót ở vùng trời kia. Cùng là những kẻ to xác. Động tĩnh mà nó tạo ra lại không phải thứ mà Thái Thượng Hung Hổ và Bát Thủ Thương Xà có thể bì kịp được. Xét về thần thái, nó nổi bật nhất, xét về thực lực, thử hỏi hai tên kia dám chạy ra đây không? Không dám. Đây sẽ là câu trả lời của Hung Hổ và Thương Xà. Thiên kiếp ấy hả, thánh thú Kỳ Lân kiếp ấy hả, tên nào ngu mới chui ra? Cơ ngân. Sở Vô Xương lảo đà lảo đảo. Nhưng so với tiếng thét gào của Kỳ Lân và tiếng nổ đùng đùng của Sấm Sét thì tiếng hô của cô ta yếu ớt đến mức không đáng kể. Sau lưng cô ta, Thiên Vũ cũng bị lôi đi, để đề phòng khi trời đất biến đổi khiến họ chia tách, cả hai đã dùng xích sắt khóa lại, giữa chừng còn gặp lúc không gian nứt vỡ một lần, suýt nữa bị nuốt vào trong. Nhưng âm thanh kêu gào bốn bề không dứt, trời đất liên tục biến đổi, ai cũng bị dịch chuyển đi khắp nơi. Nếu được chuyển tới nơi khác thì tốt, nếu đụng phải thiên kiếp, không gian nứt gãy hay trận pháp chết chóc thì thê thảm rồi. Đáp lại Sở Vô Xương chỉ có tiếng sấm dậy khắp trời. Tiếng gọi của cô ta, Triệu Bân cũng chẳng nghe thấy. Lòng ta không chết, thân ta bất diệt. Thi thoảng Triệu Bân lại hét lên, hắn đúng là tiểu cường sao đánh hoài không chết, ở trong bụng Kỳ Lân mà làm rầm làm rộ, càng đánh càng máu. Sao tiểu cường, nickname của con gián? Tu vi không phải là vấn đề. Dạng tu vi nào thì có kiếp kiểu nấy. Mà trận thiên kiếp này lại thử thách ý chí và chấp niệm. Còn ý chí và chấp niệm của Triệu Bân lại đang đối kháng với thiên kiếp, càng đánh càng cứng rắn, càng đập càng hung hãn. Ban đầu hắn bị đè đánh, giờ đã có thể phản công, bổ vào bên trong lôi điện, hắn đã dùng biết bao nhiêu sức lực mà bản thân đã rèn luyện ra, đồng thời thiên lôi cũng hấp thụ không ít lợi, đây là bữa tiệc ngon lành của thiên lôi. Lôi uy tăng cao liên tục. Nó sắp lột xác trong thiên kiếp rồi. Quái thai gì đây trời? Cô gái tóc xanh theo sát Triệu Bân, càng nhìn càng hãi. Ý chí chấp niệm bị coi khinh của cơ ngân lại chịu đánh quá giỏi. Dù hắn đang ở trong bụng Kỳ Lân Sấm Sét, còn bị Kỳ Lân Sấm Sét đánh dữ dội như thế, hết lần này tới lần khác bị cả biển sấm sét nuốt vào, hắn cũng hết lần này tới lần khác đánh ra được. Mỗi lần thoát ra như thế thì sẽ mạnh hơn một chút, mà hắn mạnh hơn một chút. Kỳ Lân Sấm Sét lại yếu đi một chút, ngay cả kích thước của nó cũng đã thu nhỏ bớt. Mở ra cho ta. Triệu Bân lại quát, đó là âm thanh từ sâu trong linh hồn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, hắn bổ ra biển sấm sét. Để rồi sau đó, hắn xé Kỳ Lân Sấm Sét ra, nhảy lên như giao long, trèo lên lưng Kỳ Lân, mang theo thanh kiếm Long Uyên nổi tiếng của mình liều mạng chém xuống. Lôi điện từ Kỳ Lân bị chém bắn ra tứ tung. Nếu hắn đổ là máu đỏ thì lôi điện này chính là máu của Kỳ Lân Sấm Sét. Ực, thấy cảnh tượng kia, Thiên Vũ nuốt nước bọt. Hoặc có thể nói là ai thấy cảnh đó cũng đều làm hành động trên. Nét tên cơ ngân kia đúng là hung tàn, hắn đang bổ đánh Kỳ Lân Sấm Sét sao? Dù Kỳ Lân này không có trí tuệ nhưng nó cũng đang gào thét như rên rỉ, một con Kỳ Lân đang hoàn chỉnh lại bị Triệu Bân đánh cho thương tích đầy mình. Hơn nữa, càng đánh thì hình dáng của nó càng thu nhỏ. Theo như lời Nguyệt Thần, Triệu Bân đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, hắn đang phản công mạnh mẽ, việc vượt qua thiên kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn cô ta và hai cái chúc phúc thì đã không ổn rồi, có thể bị nguyền rủa hạ bệ bất cứ khi nào. Đáng chết! Thấy Triệu Bân thể hiện thần uy, nhóm kẻ thù nghiến răng nghiến lợi. Cả đám đứng canh bên ngoài để chuẩn bị bao vây đối phương, chờ Triệu Bân độ xong thiên kiếp, dù làm gì họ cũng phải giết cho được hắn. Tiềm lực tên này quá đáng sợ, nếu để hắn sống, sớm muộn gì cũng mang lại họa lớn. Nhưng người mà, không thể tụ tập đông đâu. Như bọn họ, vừa tụ lại thì một giây sau, trời đất đã thay đổi, không ít người bị di rời, trong đó lại có kha khá bị dịch chuyển tới khu vực thiên kiếp, bổ xuống chết tươi ngay tại chỗ, cũng có nhiều người đụng vào khe không gian và bị tiên trận giết chết,
không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Gào. Kỳ Lân sấm sét lại gào giống lớn, chấn động thiên địa, chấn bay luôn Triệu Bân. Triệu Bân độ kiếp, dù hắn không phải cảnh giới thiên võ, cũng chưa dùng tới phù chú huyền không nhưng lại có thể chiến đấu trong không trung. Chính thiên kiếp đã cho hắn đặc quyền này để tranh hùng với Kỳ Lân sấm sét, ai yếu ai mạnh, ai sống ai chết thì phải xem ai chịu đánh giỏi hơn. Kỳ Lân gào thét lao nhanh về phía Triệu Bân. Hắn không hoảng hốt, còn rút kiếm phóng tới. Bùm, ầm. Dưới sự tẩy luyện của lôi điện thiên kiếp, một người một thú khai chiến trên trời, nếu không phải Triệu Bân bị bổ vào người thì cũng là Kỳ Lân bị chém tới lật thân, chiến khí ngất trời, mà đó chỉ là bề ngoài cho người ta xem thôi, thứ thật sự đang chiến đấu là ý chí. Mà Triệu Bân là người sống, nhiều hơn Kỳ Lân sấm sét một thứ là chấp niệm muốn sống sót. Hắn dùng chấp niệm này để chống đỡ, nhờ đó mới sừng sững không ngã, đánh cho Kỳ Lân liên tục bại lui. Hình ảnh thị giác vẫn chấn động như cũ. Cơ Ngân thật sự quá mạnh, hắn như một chiến thần mang theo uy thế bát hoang, trong vòng trời mênh mông, hắn đối chiến kịch liệt với thánh thú Kỳ Lân. Đừng nói Sở Vô Xương, dù là cô gái tóc xanh xem mà cũng hoảng hốt trong lòng, thậm chí quên mất cả sự tích lột đồ đầy ấn tượng của đối phương. Trong trí nhớ của cô ta, chưa từng có thiên kiêu nào anh dũng. Như Cơ Ngân. Xong rồi. Triệu Bân hét to, hắn giơ cao Long Uyên. Chân nguyên truyền vào tận cùng, Long Uyên rung lên, dài ra mấy chục trượng, một kiếm bổ xuống đầu Kỳ Lân sấm sét. Gào. Kỳ Lân vừa giống xong thì theo sát là một loạt tiếng rên. Trên cái đầu to lớn của nó rơi xuống, hóa thành lôi điện, vùi thây trong trời đất. Thân thể nó cũng lập tức tan biến, nổ ra ánh chớp. Còn sấm sét đang rằng xét bầu trời cũng biến mất hoàn toàn, không còn tung tích. Một tia ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống. Tới lúc này, kiếp thánh thú Kỳ Lân mới chân chính kết thúc. Mà Triệu Bân cũng rơi từ trên trời xuống, thân thể đã không nhìn ra hình người, nhuốm thẫm máu tươi, dưới bầu trời tối tăm, cơ thể hắn tạo thành một đường cong màu đỏ. Còn chưa chờ hắn kịp rơi xuống thì vòng sáng quanh thân đã tan. Chiến đấu quá thảm thiết, không ngờ thiên kiếp lại mạnh tới vậy, hắn đã suýt mất mạng. Hắn rơi xuống đất, máu loang cả khoảng trống. Khi thân vừa chạm đất, Triệu Bân đã tạo ra ví dụ cực chính xác cho người ta biết. Thế nào là xương cốt kêu bong, bong như sắt thép. Triệu Bân đứng lên, hắn đã đứng lên rồi, dù lảo đảo loạng choạng nhưng hắn thật sự đã đứng dậy. Cơ Ngân. Nơi xa truyền tới tiếng gọi. Là Thiên Vũ và Sở Vô Xương, họ thấy hắn còn đứng được thì thở phào nhẹ nhõm. Không sao. Triệu Bân cười đầy mệt mỏi, đi về phía bên này. Nhưng vừa bước một bước thì miệng phun máu tươi, cơ thể nghiêng ngả một hồi, cơn đau từ trong linh hồn ùa đến, lan khắp toàn thân. Đau tới mức mắt hắn nhỏ lệ máu, đau tới mức hắn không phân biệt nổi đâu là thật, là ảo. Là nguyền rủa của thần. Nguyệt thần và hai chú phục đã không chống được nguyền rủa kia. Nói đúng hơn là khi thiên kiếp vừa kết thúc, cái thứ nguyền rủa của thần kia đã tung ra một kích hủy diệt, mạnh bạo phá tan phòng ngự của họ. Thậm chí còn tinh lực rồi rào ảnh hưởng tới Triệu Bân, từ đó mới tạo thành Triệu Bân như hiện tại. Phụt! Huyết quang hiện ra, một cánh tay Triệu Bân nổ bay. Còn hắn ngã nhào xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn chưa xong. Trên cánh tay bị nổ bay kia còn đeo nhẫn ma. Nhẫn ma không ngừng rung lên, sau đó hoa bồ đề bay ra từ bên trong, đóa hoa như bị thứ gì đó triệu hoán, bay về nơi xa. Đi cứu Cơ Ngân mau. Xà Vệ Xê Ưng vậy nói, lao thẳng về hướng của hoa bể đề. Triệu Bân đến đây vì nó, còn thê tử Liêu Tâm Như đang chờ hắn cứu ô, dù cô ta không biết vì sao đóa hoa này bay đi nhưng tuyệt đối không thể để nó thoát. Cẩn thận đấy, Thiên Vũ đáp một tiếng rồi phóng tới chế Triệu Bân. Đại tới nơi, Thiên Vũ mới bùi ngùi, con Ngân thảm quá. Đến bây giờ, mỗi một vết thương trên người hắn đều có lôi điện quấn quanh, khó khép lại. Một ngư si đang khỏe mạnh mà hiện tại còn chẳng nhìn ra được hình người, thiên kiếp bá đạo đã tra tấn hắn tới tan nát. Bang, bang! Thiên kiếp đã hết nhưng ma vực vẫn hỗn loạn như trước. Thiên kiếp quấy nhiễu càn khôn ma vực, gây hỗn loạn tiên trận bên trong di chỉ, thiên địa biến hóa phát sinh càng lúc càng nhanh, vết cắt không gian liên tiếp xuất hiện cộng thêm dư uy của tiên trận khiến cho bốn phía ma vực đều vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết. Người đâu? Thanh âm phẫn nộ cũng liên tục vang lên, đều phát ra từ miệng đám kẻ thù của Triệu Bân, kèm theo đó là những tiếng đao kiếm ma sát với không khí kêu lên chói tai. Cả ma vực đều đang đi tìm Cơ Ngân,
hơn nữa còn muốn nhanh chóng tìm được hắn bởi vì hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp cho nên đang ở trong trạng thái suy yếu nhất, đây chính là một cơ hội tốt để tiêu diệt hắn, không thể để cho hắn chạy thoát. Bên này, Thiên Vũ đang cõng Triệu Bân bỏ chạy. Tình trạng của Triệu Bân đang rất tệ, mặc dù cánh tay bị gãy đã lấy lại được nhưng vẫn không thể gánh nổi dư uy của thiên kiếp cho nên đã bị đánh thành máu tươi, chỉ có thể lấy lại chiếc nhẫn mà đeo lên bàn tay còn lại của Triệu Bân. Hừ, trong lúc đang ngất đi mà Triệu Bân vẫn kêu rên không ngừng. Có lẽ là do hắn đang gặp ác mộng, hoặc cũng có lẽ là do hắn đang rất đau đớn, đủ mọi loại phản vệ đang từng giờ từng phút tra tấn hắn khiến cho ý thức của hắn trở nên mụ mị không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Thân thể của hắn càng lúc càng lạnh như băng giống như đang bị một nguồn năng lượng quỷ quái đáng sợ mạnh mẽ tóm lấy hắn ném vào vực sâu tăm tối. Không ai nghĩ rằng có một cuộc chiến đang diễn ra bên trong cơ thể hắn. Nói nó diễn ra bên trong cơ thể của hắn cũng không chính xác, chính xác mà nói thì cuộc chiến đang diễn ra trong cõi u minh. Hắn đã vượt qua thiên kiếp cũng đã giải quyết xong trận chiến nhưng Nguyệt Thần thì vẫn đang phải chiến đấu lời nguyền của thần. Ngày hôm nay lời nguyền của thần tác động lên cô ta cực kỳ hung hãn, mỗi một lần giáng xuống đầu đều mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều, giống như chưa tiêu diệt được cô ta thì sẽ không ngừng lại. Cũng may bọn họ đủ ngoan cường, quyết tử chiến không lùi. Có một chớp mắt Nguyệt Thần liếc nhìn thì thấy ở đằng xa chính là bông hoa bồ đề đang bay, hoa bồ đề không phải vô duyên vô cớ bay đi mà là do có người đang gọi nó, chính là người của Phật gia đang gọi nó. Bát Nhã. Nguyệt Thần lẩm bẩm. Nhận ra người đang gọi hoa bồ đề. Không sai, đó đích thị là Bát Nhã, cô ta đúng là một nhân tài, đang ở Thiên Tông nhưng vẫn có thể cảm giác được hoa bồ đề, lại còn không bị di chỉ ngăn cách, không bị cấm chế của ma vực ảnh hưởng, có thể mạnh mẽ gọi hoa bồ đề về. Có thể thấy được năng lực của Phật gia kỳ quái đến cỡ nào. Nguyệt Thần chỉ mới lơ đãng một chút mà trong chớp mắt liền bị lời nguyền của thần công phạt. Cơ sư đệ, dọc đường đi. Thiên Vũ liên tục gọi. Chân nguyên của Thiên Vũ được truyền vào bên trong cơ thể của Triệu Bân như thủy triều để bảo vệ tâm mạch của hắn. Đáng tiếc, Triệu Bân không có dấu hiệu tỉnh lại. Trải qua một trận thiên kiếp đã khiến cho cơ thể của hắn tàn tạ không ra hình người, thế mà ngay sau đó lời nguyền của thần lại ập đến, hắn có thể chịu đựng được mới là lạ. Tất cả những phân thân của hắn ở bên ngoài, ngay cả phân thân ở thành Thiên Thu cũng đều đã bị băng diệt khiến cho các trưởng lão đều rất lo lắng. Chẳng lẽ Triệu Bân ở ma vực đã gặp biến cố? Chẳng lẽ hắn đã chôn thây ở đó rồi sao? Không ai có thể đưa ra câu trả lời, tất cả mọi người đều lo lắng trong mơ hồ. Cơ sư đệ, Thiên Vũ vẫn không ngừng gọi trong lúc đang chạy vào một khu rừng. Vừa chạy vào trong khu rừng thì hắn ta đã nhìn thấy ba bóng người, nhìn ngoại hình cùng khí tức thì chắc là người của Vương Triều Đại Nguyên, hẳn là bọn chúng đã bị thiên địa biến hóa chuyển tới đây. Tuy nhiên cũng không thấy đám người Nguyên Thương cùng Nguyên Kinh ở đây. Cơ Ngân. Ba kẻ này vừa nhìn thấy Cơ Ngân thì hai mắt đã sáng lên. Thiên Vũ cau mày, trong nháy mắt chuẩn bị chạy trốn. Đi đâu? Kẻ thứ nhất hừ lạnh, dùng kiếm chém ra một luồng kiếm khí. Thiên Vũ ngay lập tức xoay người, ra sức phũ động thanh kiếm gãy trên tay, vừa đỡ đòn vừa lui về phía sau. Hắn ta còn chưa kịp đứng ổn định thì kẻ thứ hai đã liền xông tới công kích. Điểm ra một ngón tay thẳng về phía ấn đường của Thiên Vũ, ngón tay này mang theo kiếm khí cực mạnh, mặc dù Thiên Vũ đã né được khỏi vị trí nguy hiểm nhưng bả vai của hắn ta vẫn bị xuyên thủng ra một lỗ máu lớn. Trong lúc hắn ta đang lui về phía sau thì kẻ thứ ba lại xông lên tung một chưởng vào người hắn ta. Không phải là do chiến lực của Thiên Vũ yếu kém không tránh được mà là do hắn ta còn đang phải bảo vệ cho Cơ Ngân. Giết chết bọn chúng. Ba kẻ đại nguyên nhe răng cười man rợ, ánh mắt rực lửa. Xem đi, nhân phẩm rất quan trọng, bọn chúng đã trải qua muôn vàng gian khổ, hứng chịu biết bao nhiêu thiên lôi đánh lên người, tuy vậy vẫn có thể khổ tận cam lai, gặp lại được kẻ địch trong trạng thái suy yếu nhất. Chỉ cần bắt được Cơ Ngân là xem như bọn chúng đã không uổng chuyến đi này. Cơ Ngân chính là một kho tàng sống, tất cả những bảo vật mà hắn có được, bao gồm cả những bí ẩn trên người của hắn, tất cả đều sẽ trở thành của bọn chúng. Nghĩ đến đây, cả ba lại càng tấn công dữ dội hơn. Phụt, phụt, phụt. Thiên Vũ vừa đánh vừa lui, liên tục đổ máu. Kể từ khi bước chân vào di chỉ ma vực hắn ta vẫn luôn chật vật nhưng không thể làm được việc lớn gì đáng kể. Bây giờ cuối cùng hắn ta cũng có thể thể hiện được một chút, lại còn có thể bảo vệ cho Cơ Ngân thay vì ngược lại như mọi khi. Hắn ta sẽ không bỏ lại cơ sư đệ.
muốn đánh thì cứ xông hết lên đây, cùng lắm là liều mạng. Chuyện này lo chưa xong thì chuyện khác đã ập tới. Tiếng đại chiến ở đây đã thu hút rất nhiều người. Thật là trùng hợp tất cả kẻ thù của Triệu Bân đều đánh hơi được khí thức của đại chiến rồi nhanh chân chạy tới. Cũng may trong số những yêu nghiệt đó không có ma khôi, nếu như có thì bọn họ chắc chắn phải chết. Mau lên, bắt sống bọn chúng. Bắt sống con mợ ngươi, sống chết không quan trọng. Bản vương muốn hắn phải chết. Những tiếng hét giận dữ lập tức vang lên khắp núi rừng khiến bầu không khí trở nên hết sức ồn ào. Cứ như vậy, càng có nhiều người chạy về phía đại chiến, vừa để báo thù vừa để cướp bảo bối. Cơ ngân là một kho tàng sống, nếu như có thể cướp hết toàn bộ bảo bối trên người hắn vậy thì cả đời này đều có thể ngồi không hưởng phúc. Phụt! Huyết quang lóe lên, Thiên Vũ lại đổ máu. Ba kẻ ở đây hắn ta còn chưa xử lý xong thì đừng nói đến một đám đông khác đang chạy tới. Những kẻ có thể tiến vào Di Chỉ Ma Vực đều là nhân tài yêu nghiệt, tùy tiện lấy ra một tên thì cũng đều không yếu hơn so với hắn ta, mà hắn ta còn đang phải che chở cho Triệu Bân, làm thế nào có thể chiến đấu tiếp được. Chết đi! Một tiếng quát lớn vang lên, một kẻ áo đen đã đâm thẳng tới một kiếm. Thiên Vũ muốn bỏ chạy nhưng lại bị phong ấn không chế, lại có thêm một kẻ áo đen đánh phối hợp, hơn nữa kẻ thi triển thuật phong ấn cũng không chỉ có một. Điều này khiến cho hắn ta không thể nào nhúc nhích được, một kiếm mà kẻ áo đen vừa đâm tới hắn ta cũng không thể né. Ông! Đúng lúc này lại có thêm một bóng đen khác xông tới. Bóng đen vừa xông tới là một nữ tử mang theo mùi hương rất thơm, cô ta đã phá vỡ phong ấn trên người Thiên Vũ, trong nháy mắt còn lấy Thiên Vũ làm trung tâm chém ra một vầng hào quang màu trắng đánh bật đám người đang vây sát. Đi, nữ tử lãnh đạm nói. Nghe giọng điệu này thì rõ ràng chính là bạn cũ của Triệu Bân. Hừm, chính là nữ tử tóc xanh. Đa tạ, trong lòng Thiên Vũ tràn đầy cảm kích, hắn ta cõng Triệu Bân trên lưng, lảo đảo chạy sâu vào trong rừng. Muốn chết! Sau lưng hắn ta, những tiếng hét đầy giận dữ vang lên. Nữ tử tóc xanh lạnh lùng khai công, cô ta có huyết mạch bá đạo cùng cấm thuật truyền thừa đáng sợ, lúc trước ngay cả Triệu Bân cũng bị cô ta đánh thảm chứ đừng nói là những kẻ này. Nhóc con, người nợ ta một mạng. Nữ tử tóc xanh thầm nghĩ, cô ta đang muốn nói điều đó với Triệu Bân. Ngay cả tên của cô ta hắn cũng không biết, trước đó không lâu cô ta còn rất muốn giết chết hắn, thế mà bây giờ lại tự nhiên nhảy ra cứu mạng hắn. Lý do cho chuyện này cô ta cũng đã nghĩ xong xuôi, kể từ bây giờ mạng của cơ ngân chính là của cô ta. Ầm, ầm. Bên trong rừng núi vang lên những tiếng ầm ầm không dứt. Mặc dù nữ tử tóc xanh rất mạnh mẽ, nhưng có thắng được hay không thì còn phụ thuộc vào việc cô ta phải chiến đấu với ai và chiến đấu với bao nhiêu người. Ầm, ầm. Trên đường Thiên Vũ bỏ chạy cũng không được bình yên. Vẫn còn không ít những kẻ khác đang đuổi giết khiến cho hắn ta chạy trốn rất khó khăn, máu của hắn ta thì vẫn đang đổ ra đầm đìa. Ngay lúc đó đã có kẻ sắp đuổi kịp. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dùng câu này để miêu tả tình huống của Thiên Vũ và Triệu Bân là thích hợp nhất. Ngày thường nếu như Triệu Bân ở trạng thái đỉnh cao thì ngoại trừ ma khôi và thân dung làm gì còn kẻ nào dám chạy tới gây hấn với hắn. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Ý thức của Triệu Bân đã dần trở nên thanh tỉnh hơn, trong lòng hắn đang rít gào, có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của thế giới bên ngoài nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại, dường như luôn có một sức mạnh quỷ dị đang quấy rầy, ngăn cản không cho hắn mở mắt. Nguyệt thần đã cố gắng hết sức. Đây đã là giới hạn để giữ cho đầu óc của hắn tỉnh táo. Cơ ngân, ta đã tìm ngươi thật lâu. Trong khu rừng lại vang lên thêm tiếng gầm giống. Một kẻ không dễ chọc cũng đã bắt đầu phóng tới đây, đó chính là Nguyên Thương, trên người hắn ta cũng đang đổ ra rất nhiều máu, những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, chúng đều do bị vết cắt không gian cắt qua hoặc là bị thiên kiếp đánh phải. Đáng chết! Nhìn thấy Nguyên Thương, Thiên Vũ liền biến sắc. Yêu nghiệt cũng có chia cấp bậc. Kẻ như Nguyên Thương có thể xếp vào hàng yêu nghiệt đứng đầu, mặc dù Nguyên Thương đang bị thương rất nặng nhưng Thiên Vũ cũng không khá hơn là bao, nếu như phải đánh nhau lúc này thì quả thật Thiên Vũ không thể nào đánh lại Hoàng tử Đại Nguyên. Chưa kể, Thiên Vũ còn phải che chở cho cơ ngân. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cuồng phong nổi lên bốn phía, hẳn là còn có kẻ mang theo sát khí cực nặng đang xông tới, nhất định là kẻ thù đang té nước theo mưa. Lúc này đã không còn ai có thể cứu bọn họ được nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nguyên Thương đã đánh tới một trường, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thiên Vũ không dám khinh suất đối kháng,
xoay người tránh được một đòn nhưng vẫn bị dư lực làm chấn động. Vèo. Nguyên thương đuổi theo sát nút, thanh kiếm trên tay đâm thẳng tới. Thiên Vũ xoay mạnh người thủ kiếm trước mặt, mặc dù đỡ được một kiếm nhưng hắn ta vẫn bị chấn trở mình. Triệu Bân đang nằm trên lưng Thiên Vũ cũng bị chấn bay ra ngoài, va vào một tảng đá lớn khiến cho nó nát ra. Hắn là của ta. Nguyên thương bỏ qua Thiên Vũ, phóng thẳng tới chỗ Triệu Bân. Đôi mắt của hắn ta hằn đỏ những tơ máu gớm ghiếc, đồng thời cũng lóe ra tia sáng của sự tham lam. Hôm nay hắn ta bắt được cơ ngân thì xem như những chuyện xảy ra lúc trước như bị thiên lôi đánh hay bị vết cắt không gian róc thịt cũng đều đáng giá. Vèo. Thiên Vũ phóng tới chặn đường hắn ta. Nguyên thương bộc phát sát khí ngập trời, mạnh mẽ đánh lui Thiên Vũ. Mỗi lần đánh lui Thiên Vũ thì hắn ta đều vươn tay ra muốn tóm lấy Triệu Bân. Nhưng mỗi một lần hắn ta vừa vươn tay ra thì đều bị Thiên Vũ chặn lại không buông. Trước bước đường cùng, Thiên Vũ cũng đã đánh tới mức điên cuồng. Ở đây. Trong lúc cả hai đang đánh nhau thì đã có thêm một đám người rất đông kéo tới. Nói không ngoa, đám người này nhìn thấy cơ ngân còn cảm thấy thân thiết hơn nhìn thấy mẹ ruột, vừa nhìn thấy cơ ngân nằm đó không còn sức chiến đấu thì cả đám người đều đã biến thành lang sói, điên cuồng phóng tới chỗ của hắn. Cơ sư đệ, Thiên Vũ rít lên nhưng vô ích. Hắn ta muốn cứu cơ ngân nhưng bất lực. Hắn là của ta. Có một kẻ áo đỏ đã xông tới chỗ Triệu Bân nhanh nhất. Đột nhiên. Ngay lúc bàn tay của hắn ta sắp tóm được Triệu Bân thì Triệu Bân liền mở to mắt, một tay nắm lấy cổ tay của đối phương rồi đứng bật dậy, thẳng lưng đập đối phương xuống đất một cái khiến cho đối phương tàn phế tại chỗ. Hắn đang bị thương nặng, mau hợp lực giết chết hắn. Có không ít người đã xông lên vây công, bộc phát sát ý lạnh như băng. Triệu Bân không nói lời nào, ngay lập tức rút ra kiếm Long Uyên, nhanh như chớp chém chết một kẻ áo đen gần nhất, sau đó xoay người chém chết thêm kẻ thứ hai. Kẻ thứ ba xông tới còn chưa kịp khai công thì đã bị Long Ngâm Hổ Gầm của Triệu Bân làm chấn động đến chết. Rất mạnh. Ngay cả khi đang bị thương nặng thì hắn vẫn rất mạnh. Vượt qua thiên kiếp, hắn đã chân chính bước vào cảnh giới địa tạng. Sau khi được thiên kiếp tẩy luyện toàn thân thì hắn cũng đã được niết bàn lột xác. Thân pháp cùng tốc độ đều được lôi điện trợ uy, vô thanh vô ảnh lướt qua kẻ thù. Phụt, phụt. Giờ đây hắn giống như một sát thần. Lướt tới đâu là chỗ đó liền có người ngã xuống. Sức mạnh của hắn khiến cho những kẻ đang vây công hết sức hoảng sợ. Hắn là kẻ vừa trải qua thiên kiếp, chỉ còn lại một cánh tay, khắp người có vô số vết thương nhưng chiến lực vẫn mạnh mẽ đến như vậy. Cơ ngân của Thiên Tông chẳng lẽ lại thật sự là một con quái vật? Khu rừng dưới ánh trăng bị máu tươi nhuộm đỏ. Khu rừng dưới ánh trăng liên tục vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết. Triệu Bân điên cuồng vung kiếm. Một đám yêu nghiệt lần lượt gục chết trong máu tươi, không kẻ nào có thể ngăn cản được công phạt của hắn, đừng nói là đám người vậy sát, ngay cả Thiên Vũ và Nguyên Thương đang chiến đấu ở bên kia cũng đang vô cùng kinh sợ. Phụt, máu tươi lại phun lên, kẻ cuối cùng đã nằm xuống. Triệu Bân không phí thời gian, hắn ngay lập tức phóng thẳng đến chỗ Nguyên Thương. Nguyên Thương không ngốc, ngay khi nhìn thấy Triệu Bân xông tới thì hắn ta đã bỏ chạy rồi. Tâm trạng của hắn ta lúc này hết sức kinh hãi. Hắn ta chỉ dám hống hách khi cơ ngân đang ngất xỉu, một khi cơ ngân đã tỉnh thì hắn ta còn không dám nghĩ đến chuyện sẽ đánh nhau với cơ ngân nếu như không có kẻ khác hỗ trợ. Ít nhất bên cạnh hắn ta phải có thêm ba người nữa thì hắn ta mới dám nghênh chiến cơ ngân. Người nghĩ mình chạy được sao, Triệu Bân quát lên một câu lạnh như băng. Nhanh như chớp hắn đã vượt qua rồi chặn đường Nguyên Thương, mũi kiếm của hắn quay ngược lại đâm thẳng về phía sau. Mỗi một bước chân lui lại đều khiến cho đất đá sau lưng hắn bị nghiền vụn. Keng! Khi Nguyên Thương dừng lại thì kiếm của Triệu Bân cũng đã đâm tới. Ngay lập tức hai mắt của Nguyên Thương đã lồi ra, đồng tử co rút lại, không thể tránh khỏi một kiếm tuyệt sát. Tuy rằng hắn ta có huyết thai hộ thể nhưng khi hắn ta bị thiên lôi đánh thì huyết thai đã thay hắn ta chắn thương mất rồi. Phụt! Máu tươi phun ra chói mắt dưới một kiếm tuyệt sát. Nguyên Thương nặng nề ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt, trong danh sách người của Vương Triều Đại Nguyên phải tiến vào di chỉ ma vực vốn không có tên hắn ta, là hắn ta đã xung phong nhận việc để tiến vào đây, không ngờ đây lại là vào di chỉ ma vực vốn không có tên hắn ta, là hắn ta đã xung phong nhận việc hành động sai lầm, ngàn dặm xa xôi chạy tới dâng đầu cho kẻ khác chém. Nếu như thời gian quay trở lại hắn ta nhất định sẽ không tới ma vực. Nếu như thời gian quay trở lại hắn ta nhất định sẽ không dây vào có ngân. Đến tận lúc này khu rừng mới trở nên yên tĩnh. Phụt.
Thiên Vũ hộc máu, lao đảo ngã xuống đất. Triệu Bân cũng hộc máu, thương tích của hắn còn nặng hơn Thiên Vũ. Kết thúc trận chiến hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn đã giết được rất nhiều người nhưng kỳ thực hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tình trạng tồi tệ đến mức không thể duy trì được phân thân, khí huyết cùng tinh thần đã vô cùng sa sút, trải qua một trận thiên kiếp, cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể của hắn đều đã bị thương rất nặng. Sư huynh vẫn chịu đựng được chứ? Vẫn được, tạm thời chưa chết được. Hoa Bồ Đề đâu? Triệu Bân hộc máu hỏi. Tự mình bay đi rồi, Thiên Vũ cũng hộc máu đáp. Sau một khắc, hắn ta mới nói thêm được nửa câu sau, Vô Xương đã đuổi theo nó. Bay đi. Triệu Bân trong lòng nói thầm, lông mày nhíu lại. Hoa Bồ Đề nằm trong chiếc nhẫn ma, không gian bên trong chiếc nhẫn ma đã bị phong bế, không có tâm niệm của hắn thì Hoa Bồ Đề làm sao có thể thoát ra, chẳng lẽ cấm thuật của chiếc nhẫn ma đã bị thiên kiếp phá vỡ. Khi hắn nhìn lại, chiếc nhẫn ma vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì thật kỳ quái. Hắn không nghĩ nhiều mà vội vàng đứng dậy nhưng không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã xuống, toàn thân vẫn còn bê bết máu, tất cả đều là do thiên kiếp gây ra, ngay cả trường sinh quyết cũng không thể mau chóng chữa lành, nhất là cánh tay rất khó để có thể tái tạo lại. Ngoài ra, còn có dự oai của thiên kiếp. Lôi tức của thiên kiếp bây giờ vẫn đang hủy hoại khí lực của hắn. Bị thương nặng như vậy, hắn cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Hắn phải đi tìm Sở Vô Xương, phải tìm được Hoa Bồ Đề, tìm được thì bọn họ liền có thể ngay lập tức rời khỏi ma vực. Không biết đi đâu. Thiên Vũ lấy kiếm chống đỡ, run rẩy đứng dậy. Triệu Bân không nhiều lời, ngay lập tức lấy ra một sợi xích. Chỉ có điều, thiên địa biến hóa tới quá đột ngột. Chỉ trong phút chốc mà cả hai đã chia lìa. Triệu Bân lại xuất hiện trong một sơn cốc đen tối, về phần Thiên Vũ đã bị chuyển đi đâu thì hắn cũng không biết. Chỉ biết rằng bên ngoài sơn cốc đang vang lên tiếng đại chiến, tiếng cười gần đáng sợ cũng liên tiếp vang lên. Vô Xương. Triệu Bân cảm nhận được rồi phóng thẳng về hướng đó. Thần sắc của hắn lúc này vô cùng khó coi, hắn cảm nhận được sự hiện diện của Sở Vô Xương, cũng cảm nhận được sự hiện diện của vô số kẻ thù, Ma Khôi, Thân Dung, Vương Dương, Tiểu Nhật Áo Đen, tên thi tộc. Bên ngoài sơn cốc là một vùng đồng bằng. Trên vùng đồng bằng có rất nhiều người máu me bê bết vì bị thiên kiếp đánh. Trong số đó, có một bóng hình xinh đẹp thân thể đầy máu là nổi bật nhất. Bóng hình đó chính là Sở Vô Xương trên tay đang ôm đóa Hoa Bồ Đề nhuốm máu lảo đảo chạy trốn. Mái tóc của cô ta lúc này đã trắng như tuyết, hẳn là cô ta đã thi triển một loại cấm pháp cực kỳ kinh người để gia tăng chiến lực. Cấm pháp phản phệ quá mạnh mẽ, không biết đã đoạt đi của cô ta bao nhiêu tuổi thọ, làm tổn hại bao nhiêu căn cơ của cô ta. Cô ta nghĩ rằng tất cả đều xứng đáng. Nếu không có chiến lực cực hạn thì làm sao thoát khỏi sự truy đuổi? Nếu không thoát khỏi sự truy đuổi thì làm sao mang Hoa Bồ Đề về được? Tình cảm là một thứ rất kỳ lạ, cô ta cũng có chấp niệm với một chữ tình, cô ta muốn mang Hoa Bồ Đề về, nguyện cầu cho cô gái tên Liễu Tâm Như, cô gái mù thiện lương đó có thể cùng với Triệu Bân bách niên giai lão. Vì lý do này cho nên cô ta mới liều mạng để giữ lấy một đóa hoa. Đi đâu? Thánh tử huyết y môn hừ lạnh, một kiếm chém tới. Sở Vô Xương kiệt lực thúc dục chân nguyên, rút kiếm chống đỡ. Tuy nhiên, thương thế của cô ta đang quá nặng cho nên vẫn bị một kiếm này chém trở mình, bay ra ngoài hơn 10 thước rồi đáp xuống vũng máu. Cô ta vừa đứng dậy thì hàng trăm đạo phong ấn đã đánh tới, lập tức phong ấn cô ta. Chết đi! Vương Dương cười gằn, đánh ra một luồng ma quang mang theo uy lực hủy diệt trong truyền thuyết. Đây chính là một kích tuyệt sát, đừng nói tới Sở Vô Xương lúc này, cho dù là Ma Khôi cũng sẽ không dám khinh suất đối kháng một chiêu này của hắn ta. Sở Vô Xương từng bước lảo đảo, tầm mắt đều mơ hồ. Một kích này cô ta không thể nào đỡ được, cô ta nhất định sẽ chết. Vèo. Trong giờ khắc nguy hiểm, cô ta chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên, bị một nguồn năng lượng thần bí kéo đi. Sau đó, trước mặt cô ta lóe lên một tia sáng. Trong chớp mắt thanh tỉnh lại, cô ta trông thấy một bóng dáng đẫm máu quen thuộc, là hắn, là Triệu Bân cũng đang chật vật không thôi, chắc là do thiên địa biến hóa cho nên mới bị chuyển tới đây cùng cô ta, nhưng cho dù có hắn ở đây thì cũng sẽ không thể nào đỡ nổi một kích tuyệt sát của Vương Dương, cả hai bọn họ đều đã bị thương quá nặng. Phụt! Máu tươi phun ra cực kỳ chói mắt. Một kích tuyệt sát của Vương Dương đã trúng đích, nhưng không trúng vào Triệu Bân mà lại xuyên thẳng qua cơ thể của Sở Vô Xương.
bí pháp di thiên hóa địa sở vô xương cũng thông hiểu, chẳng qua cô ta không thể thi triển như thiên nhãn. Rất nhiều ngày trước, cô ta đã để lại trên người Triệu Bân một bí ấn mà trên người của mình cũng có, ngay khi cô ta thi triển bí pháp thì hai người liền thay đổi vị trí. Đạo lý của bí pháp này không khác mấy so với di thiên hoán địa, Triệu Bân đỡ cho cô ta lại đỡ cho hắn, vốn là Triệu Bân muốn thay cô ta đỡ một kích này nhưng vẫn bị cô ta tự đỡ chúng. Phụt! Sở vô xương như một cánh bướm nhuốm màu máu đỏ tươi, theo gió bay xuống. Vô xương! Ma Khôi và những kẻ khác sững sờ, không biết cơ ngân từ đâu đến. Sau khi sững sờ thì cả đám đều cười gần dữ tợn. Tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Bọn chúng đã lục tung ma vực lên tìm cơ ngân nhưng không thấy, thế mà bây giờ hắn lại tự mình dâng tới cửa, trông hắn lại hết sức chật vật, bọn chúng hoàn toàn có thể giết chết hắn như giết một con gà. Dừng lại cho ta. Triệu Bân ôm lấy Sở Vô Xương hét lên bằng giọng nói khàn khàn, hắn đẩy chân nguyên cuồn cuộn vào bên trong cơ thể của cô ta mặc dù nhịp tim của cô ta đang dần dần biến mất, cho dù hắn có thi triển bí thuật gì thì cũng không thể cứu được cơ thể đang hấp hối của cô ta. Một kích của Vương Dương đã đánh trúng vào mệnh môn của Sở Vô Xương, cho dù người bị trúng là Triệu Bân thì hắn cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Cô ta nói con người khi chết đi sẽ hóa thành vì sao trên trời, ánh sao sẽ chiếu xuống nhân gian. Cơ ngân, Triệu Bân, khi nào trăng sao sáng tỏ, người có thể ngước lên ngắm nhìn ta không? Sở Vô Xương cười nhẹ, cũng không biết là đang lẩm bẩm một mình hay là nói với Triệu Bân, chỉ biết rằng đôi mắt sáng của cô ta lúc này đã trở nên vô cùng mờ mịt. Trong đó còn có một làn nước mờ ảo hiện lên, dần dần ngưng tụ thành xương giá. Được, Triệu Bân bật khóc nói. Ta, chờ ngươi. Sở Vô Xương thản nhiên cười, đôi mắt đẹp không muốn nhắm lại cuối cùng cũng đã mất đi tia sáng cuối cùng. Hoa bồ đề cô ta đang ôm trong tay cũng đã rơi xuống. Hai hàng lệ rơi xuống trên đôi má lạnh lẽo, giống như trên mỗi giọt lệ đều có khắc một cái tên, một là Cơ Ngân, một là Triệu Bân. Trăng thanh gió mát đã mang theo nỗi sầu bi của Sở Vô Xương về trời. Giữa thế giới mờ mịt dường như còn đang vang lên một khúc nhạc cổ xưa tiễn đưa người con gái si tình. Ấn đường đã biến thành màu đen. Lúc trước, Nguyệt Thần đã không nhìn sai. Cô gái tên Sở Vô Xương này tự gánh theo tử kiếp, ngay từ thời khắc cô ta bước chân vào ma vực đã định sẵn sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Nhuốm lấy khói lửa nhân gian, suy cho cùng vẫn không thoát nổi một chữ tình. Vô Xương, Triệu Bân vẫn còn đang gọi và không ngừng truyền chân nguyên. Tiếc rằng cô gái trong lòng hắn không bao giờ đáp lời nữa. Chậc chậc chậc, đúng là làm người ta đau lòng quá nha. Vương Dương nói rồi cười khẩy, bao nhiêu năm nay hắn ta chưa từng phấn khích như lúc này. Nỗi đau của Cơ Ngân là suối nguồn vui vẻ của hắn ta, ví dụ như lúc này đây, hắn ta hưng phấn như muốn điên lên. Đúng là vui mắt đẹp lòng. Ma Khôi, Thánh tử Huyết Y, tộc xác chết thứ nhất, tiểu nhật áo đen, thánh tử Ma Điện và thánh tử Ma Sơn. Tất cả những người có mặt ở đó đều lộ ra nụ cười phấn khích đầy méo mó. Chúng thích khung cảnh này, thích đến mức không nhẫn tâm quấy rầy, muốn nhìn ngắm thêm chút nữa, muốn biến nó thành con dấu in hẳn vào trong linh hồn. Có thêm nhiều người khác chạy tới. Toàn là kẻ thù. Nhìn thấy cảnh tượng này mà thoáng sững sờ. Sau đó, chúng cũng bật cười cực kỳ điên cuồng, giống như những con quỷ tà ác. Sao, sao lại như thế? Cô gái tóc xanh chạy tới nhưng chỉ ẩn nấp ở vòng vây bên ngoài, đờ đẫn nhìn khung cảnh ấy mà hé miệng, mặt mũi trắng bệch, có thể trông thấy Triệu Bân và Sở Vô Xương qua bóng người. Hắn chỉ còn một tay, cô ta tóc trắng xóa. Hắn ngồi bệt xuống, cô ta lặng lẽ nằm trong lòng hắn. Một người tỉnh táo, một người trông như đang ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy là một vòng luân hồi. Triệu Bân im lặng như một pho tượng, chẳng hề nhúc nhích. Hắn không gọi nữa, cũng không rót thêm chân nguyên, bởi vì trong cơ thể hắn không thể đào ra tinh khí nữa, thực sự đã tiêu hao đến khi khô kiệt rồi. Cơ Ngân, đau lòng không? Lại là Vương Dương, hắn ta cười khoe trọn hàm răng trắng ẩn. Chỉ vài chữ thôi mà gợn lên hàng ngàn con sóng dữ, cơn giận của đám kẻ thù bỗng chốc được bộc phát ra ngoài, giống như từng con ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt, nhảy múa ăn mừng vì cái chết của cô ta, vì nỗi đau của hắn. Đùng! Một tiếng sấm dậy đột ngột nổ vang trời. Hình thái của Triệu Bân thay đổi hắn, từng tấc trên mi tâm in ra một hoa văn bí ẩn cổ xưa, mái tóc đen như thác đổ dần dần đổi thành màu đỏ như máu. Hắn vốn không còn chân nguyên hay tinh khí bỗng chốc có thêm sát khí đen ngòm,
đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn dần dần mất đi đồng tử, đổi sang một màu đen bất tận như hai cái động không thấy đáy. Những vết thương trên người hắn, bất kể là vết máu từ thiên kiếp hay là vết chém từ trận chiến, từng vết thương liền ra lành sẹo, đến cả cánh tay đã gãy của hắn cũng được tái tạo bằng xương và máu. Một thứ sức mạnh tột đỉnh thiên hạ đột ngột xuất hiện trong cơ thể hắn, lạnh lẽo và cô độc. Cảnh giới cực hạn. Nguyệt Thần hô lên kinh ngạc, dường như nhận ra trạng thái này. Đây là trạng thái bá đạo nhất của người đời, không chết, không bị thương, không lão hóa, không thể tiêu diệt. Chuyện này, thấy hình thái của Triệu Bân, đám đông kẻ thù của hắn biến sắc. Mấy kẻ như Ma Khôi còn đỡ. Vài ba tên yêu nghiệt trung bình kém đều lùi lại một bước. Cơ ngân của hiện tại quá đáng sợ, không chỉ về tướng mạo mà đến cả khí tức cũng giống như một đại ma đầu cái thế đã ngủ say hàng vạn năm bỗng thức tỉnh. Không chỉ riêng họ, đến cả cô gái tóc xanh và những người trung lập ở bên ngoài vòng vây cũng lộ vẻ sững sờ. Sát ý thật đáng sợ. Sát khí thật điên cuồng. Đất trời mù tối dần dần đóng thành từng tấc băng lạnh màu đen. Sao lại như thế? Tất cả mọi người cùng chung thắc mắc. Tinh khí và chân nguyên của cơ ngân đã cạn kiệt rồi, còn bị thương nặng như thế, vậy mà vẫn hồi phục được. Thêm cả trạng thái của hắn nữa. Đó là một loại cấm thuật à, tại sao lại khiến họ khiếp đảm đến mức không thể đè nén cảm giác ấy được? Hỏi thế gian, tình ái là chi? Nguyệt Thần lầm bầm, không biết nên thở dài hay nên chấn động. Cảnh giới cực hạn rất bá đạo, là hình thức thăng hoa đến cực độ của cơ thể. Xét từ góc độ nào đó, nó đã thoát khỏi trình tự và quy luật thông thường. Theo trí nhớ của cô ta, chưa từng có phàm nhân nào mở ra trạng thái như thế này. Triệu Bân là người đầu tiên. Nếu đây cũng được coi là một dấu mốc, vậy thì hắn là sự tồn tại như cột mốc trong thần thoại. Phản công. Sau phút hoảng hồn, Nguyệt Thần lại xách kiếm xông lên. Lời chúc phúc của thần và lời chúc phúc của cửu thế cũng tỏa sáng rạng rỡ, Triệu Bân mở được cảnh giới cực hạn, họ cũng được tiếp thêm sức mạnh. Trước đó bị đánh bại liên tục, phen này lại đánh trả lời nguyền rủa của thần. Triệu Bân đã đứng dậy, đặt Sở Vô Xương vào quan tài bằng băng. Bông Hoa Bồ Đề nhuốm máu cũng chìm vào trong chiếc nhẫn ma. Các ngươi đều phải bồi táng cùng cô ấy. Lời nói của hắn như phán quyết của ông trời, uy nghiêm, lạnh lẽo, tịch mịch, lọt vào tai người ta như sấm sét từ thời vạn cổ, đến cả linh hồn cũng run rẩy không ngừng. Hắn không phải ma. Nhưng còn nhiều ma tính hơn cả ma. Sát khí tà ma của hắn không biết từ đâu mà tới, nhưng cuồn cuộn không dứt. Dù hắn mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có một mình, thánh tử huyết y hừ một tiếng. Lời này rất hợp ý đám đông, ai nấy giữ vững tinh thần, khí thế bùng nổ. Giết! Đám đông kẻ thù hô lên, đồng loạt ra đòn tấn công. Không thể kéo dài thêm được nữa, hôm nay nhất định phải tiêu diệt cơ ngân. Nếu không, hậu họa khôn lường. Không ai nương tay, tất cả dùng đến đòn tấn công đỉnh cao nhất, đao quang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn. Kéo đến dập trời, mỗi một luồng kiếm quang, mỗi một đạo trưởng ấn cuốn theo sức mạnh hủy diệt khiến cô gái tóc xanh và kẻ trung lập nhìn thôi cũng tái mặt, nếu không ngoài ý muốn, cơ ngân sẽ bị đánh thành cho trong thoáng chốc. Đùng! Triệu Bân bị nhấn chìm trong cơn thủy triều của bí thuật. Đất trời rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Vẫn chưa chết hử, Vương Dương cười gằn. Không chỉ hắn ta, nhiều kẻ thù khác cũng đang cười. Đòn tấn công của nhiều người như thế, không tin không tiêu diệt được ngươi. Thế nhưng, chúng cứ cười mãi rồi cũng không cười nổi nữa. Nụ cười tiêu tan đi, thần thái trên gương mặt chỉ còn lại chấn động và sững sờ. Không đợi khói bụi tan hết, một bóng người đã hiện hóa, đang bước từng bước ra ngoài. Có lẽ vì cơ thể quá nặng nề nên từng bước chân nện xuống cứ thình thịch. Không sai, đó là Triệu Bân. Hắn giống như một cái hố đen, mái tóc màu đỏ như máu tung bay, sát khí dồn dập và điên cuồng như một ác thần độ thế, xách theo thanh kiếm còn nhỏ máu bước ra từ thời kỳ u tối mà xa xưa. Thế này, làm sao có thể, thánh tử Ma Sơn kinh hãi. Không ai dám tin. Bất kể là kẻ thù hay kẻ trung lập ở bên ngoài vòng vây, hai mắt như lồi ra. Bao nhiêu đại chiêu, ma thuật sát thương cao như thế, đừng nói là yêu nghiệt hàng đầu, dù là hung hổ ma khôi hay thương xà thân dung gặp phải cũng bị đánh thành thịt xay nhuyễn đấy. Vậy mà cơ ngân với cảnh giới địa tạng tầng 1 lại không hề thương tổn gì. Khả năng tái sinh bá đạo tới cỡ này hả?
Nói không bị tổn thương gì thì không chính xác. Chỉ có điều tất cả những vết thương đầy máu me trên người Triệu Bân đã nhanh chóng lành lại hết. Đấy là cảnh giới cực hạn. Là trạng thái bá đạo nhất trên thế giới, không bị thương không chết, bất hủ bất diệt. So với cảnh giới cực hạn thì vạn pháp trường sinh quyết chỉ là trò trẻ con. Lại đi nào. Thánh tử Huyết Y hét lớn lên. Trong số những người có mặt ở đó thì cũng chỉ có hắn ta là hào hứng nhất. Hắn ta vừa dứt lời, tất cả các nhân vật lớn đều vận dụng bí pháp. Đánh một lần không giết được ngươi thì đánh thêm lần nữa. Keng! Đáp lại bọn họ là tiếng kiếm chói đến tận sâu trong linh hồn. Đấy là Triệu Bân, hắn giống như một tia ma quang, lướt ngang qua người Thánh tử Huyết Y. Hắn vừa sượt qua, đầu của Thánh tử Huyết Y liền rơi xuống đất. Chậc! Phe trung lập đứng bên ngoài thấy thế thì đều hít hơi ngược vào trong. Không ai nhìn rõ. Không ai nhìn rõ được cơ ngân đã ra tay như thế nào, chỉ thấy một tia ma quang lướt qua thôi. Sau đó thì đầu của Thánh tử Huyết Y đã lăn xuống. Tốc độ đó phải nhanh đến chừng nào. Phía kẻ thù của Triệu Bân cũng giật mình, bọn họ đứng khá gần nhưng cũng không nhìn thấy gì. Ấm ức nhất vẫn là Thánh tử Huyết Y. Mặc dù đầu bị rơi xuống đất nhưng hắn ta vẫn còn giữ được ý thức trong vài giây, cái đầu lăn xuống rồi vẫn có thể nhìn thấy cơ thể của mình đang đứng đó, vẫn còn có thể nhìn thấy bóng lưng đầy ma tính của Triệu Bân. Hắn ta đã bị tiêu diệt trong tích tắc nhưng lại không biết mình bị giết như thế nào. Hắn ta có một giây ấm ức, và một giây hối hận. Hối hận là bản thân không nên phấn khích quá đà, bản thân không nên chọc đến cơ ngân. Giờ thì hay rồi, mất luôn cả mạng. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, máu tươi đã văng khắp nơi trong đám đông. Triệu Bân đã đại khai sát giới, hắn như một tia sáng len lỏi trong đám đông. Chỗ nào hắn đi qua thì nhất định sẽ có người bị tiêu diệt, nếu không phải bị chém chết thì cũng là bị chặt đứt đầu, đến khi người tiếp theo bị giết thì cơ thể của bọn họ vẫn còn đứng đó quờ quạng, chưa kịp ngã xuống là đã bị ma sát của Triệu Bân nuốt chửng. Một người, một kiếm sao? Phe trung lập đứng bên ngoài đều tròn mắt, miệng tặc lưỡi. Mạnh cỡ cô gái tóc xanh mà cũng phải đờ mặt ra. Cơ ngân hiện tại đã mạnh đến mức nào? Phải biết rằng tất cả những người đó đều là những yêu nghiệt, là những nhân tài mũi nhọn được coi trọng trong thế hệ trẻ của các nước, nếu không phải là thiếu chủ gia tộc thì cũng là thánh tử nào đó. Tất cả đều là cảnh giới địa tạng, thực lực đều không tầm thường, không ngờ đều bị cơ ngân đưa đến quỷ môn quan, mỗi người chỉ cần một kiếm. A! À, tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên. Càng có nhiều người bị giết hơn, tất cả đều chết chỉ với một kiếm. Triệu Bân khi đánh vào giữa đám đông, luôn chỉ giơ kiếm lên và chém xuống mà không có động tác nào khác. Nhìn từ phía xa, hắn không giống như đang giết kẻ thù mà là đang chém dưa hấu. Với hắn, tất cả những nhân vật đáng gờm đó đều trở thành dưa hấu. Khi bị Triệu Bân tiếp cận thì đừng nói đến việc né tránh hay phòng bị, đến cả cơ hội thét lên cũng không có. Cảnh tượng đâu chỉ có máu me mà còn rất hung tàn. Đấy không phải là đại chiến mà là đơn phương đổ sát. Đến cả sương mù ma khí đen ngòm cũng bị nhuộm đỏ. Sao lại mạnh đến như thế chứ? Thánh tử Ma Sơn liên tục lùi về sau với ánh mắt đầy hoảng sợ. Hắn ta lui một khoảng rồi quay đầu bỏ chạy. Không đường lên thiên đàng, biết cửa xuống địa ngục. Đó là câu đầu tiên mà Triệu Bân nói từ khi bắt đầu đại khai sát giới. Hắn vẫn chưa dứt lời là đã lao đến như một bóng ma. Giết! Thánh tử Ma Sơn lập tức quay lại, vung ma long kiếm lên, biến ra ma long hải, bên trong biển còn có ma long gào thét, nó lập tức nuốt chửng Triệu Bân. Nhưng có vẻ như tối nay, ma long hải của hắn ta không phát huy được tác dụng, nó đã bị ma sát của Triệu Bân nuốt ngược trở lại, ma long bên trong cũng bị chém thành cho bụi. Cửu thiên ma long chảm! Thánh tử Ma Sơn hét lớn lên. Vung kiếm lên trời và chém xuống. Triệu Bân không thèm nhìn, cũng không né tránh hay phòng ngự, để mặc cho kiếm đó chém mình ra thành hai nửa. Cùng lúc đó, máu của hắn lại chảy ngược vào lại trong cơ thể qua vết thương, cơ thể bị chém đứt cũng dính liền lại ngay lập tức. Ánh mắt của Thánh tử Ma Sơn khá là kinh hãi. Vẻ kinh hãi đó cũng là thứ cuối cùng mà hắn ta để lại cho thế giới này. Vì Triệu Bân đã đánh đến, chém đứt đầu hắn ta chỉ bằng một kiếm. Cơ thể của Thánh tử Ma Sơn vẫn chưa ngã xuống thì Triệu Bân đã lướt qua, không buồn liếc mắt, biểu cảm không giận, không lo cũng không hận. Về phần kiếm Long Uyên thì đã bị ma sát của hắn cuốn đi,
chìm vào trong nhẫn ma. Đấy là thánh tử Ma Sơn đấy. Phe trung lập ở bên ngoài đều nuốt nước bọt ừng ực. Thánh tử của một mạch mà lại bị tiêu diệt trong tích tắc vậy sao? Sau thánh tử Ma Sơn là đến thánh tử Ma Điện. Hắn ta còn hoảng hơn cả thánh tử Ma Sơn, chạy được mười mấy trượng rồi. Ngươi chạy mà được à, Triệu Bân lạnh lùng nói. Ta liều với ngươi, thánh tử Ma Điện gào lên, huyền võ hắc ma giáp rách dưới bao bọc lấy cơ thể, hắn ta vận dụng toàn bộ chân nguyên, phục hồi đường vân bí ẩn khắc trên ma giáp, cố sức gia tăng khả năng phòng ngự. Đáng tiếc cũng chẳng tới đâu. Triệu Bân chém đứt hắc ma giáp chỉ với một cú. Những người đứng xem đều thất kinh. Đấy là huyền võ hắc ma giáp do chính bất diệt ma quân luyện ra, dù đã bị rách nát nhưng khả năng phòng ngự vẫn cực kỳ bá đạo, không ngờ lại bị chém rách chỉ với một kiếm. A! À, thánh tử Ma Điện hét lên thất thanh, hắc ma giáp bị rách, cơ thể của hắn ta cũng bị chém tan nát một nửa. Tên này liên tục lùi về sau, vẫn chưa ngã ngửa ra thì đã có một luồng ma sát ập vào mặt, nuốt chửng hắn ta và biến thành một vũng máu. Còn Triệu Bân thì dẫm lên vũng máu đó và bước qua. Keng! Tiếng kiếm vang lên, một thanh kiếm đen dài và mỏng từ bên cạnh phóng đến, đấy là tuyệt diệt nhất kiếm. Là người áo đen của La Sinh Môn. Sát thủ của La Sinh Môn giỏi nhất ra đòn chí mạng. Và chiêu đó của hắn ta cũng đã đánh trúng mục tiêu. Tốt! Người thứ nhất của tộc xác chết cười lớn, biến ra một cỗ quan tài ảo, phủ lên thân Triệu Bân. Ầm! Cỗ quan tài lập tức vỡ tan, Triệu Bân đã chém tan bằng một kiếm. Người áo đen của La Sinh Môn rên lên khó chịu rồi bay ra ngoài. Người thứ nhất của tộc xác chết cũng nôn ra máu, hai tay bị nổ tan nát. Hắn ta loạng choạng, liên tục lùi về sau, hai mắt lồi ra, đồng tử co lại. Không ngờ sau khi bị trúng kiếm chí mạng của sát thủ La Sinh Môn mà cơ ngân vẫn không hề hấn gì. Người áo đen của La Sinh Môn cũng cảm thấy bất ngờ. Triệu Bân không thèm nhìn hắn ta. Nhưng từ trong khí huyết đang cuộn trào của hắn phóng ra một đống ma sát và chém từ trên trời xuống. Người áo đen của La Sinh Môn tái mặt, quay đầu bỏ chạy. Phụt! Ma sát của Triệu Bân càng nhanh hơn, chém cả người và kiếm thành hai. Bù! Còn một tia ma sát khác lại biến thành một cây giáo màu đen, phóng về phía người thi nhất của tộc xác chết, tên đó vẫn chưa kịp đi ưng vi ứng lại là đã bị cây giáo đâm thủng và ghim chặt trên một vách núi. Sau hắn ta còn có một người nữa bị nhắm đến. Đó là tiểu nhật áo đen. Hắn ta chạy rất nhanh, ẩn mình và đang định trốn khỏi mảnh đất đó. Nhưng cuối cùng cũng không thoát được, kết cục bị cây giáo đâm chết tưới. Đến mạng cho cô ấy. Tiếng thét của Triệu Bân là tiếng gào bi thống từ tận sâu trong linh hồn.